chỉ biết ngoài điều qua từ ngó ngó chứ còn cá thì là đấy cái cơ sở đó chứ ra là dành cho các em thôi, cũng cả các em cần để thấu thì các bạn phải học tôi trả cho các em nhớ và cái keo đúng không? Cái keo là cái này để cho khá dài nhưng mà chỉ có một xương không, rất là ok đấy. Thế là một xương vai trò rất quan trọng, nhưng mà chúng mình cứ dần xương thôi, hơi khó em chút. Thưa các bạn, này là đây một cái tổn thương hay gặp trên xương. Thứ hai là một cái vấn đề một cái tổn thương điển hình, cái mục tiêu quan trọng nhất tức là mục tiêu số 3 không biết là một vai trò của xương trong những bệnh lý của gan, không biết là mục tiêu trong bệnh lý này thì vai trò của xương đâu và cái gì đâu, từ lần chiến lược để theo dõi rồi xử lý khác nhau, cái hoàn toàn có thể cho chị tự làm được. Phần tổng quan của các bệnh cái gan nó rất nhiều bệnh lý khác nhau, chị do u buồn, do viêm, do chuyển hóa, vân rất nhiều bệnh khác, thì nhiều cách chia với nhau á, đúng không? Tôi chia theo kiểu này, đúng không? Đặc biệt là các bệnh lý gan lan tỏa, đây là bệnh thường đi qua trong hệ thống toàn thân, chuyển hóa đó, gan viêm mỡ, viêm gan, vân, đúng không? Theo là tổn thương nang và dạng nang, có nghĩa là tổn thương của dạng có dịch của trong gan, ung thư. Và cái tổn thương này tại sao rất nhiều riêng gan thì nó khác như là gan gan thì nó rất nhiều, đúng không? Chia riêng một nhóm riêng ra. Tiếp theo là tổn thương dạng nốt và khối tạng, có nghĩa là tổn thương dạng nốt trong gan, đúng không? Thì cái này có những cái gì? Cái mà hay gặp nhất là chính là gì? Nếu người trẻ thì là máu được sản xuất trong gan, cái máu sẽ có tổn thương gan và dạng nang, cái máu là tổn thương gì? Khối hóa. Nó là cái gì đi bài biết xong chứ chưa ai biết cả không nói ra nó biết đâu. Tiếp theo là việc mạch máu, cái phần mạch máu của gan và phần cuối là phần kết luận và ra cái những phần tổn thương nữa, phần giải phẫu thôi đúng không, quá đơn giản rồi, rất nhẹ, phần chia gan xong rồi đúng không, quá dễ. Đấy, đầu tiên là các cái bệnh lý của gan, các bệnh lý của gan có nghĩa là gì, khi đã có tổn thương ở gan rồi đúng không, không phải gan bình thường nữa. Vậy thì bây giờ trước một trường hợp, tính trước một trường hợp mà xương mình phát hiện ra bệnh lý ở gan thì bây giờ mình phải làm nào, đúng không? Đầu tiên là đúng không? Phải xác định là gì? Vị trí của tổn thương, đúng không? Vị trí tổn thương gan nó lan tỏa rồi thì nó toàn bộ quy mô gan, đúng không? Còn đối với khu trú thì phải xác định xem là từ nhỏ đến to vì nó kích thước của tổn thương và cái vùng khu trú của nó. Tuy nhiên cái nhỏ là hạ cực kỳ gì? Từ 1 hay đến 2 hoặc 5 sau 7 đúng không? Tiếp theo là nó vượt qua hạ cực kỳ thì các anh chị phải xem là gì? Nó là nằm trong phân kỳ nào, đúng không? Trước giữa bên thì sau, đúng không? Và nếu mà vượt qua phân kỳ thì nó nằm ở nửa bên nào, gan phải, gan trái, đúng không? Và nếu vượt qua gan phải thì nó sẽ sang gan trái chưa, đúng không? Vâng, tùy theo mức độ. Tiếp theo là kích thước tổn thương. Nếu mà đo được tổn thương thì mình đo hai chiều, đúng không? Hai chiều lớn nhất và vuông góc với nhau. Đường kính đo hai vuông góc với nhau. Hai chiều lớn nhất và vuông góc với nhau. Tức là ranh giới của tổn thương có rõ hay không, nghĩa là gì? Ranh giới nghĩa là gì? Là cái tổn thương là những cái mù còn lại xung quanh, đúng không? Có xác định được không? Nếu mà xác định rõ, đúng không? Thì đó là phần xác định đo kích thước, đúng không? Không có rõ đo kích thước mà không làm sao đo được. Tiếp theo là bờ có đều không? Đúng không? Bờ đều và bờ không đều thì như thế nào? Bờ đều nghĩa là gì? Nó tròn đều. Còn bờ không đều thì có thể bị răng cơ, bị mũi vân vân, nhiều hình thức khác nhau. Và cái bờ đều danh giới ấy, không rõ thì mình xác định bờ, đúng không? Danh giới không rõ có bờ, đúng không? Nên danh giới không rõ thì bờ đều thì mình nghe cũng cười đắng, đúng không? Tiếp theo là gì? Cái thành phần bên trong nó là gì? Thành phần trong và ngoài, tức là nó là chống âm thì nó là gì? Chống trích là nang, đúng không? Nang hoặc gì? Tăng âm thì nó là gì đó? Thì là máu, hoặc là tổ chức, vận, bồi hóa, giảm âm nó là gì, đúng không? Hỗ trợ âm nó là gì? Cô tả cái phần bên trong. Tiếp theo là gì? Nếu mà lớp 3 tháng thì các bạn cũng đã phá cái này ra rồi, siêu rồi, đúng không? Chứ còn thực ra thì đấy. Tiếp theo là ai mà xuất sắc hơn nữa thì mình sẽ mô tả thêm nữa là gì? Cái tổn thương nó có ảnh hưởng đến cấu trúc xung quanh hay không? Ví dụ như hệ ung thư này, nó có thể đổ gan hay không, đúng không? Với tổn thương sát bao gan. Thứ hai là cái tổn thương mà nó gần tạng khác, xem nó có thể để tạng khác hay không, đúng không?
và với tổn thương ác tính chẳng hạn thì ví dụ như nó xâm lấn vào các cái mạch máu, xâm lấn vào cái ngạch cửa này, xâm lấn vào đường mật, vân vân. Điều tiếp theo là liên quan giữa tổn thương với cơ quan khác, đúng không? Nó phát triển ra ngoài gan, nó có thể thận bên dưới này, xâm lấn vào đá tràng, tiêu hóa thành bụng trước hay không, đúng không? Nó phát triển ra ngoài trước nó có thể dính vào thành bụng. Còn nếu mà sâu hơn nữa thì cũng xem tổn thương có lớn của nó. Như một tổn thương ở gan này thì gan này tổn thương này nó khá là điển hình cho bệnh lý đó. Thì mình xem là cái bệnh này không phải ở gan đâu, cái này là biểu hiện của những cơ quan khác trong cơ thể gan thôi, đúng không? Này yêu cầu cao chút nữa, đúng không? Mình có 3 tháng đến đây là giỏi rồi, đến 3 tháng là không thường một người đến đây không? Còn đây thì sâu hơn nữa, hy vọng là ai sau này được yêu cái nghề xưa thì thêm, hay là thêm được không? Tiếp theo là về cái nhóm bệnh lý gan lan tỏa, đây một loạt các bệnh lý đây, đúng không? Tuy nhiên là trong khuôn khổ của lớp mình là cái mình chỉ giới thiệu 3 cái bệnh nhóm bệnh chính thôi. Đấy là gì? Gan nhiễm mỡ này, gan xơ gan, và tiếp theo là gì? Viêm gan, đúng không? Hình ảnh và vai trò sơ và một loạt các tổn thương khác của gan hiện nay thì ai không biết thì cần chính sách thôi. Khi các tổn thương nam và thằng nam ấy, đúng không? Nam và thằng nam ở gan thì hay gặp nhất chính là nang gan, đúng không? Nang gan là gì, đúng không? Cái là u máu gan là gì, đúng không? Áp xe gan, đúng không? Thì ba trong cái lớp 3 tháng này thì sẽ giới thiệu một cái bạn thôi. Và các bệnh lý này thì các bạn cũng chỉ cần chính sách thôi. Thường có chấn thương thì nhu mô gan và tổn mạch máu, cái này thì anh chị đi viện có thể gặp. Tổn thương phức tạp đây, đúng không? Kiểu và cái đầu tiên hay gặp nguyên phát ung thư gan này, đúng không? ACC tiếp theo là gì? Di căn gan rất hay gặp. Còn là ung thư gan là ACC là gì? Ung thư gan tế bào gan nguyên phát hay gặp nhất của người, đúng không? Còn di căn gan là gì? Ung thư ác tính hay gặp nhất ở người lớn, đúng không? Còn ngoài ra có hai khu thành tính có thể gặp của gan, đúng không? Đó là gì? Ung tuyến gan và gì? Tăng giảm thể tốc của chúng các cái mô của cái này thì các bạn mình máu trong gan thì có một loạt các tổn thương, đúng không? Chúng ta nói về cái cửa để đúng là tổn thương, nhưng mà trong cuộc của bạn đã chỉ giới thiệu một đầu tiên thì nhóm bệnh lý đầu tiên là tổn thương lan tỏa, đúng không? Lan tỏa có nghĩa là gì? Nó tính chất là hệ thống cũng có thể là gì chiếm toàn bộ nhu gan, nó có thể là vùng, tuy nhiên là gì? Và cái nguồn gốc bệnh là phương pháp từ gì? Như là do từ máu hoặc là từ liên quan đến hệ thống miễn dịch, đúng không? Nó không phải là nguyên nhân u trú của gan đó. Thì đây là cái nguồn tổn thương của gan nhiễm mỡ đấy, đúng không? Những cái biến gan nhiễm mỡ là gì nhỉ? Ai biết được? Người bác sĩ đấy, một khoa là chuyển hóa rồi, chưa? Gan nhiễm mỡ rồi. Thế thì cái gan nhiễm mỡ thì cần bệnh lý rất hay gặp, đặc biệt là nhiều bây giờ Việt Nam. Nếu nữ và giàu trong kia là những chủ trí viện mười người đến chín người, một cái câu hỏi đầu tiên của người bệnh là chúng ta vẫn sao không, đúng không? Những bệnh lý không phải kỳ đơn giản mà sở đâu nhiều người trả lời thì chắc chắn sao cả đây những vẫn dùng thì đúng không? Đây là những câu trả lời của bác sĩ nhưng mà thuốc, đúng không? Bác sĩ chuyên khoa thì nói chuyện với một số người của bác sĩ chuyên khoa thì trả lời khác hơn. Thế bác sĩ siêu âm thì trả lời như nào? Không biết trả lời của bạn gan mỡ vẫn kẹt gan. Bạn là gan nhiễm mỡ nói với chị luôn, có thể mọi người đây rất là trách nhiều. Đây là một cái nhóm bệnh mà bây giờ đang hot, đang nghiên cứu mà mấy chuyên gia của Nam gần đây thì bắt đầu rất quan tâm. Mình nhìn đơn giản thôi nhưng mà thực tế là gì? Cái nghiên cứu sâu của nó rất phức tạp, đúng không? Thực tế các chị cứ giảm cho một số đi, một số bây giờ 5% trăm ngàn, trung niên thì lên 5% dân số. Nam 100 triệu người, 50% là dân số, 50 triệu người. Tổng cơ khoảng 8% gia số ai người, rất nhiều, đúng không? Gan nhiễm mỡ nó chia ra có thể hai nhóm, một là do rượu và không do rượu. Với bệnh lý của do rượu, không bàn nữa, đúng không? Thì nó thật ra là các bệnh lý ảnh hưởng vào toàn thân. Nhưng mà gan nhiễm mỡ không do rượu thì nó nghiên cứu thấy là gì? À, cái này sơ gan, cái này là ung thư gan. Thì nước châu Á hoặc châu Phi hoặc là các phát triển, thì thực tế là nó thấy là gì? Còn những BNC thì ung thư gan đấy, nhưng mà châu Âu thì cũng không viêm gan BNC đâu, mà sao vẫn có ung thư gan, vẫn có viêm gan là sơ gan, có thể nghiên cứu thì là gan nhiễm mỡ không có chuyện thì nó có một tỷ lệ, đấy là gì? Sau theo dõi sau khoảng 10 năm thì nó có tỷ lệ chuyển viêm gan nhiễm mỡ không có chuyện khác, mà sau đấy là gì? Cái tỷ lệ viêm gan nhiễm mỡ không có chuyện không điều trị không theo dõi thì nó có một tỷ lệ, tỷ lệ đấy nó rơi vào khoảng 25-30%, và sau trong cái nhóm 25-30% đấy
都在讲多的内容，他都在说他们会怎样，一个牛排热的，给他钱的你，是这样，也没那么多钱，我反正每天是这样的，一天都差点，这个搞的这个，每月月月天天都打在那个三五个不行，每月有六个多家，也没得帮人家帮人家，一周见不到他们嘞，他们跟他打架，我，你说你不打过，啊。所以我们就在这里我们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 bây giờ nó khó khăn nhất là cái việc chẩn đoán những cái gan nhiễm mỡ giai đoạn từ nhiễm mỡ đến chuyển viêm gan nhiễm mỡ rất là khó khăn. Ngoài việc về cái lâm sàng hay các cực kỳ kỹ ra về sửa viêm gan cũng như sử dụng rượu và bia bệnh lý là nó tinh vân cái gì rét đó đúng không, nó tăng lên gan nó tìm đến nguyên nhân bệnh lý gì viêm gan nhiễm mỡ không có rượu và sau theo dõi được rồi nó chuyển khá phức tạp đấy, vì đơn giản cho tôi đi đi sâu vào cái cùng đặc biệt là nhân đái nó đường kìa tiếp hai chẳng hạn tình trạng gan mỡ trên 25% thì hiện nay insulin vẫn ở mức cao 45%, và để nó điều trị đã được là rất được phải kết hợp với cả chế độ ăn uống. Còn những bệnh nhân dùng thuốc chống viêm trên cái này thì gì nó thì lại khác, dùng độ ARB hoặc là dùng thuốc chống viêm thì nó chỉ có gan mỡ kèm theo thì lại tăng rất cao và nó có cơ chế hoàn toàn luôn, nó không tham gia cái bộ cuốn sách dày là cái bệnh nhân vẫn có cách làm sao vì nó rất đơn giản thôi nhưng mà nó cực kỳ phức tạp. Và câu trả lời của bác sĩ xưa thì tôi chỉ từ từ đây để bình thường nhanh thôi đúng không ạ, với cả viêm mỡ thì như là người trẻ người gầy thì nó là vấn đề đấy đúng không ạ, nó có hai nhóm đối tượng, một là gì à, một là thoái hóa tế bào gan cấp nên chung bệnh lý là như là nó bị viêm mỡ do thoái hóa tế thể như là gì nhiễm độc hạch nghén hoặc là nhiễm độc cấp như là trong bệnh lý về các cái gì đấy đúng không, thì là những cái trường hợp gan mỡ rất nhẹ thôi nhưng mà nó có tác cực kỳ nặng nề đúng không, có những trường hợp ví dụ như là gan nhiễm mỡ do tăng lipid máu hoặc là triglycerid máu trong máu và kéo dài nó hoàn toàn chẳng biết gì cả, nhưng toàn là bình thường thì rất tốt, nhưng mà thì một khi ông là tiếp một nhưng mà thì nó là quá nặng nề thì là trường tiếp ba các ba chẳng biết đúng không, vậy thì vai trò xương phải không đúng không, vai trò xương thì gì rất là xác định phải đoán gan nhiễm mỡ máu là tính đúng không, đây bây giờ nó lại đúng không, và định nghĩa gan nhiễm mỡ rất là gì. Bây giờ thì nghĩa mới nhất của nó là gì? Khi một cái lượng mỡ trong tế bào gan được có 5%, đúng không? Cả nó thường là do thoái hóa, có thể là do thoái hóa tế bào gan này. Cái hai là gì? Nó tăng dự trữ cái lượng mỡ trong tế bào gan trên 5% là được chẩn đoán gan nhiễm mỡ rồi, đúng không? Và đo cái này như nào? Lý tưởng nhất là sinh thiết, nhưng mà người già sinh thiết càng là 3%. Và cái định lượng được trên đấy là bằng chứng đó là trung tổng từ và định lượng của gan nhiễm mỡ bé bản đồ, đúng không? Bé bản đồ ra, ví dụ ra bản đồ ra, tích vào. Bé bản đồ có to 12 điểm, rất là to thì mình đứng cận ở nhà đưa một DCD nó tích vào phát ra, muốn xem điểm này nhưng mất bao nhiêu, nó hiện số thôi. Nó có bản đồ tự tính toán, đúng không? Và để làm được điều đấy là gì? Có phần mềm, và cái này có tiền, đúng không? Tiền. Và người ta làm những cái thứ đó, tôi nghĩ ra làm rồi, to nó làm cái bản đồ ra nhưng mất. Chứ chủ quan này điều trị sao? Thời gian sao đi? Đấy, đó là một lần nữa cái vào cái điểm đấy, đấy nó có thể 30% ra 30%, có thể 25%, sau điểm kia là về 40%, 50% một tuần. Ở Việt Nam mình thì chưa làm được thì thứ nhất là về kinh phí, thứ hai là về những cái bệnh từ tới Việt Nam thì quan tâm những bệnh là bệnh quần tiếp hay quan tâm 10-15 năm sau, đúng không ạ? Từ từ dõi 2 năm sau luôn về từ bệnh lắm nên tham dòng luôn. Chào Việt Nam. Đây là gan nhiễm mỡ đúng không ạ, cái hình ảnh tăng âm hơn cái mô nhiễm mỡ thì nó có vì mỡ là gì tăng cản âm tăng phản hồi âm đúng không ạ, so với gì so với nhu gan bình thường đúng không ạ, bình thường nó cái phản tự ý nhớ thôi đúng không ạ, hoặc là gì nó được dùng cái gì liên quan đến so với vận bỏ thận cái gì nó cắt ra để sổ cái gì nó cắt thận phải nó không thể do cái cắt này sang trả sổ các bạn, cắt thận phải so với gì? Cắt lách rồi. Có thể sẽ gặp bệnh nhân cắt cả thận được lách. So với gì bây giờ? Cái so với gan bình thường thôi. Gan bình thường thì em so với gan bình thường nào? Và em này là gì cả?
sau khi nhảy ra bình thường mình thấy ghi nhận ở trên đầu đúng không? Cái tiếng sát xuất giờ nói chuyện vui thôi, nghĩa là sát xuất đây rất là thấp đúng không? Rồi không xảy ra. Ví dụ đây các anh chị thấy là nhảy tam âm đúng không? Đây cái vỏ thận đã thân giả, thứ hai là đèn nhìn màu gà. Vậy cái mức độ này nó là mức độ hai. Thế mà xếp theo siêu âm rát hai có nghĩa là tăng âm xóa thành cái vạch cửa đúng không ạ? Nhưng mà cơ hoành vẫn còn liên tục, các bạn nhìn thấy cái bờ rồi. Đây cái định lượng trên giới thiệu anh chị, cái này định lượng siêu âm này chúng ta thì cái này thì nó làm chất lượng tương đối, không phải là một tuyệt đối. Nó đo cái này cũng là đo phần trăm, chỉ đo cái phần đấy thôi. Còn cái kia là tính tất phần trăm nó khác, cái này có tính tất phần trăm thì nó định lượng. Cái mức độ tăng âm, mức độ giảm âm không phải định lượng, cái hàm lượng. Đây là ba hình ảnh đúng không ạ? Chạy trước xem rồi đúng không ạ? Đây là thưa bình thường. Các anh chị thấy là gì? Như mô gan đó thì cấu trúc âm của nó gần tương đương với cái vỏ thận này. Vỏ thận như thế này. Và đây là kỹ thận nhé. Kỹ thận tăng âm đúng không? Vỏ thận như thế này phần của vỏ. Và đây cấu trúc mạch máu trong gan này. Nhìn rõ ví dụ là tính mạch gan. Đây tính mạch cửa đúng không ạ? Mạch cửa, mạch gan. Nhưng mà thấy cái hình thứ hai là gì? À nó tăng âm hơn nhẹ một chút thôi. Nhưng mà gì? Cái mạch cửa vào nó mờ dần rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà vẫn nhìn thấy một số cái phần này. Thì cái này là chỉ mức độ hạ và mức độ là rát một thôi. Đến hình tiếp theo là gì? Tăng âm, trả lại thành những cái cửa, những cái gan nào cả. Tuy nhiên có một cái bóc rất là gì? Cái phần mỡ là bụng cơ hoành có một phổ nhìn thấy. Thì cái này là mức độ hạ, mức độ hạ. Đây cái trường đoán tiêu chuẩn của nó khá đơn giản là tăng âm. Cái phần gan có thể to nhẹ, mở lại những cái cửa. Và tuy nhiên một cái nữa là gì? Phần 6, phần 9, 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 phần đây là một cái dấu hiệu âm tính cực kỳ quan trọng. Đây ví dụ cái hình này, đúng không? Mô gan tăng âm gần nhất, đúng không? Cái này cái vỏ thận đây, đúng không? Cái mạch cửa thì xóa rồi. Mức độ hai thôi. Cái này thì tăng âm, đúng không? Mà do đầu cái phần cơ hoành cái sau bị che mờ một phần, đúng không? Cái này mức độ trên hai một chút, trên ba. Cái chị thấy cái này, đúng không? Tăng âm và giảm cái thận, giảm cái gì sau. Mỡ là nó sẽ tăng vào lâm và nó sẽ bị nhiễu ảnh, đúng không? Thế nên trường hợp này là gì? Nó rất khó và nó sẽ hạn chế đánh giá trên xương. Cái này mức độ 3, đúng không? Đấy, cái mức độ cả nên mỡ có thể chia tạm thời trên xương như thế. Tuy nhiên là gì? Nó sẽ dựng phút tiện giao hoa là gì? 1, 2, 2, 3, 4, trên 3 là chả mức độ của tất cả. Tuy nhiên lần này mà nó dày nó sẽ không chả cái đâu mức độ nào mức độ trên 3. Nhưng thực tế là gì? 4 thì không có, 5 chả có tiêu chuẩn. Nên là gì? Hoàn toàn thì cũng may nhất là cái định lượng tương đối thôi. Và cái quả mỡ rộng nó rất lớn, đúng không? Như trên 3 có thể là một lượng nhiễm mỡ 2%, nhưng mà thì 90% vẫn là 3, từ 39% là 3, đúng không ạ? Còn độ 1 có thể rơi vào 1-5-10% thì có thể tạm ổn. Độ 2 là gì? Có thể 12%, nhưng mà thì từ 20% đến 90-100% là 3, còn tất cả là xếp vào mức độ nào cả. Vì thực tế là thì không có cái mốc mà có thể phân loạn trên 3 cả. Và thực tế là thì cái độ trên 3 là khá nhiều. Và cái gan nhiễm mỡ có thể một số trường hợp là gì? Nó do bị nhồi máu, có nghĩa là nó thiếu máu trong thủy gan và thì toàn bộ cái vùng gan nó bị phá mỡ, nó nhồi máu gan. Nên là gì? Các anh chị có thể gặp hình ảnh nhiễm mỡ theo phân thủy, theo vùng đại phẫu. Có nghĩa là gì? Ví dụ đây toàn bộ cái phần mà áp sát lên nhu mô gan đó thì thận này, là phân thủy sau đúng không ạ? Sáu và sau đấy nó bị tăng âm này. Và phần bên này phần trước đấy nó đã bình thường. Và rồi nó có thể ở cái giới hạn của phân thủy thôi, đúng không? Phân thủy trước, phân thủy sau thôi. Và toàn bộ cái vùng này là nhiễm mỡ thì mình thấy cấu trúc mạch này tương đương bình thường, các bạn đây cấu trúc mạch máu và nó không gây hiệu cuối thì cả bờ gan cũng chạy đều bờ gan. Trên thế giới một số trường hợp có thể nhiễm máu theo vùng vì liên quan đến vùng cấp máu, đặc biệt là cái vùng tiết sát thì gan trong cái vùng khác biệt là vùng gì nhỉ? Là bên phần trước sẽ ok, đây là vùng mà áp của cơ hoành, vùng áp cơ hoành thì là vùng gì? Giống như các anh chị bỏ một cái tép nền nhà nó chả chiếu lên cái chiếu của mình là cái khúc mặt này đúng không? Khúc mặt tạng thì nó mặt tạng này thì nó phụ lên vào cái tạng cơ thể, thì cái phần mà cái dép tiếp xúc với cái chiếu thì nó khúc mặt phụ, nhưng mà cái phần tiếp xúc với mặt đất không có đúng không? Đấy gọi là vùng chân của gan, giống như là cái gan tiếp xúc cơ hoành của tôi, cái lá tạng của bác chùm cái toàn bộ đấy từ cái phần dưới lên trên, và cái phần tiếp xúc với cơ hoành nó khúc mặt phụ từ vùng chân. Và cái vùng này là gì? Khi mà tiếp xúc trực tiếp với nhau thì kiểu gì ở từ gần dơm đến lâu ngày thì có liên quan đến nó đúng không? Có như cho một cô mà trần truồng nằm giữa ông là cũng chỉ có vấn đề nhẹ đấy, cùng cứ ở nhau chạm chạm thì cũng phải vấn đề đó làm mãi thì theo thì có vấn đề một ngày nó cảm giác 10 ngày 100 ngày
đấy, thì ăn là dẫn thôi. Và ngoài những cấp máu của vùng gan ra thêm là gì, có các động mạch của cái cơ quan nó bỏ vào đấy, đấy cấp máu của vùng gan đó, đúng không? Thì đặc biệt là gì, có liên quan đến cái tổn thương và như là viêm này, thứ hai là trong cái chấn thương này, hoặc là bệnh cảnh liên quan đến chuyển hóa đấy. Đây là trường hợp khá điển hình. Đây là gì, nó bị nhồi máu cái động mạch hoành dưới bên phải, và nó thì toàn bộ cái nhu mô gan của chúng tiếp xúc với cơ quan của mạch máu, cấp máu nó bị thoái hóa rồi, đúng không? Mình xưa mình thấy hình ảnh đây, đây chị thấy hình tăng âm, tăng âm những cái hình ảnh này được là mình trên và mình tăng giác, nó thể hiện cho cái gì, một cuống mạch đi vào và cuống cấp máu đấy, và áp cơ bản vào cái phần nhu mô tăng âm tiếp xúc trực tiếp với cơ bản, nó không còn khoảng cách với cơ bản nữa, cái phần bán bao giờ nó rộng, và cái phần tiếp xúc với cơ bản thì nó bắt liên tục, cái bờ cơ bản nó liên tục, nó do cái cả cái cuống mạch nó rộng, nên là chẩn đoán phân biệt với cái khối u gan khác là cái mạch máu nó chưa vào của tôi bình thường, thì cái này chỉ một cái thể gan nhưng nó khu trú rồi. Cái này là bệnh nhân người quen, cái bà này là bạn ấy giờ là lớp năm rồi, bạn ấy bảy mươi cân, không cân thì làm được gì cả, ăn nhiều lắm, cân đi xưa ở quê rồi cũng cứ u gan, quái tuổi đời u gan quái, ra vào cái này cái gan nhiễm quá mất rồi, chụp cộng từ thì cái này hoàn toàn bình thường, sau này về giảm cân một thời gian nó hết hoàn toàn là kiểm tra cái u gan, đây là chữa khỏi u gan, may mình thì bốc nam, có sự phát khỏi hôm nay chữa khỏi u gan. Và chẩn đoán cái thể khu trú này, đúng không ạ? Tương tự rồi nó không bị hiệu ứng cối, mình tăng âm và các cái mạch máu xuyên vào vùng tổn thương, đúng không ạ? Và thông thường nó chỉ giới hạn ở thông thủy và thủy gan, nó không trần thủy gan thôi, có thể tăng được khu trú. Và cho bạn nhìn đấy, đúng không ạ? Đấy chị xem cái vùng tổn thương, cho lốc tơ vào, nó thấy là gì? Mạch máu nó vẫn xuyên vào cái vùng tổn thương và không hề là hiệu ứng cối, cái bờ gan nó chạy vẫn theo một cái đường cong, đúng không ạ? Được rồi, nếu có trường hợp gan nhiễm mỡ khu trú rồi, có trường hợp thì cái vùng gan nó không nhiễm mỡ, đúng không ạ? Trong một cái tổn thương gan và một cái mỡ thì có vùng cấp máu ngoài thì nó cũng không nhiễm mỡ, thì nó cái vùng gan nó cũng bình thường. Thì cái này rất dễ nhầm với tổn thương khác ở gan, đúng không ạ? Và cái vùng này nó hay gặp ở đâu? Cũng hay gặp ở các vùng tiếp giáp với cái tạng. Cái mà hay gặp thường xuyên nhất đấy chính là gì? Túi mật, đúng không ạ? Vì sao? Bởi vì cái túi mật nó nằm thì ngay sát với mô gan, tương tự thôi. Cái phần ở giường túi mật thì phúc mạc phủ qua túi mật, nhưng mà thì nó lại không phủ qua mô gan. Đây là gì? Cái phần mà nhu mô gan sát được túi mật tiếp xúc trực tiếp với túi mật luôn, nên có động mạch túi mật nó sẽ bò vào phần nhu mô gan các bạn. Ví dụ tại sao chúng ta không dùng túi mật là hay di dạng đến gan sớm nhất, đúng không? Thì bên ngoài là phủ phúc mạc rồi, phúc mạc là cái lá rất là da sơ, đúng không ạ? Không có mạch máu, đúng không ạ? Thế là gì? Nó sẽ bò vào nhu mô gan, nó sẽ dạy gì là bán cấp, thì bảo là nhà nghèo, bán cấp. Thì khi cạnh bên là ngân hàng, đầy tiền, ở đây là cái là cuối là tiền, thì đục cường thì ra ngoài, thì là nhà tranh, cái nước thì là trộm tiền. Cái mật cũng thế, đúng không ạ? Viêm nó là tổn thương ung thư thế, thì là đầu tiên đến gan. Nhiều khi là các chị thấy là hình ảnh cái mật bình thường, còn cái nốt rất nhỏ thì chúng ta nhìn nốt được gan, thì là cái mật. Và đây trường hợp thế, những bệnh lý chuyển ngoài, bệnh lý khối u ra, bệnh lý viêm nó ảnh hưởng rất nhiều ở gan, đúng không ạ? Và rồi chị học viêm cái mật cấp thì bệnh lý khác biết. Và đây là trường hợp như đây, chị thường nếu như gan tăng âm, đúng không ạ? Nó hơi tăng âm một chút, và tới cái vùng gan cạnh giường cái mật nó hơi giảm âm. Đây mình có thể đo kích thước, và kích thước này kích thước đo hai chiều, các chị nhớ đúng không? Một cái chiều lớn nhất, đúng không? Và cái chiều còn lại cũng lớn nhất, một cái vuông cũng cái chiều của nó, đúng không? Chứ không thể đo như này, đo này là sai. Chọn cái chiều lớn nhất và đo vuông góc cái chiều của nó. Thì đây mình đo kích thước, dù kích thước của nó là 32 x 32 x 20 đi, đúng không? Có hiệu khối không ạ? Không có, một mạch máu nó vẫn chạy vào tổn thương, nó nằm sát cái mạch gan giữa, đúng không? Cái từ từ. Thì cái đấy là cái một cái trường hợp đảo gan lành, đúng không? Đảo gan lành thì cái gan nhiễm mỡ. Một trường hợp khác cái gan nhiễm mỡ, đúng không? Các anh chị thấy hình ảnh như này, và một nhu mô gan rất nhiều các cái nốt, nó tạo ra một cái nốt chứ không phải hình dáng nữa. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên là cái nốt này nó khá là đặc biệt, là cái u mà. Với hình ảnh đầu tiên đầu mắt mình thì những ảnh đau của người ta hiện tại thì nhu mô gan lành, nhân cao tuổi, năm mấy tuổi, nên là điều trị được cũng như ngạch nó skin. Thì cái ngày thì có cái này nó phải tính cao thì đấy chứ, đúng không? Cần lý thuyết thì ra thôi, đúng không? Ví dụ cô chân già này thì mẫu đồng nghĩa việc cô không đi cũng chạy không đi là già, thì đồng nghĩa việc suy ra theo người lại ra cứ đâu có bố người sản thì còn khả năng là thấp lắm. Cái gì mà bạn nhận cả đường hành thế, đúng không? Nếu mà theo lý thuyết như thế thì gì? Thì cái này là gì? Thì căng thì ông này ông đang điều trị gì? Hóa chất cùng người đi trước mà gan nó mình không thì nó di căn thì cũng cái này cũng phải là di căn, cái này chỉ là gan nhiễm mỡ đặc biệt. Vì sao? Cái di căn thì các anh chị sẽ thấy là gì? Cái nốt tăng âm này cũng có viền giảm âm,
và thứ hai là gì, không bao giờ thấy cái mạch máu trên khu vực tổn thương này để các chị thấy cái chấm đen đen gì thì cái mạch máu và tổn thương là gì, bao quanh những mạch máu đó. Thì cái này là trường hợp là gì, là nhiễm mỡ nhưng mà do nó bị do ảnh hưởng hóa chất điều trị nên đây là chống gan thì ông này điều trị nó skin đúng không, đây là nhân nhiễm mỡ có thể là khá đặc biệt. Thế là nhiễm gan rồi, gan nó tương tự. Tóm lại anh đi điều trị gan nhiễm mỡ này thì có rất nhiều cách đây của các nhà lâm sàng rồi. Nếu mà ông nào uống rượu thì không bỏ rượu thì tốt đúng không? Tiếp theo là điểm nó hay gặp trong chỗ tạo chuyển hóa đúng không? Thì các điều trị chỗ tạo chuyển hóa điều trị cái vít máu thì cần và điều bao nhiêu đó của chúng ta lâm sàng đúng không? Để theo vai trò phân định rõ ràng vai trò xương là gì thì nó gan nhiễm mỡ rất dễ mà quá dễ rồi đúng không? Tạm thời họ biết nhất tạm thời họ biết cần được cái tuy nhiên là gì cái chẩn đoán cái gan nhiễm mỡ rất đơn giản nhưng vai trò xương là gì, một là theo dõi sau điều trị. Tuy nhiên là theo dõi sau điều trị cũng có giá trị, nó như thế là cũng có giá trị đúng không? Ví dụ như là ông ăn độ A mà điều trị một thời gian nên chị xương kiểm tra lại về mức độ 2 thì cũng còn nếu mà những có điều kiện là cũng tăng cao hơn thì mà quan bác kẻ tình trạng khá hơn đấy đúng không, tốt hơn hoặc có bị nặng hơn đúng không? Tiếp theo là gì, cái gan nhiễm mỡ này thì nó cũng có lợi thế, ngoài biết lợi thế là gì, tại sao bây giờ phát hiện ra nhiều u gan nó cái kí gì đâu đúng không? Tại vì sao thì cái gan nhiễm trước đây một số u gan lành tính thì nó giống hệt như u gan nhưng mà trên nền gan lành thì nó giống nhau cùng xương chẳng nhìn thấy cái gì cả, giống như người vừa nói câu chuyện qua là ông châu Phi và người châu Phi ở cũng có tìm cũng có cảm này ta cũng ra châu Âu châu Á cũng nhìn thấy ngay đúng không, cái này giống thế đúng không, gan nhiễm mỡ thì nhiều khi không chưa bệnh nhân còn phải và gan nhiễm mỡ thì người u thì muốn tiền tiêu u nhỏ cho gan nhiễm mỡ trước người trên cái nền tương phản đúng không, các tổn thương u lành ví dụ dưới 1 cm thì hầu như nếu mà tổn thương lành tính thì hầu cũng phát hiện được, nếu mà gan thì được. Nên các chị đọc sách sẽ thấy có tài liệu nó biết là gì, một số khối u được phát hiện được kích thước 3-5 cm, có phải những bài đang rốt thôi, hay chẳng qua là gì, vì nó cấu trúc có giống như u gan, mà đầy nguyên nhân gan xịn thì có rượu bia mấy đâu, không nhân gan rượu bia nó cũng tiểu đâu, đúng không? Nên là gì, khi phát hiện được phải đủ kích thước đủ lớn, mà thứ hai là có hiệu khối, nhìn thấy nhân ba đây đâu, nhìn thấy được, đó là ba lớp ca, nhưng mà các bạn không nhìn thấy đâu, thì cái khối nó gần bờ ga, nó phải gần bờ ga, như Việt Nam thì có thể thấy có chỉ 5 mm nhìn thấy rồi. Đây chỉ để gan nhiễm mỡ thôi, thì độ tương phản đúng không? Có thể giảm hơn hơn so với những gan nhiễm mỡ bình thường. Chúng ta thì nhưng nó tốt giảm hơn thì đang nhiễm gan nhiễm mỡ đúng không? Để con cùng lên để phát hiện những gan lành, bỏ quá, hay gì khác phát hiện ra gan, chị siêu quá, mày nhiều quá, siêu. Nhiều đây chị có thể ngồi khám đấy là rất nhiều là chúng ta cũng biết, nó đang ít rồi. Chỉ trên nền gan nhiễm mỡ thôi. Còn bây giờ trên nền gan lành thì bị khối 2-3 cm cái này đúng không? Thật sự đấy. Để khi nó khối là tốt, để hiểu cái khối nó tốt. Vui được rồi. Tiếp theo là sơ gan, đúng không? Sơ gan là cái bệnh lý khá là hay gặp ở Việt Nam, đúng không? Điều này là về những trường hợp sơ gan, người ta gọi là nó Tây là Việt Nam, cái gì cũng không sơ gan là không nhỉ? Thì bây giờ nhắc thì chắc nó giảm được cái nhỉ? Còn còn nhiều không? Còn nhiều. Tây rồi. Thì toàn gặp những vụ tổn thương đến gan theo giải trí cái gan rồi. Gan là một tích được đâu. Còn mỏng cái tí sơ gan đúng không? Đây là hình ảnh cái hình ảnh đại thể của sơ gan này, có lại hình ảnh này có tốt hơn như nào nào em sơ gan cái dương nó tốt đẹp hay không, sơ gan nhiều tốt sơ gan, đây là hình ảnh đại thể của sơ gan mô tả là cái vi thể này, đây là tế bào của mình mỏng và đây là đại thể cắt ra, đây là nhìn thấy nó dài đi không, cái bề mặt này cái gì ạ? Nó là nốt gì? Đầu tiên là cái hình thái gan, còn cái kích thước, các chị thấy kích thước là gì? Đây là cái giai đoạn mà điển hình nhé. Còn sơ gan nó cũng nhiều giai đoạn, nhưng sơ gan sớm thì có thể lý thuyết cho các chị cũng xanh đây là gì? À, gan kích thước to bình thường đúng không? Thì gan nhiễm mỡ này đó, một số tỷ đại số các cái hạng phân tùy như là mô này, đúng không ạ? Phân tùy đuôi này và phân tùy bên, một số phân tử nó hơi leo một chút giữa và phần tử lại hơi nhỏ một chút đúng không ạ, đây là giai đoạn sớm, giai đoạn tiến triển đây nhu mô gan cái hình ảnh là gì, anh các chị thấy là gì, có các giải sơ đúng không ạ, nó từ trung tâm khoảng cửa và gì nó tiến ra phía bờ gan co kéo bờ gan đúng không ạ, đây là giải sơ, nó gọi là sơ hóa tổ chức quanh khoảng cửa đúng không ạ, quanh khoảng cửa và khoảng cửa đấy nằm ở đâu, trung tâm gan nó đi ra phía bờ gan, các giải sơ thì tính chất là gì,
tăng tăng dần số lượng, tăng mức độ theo thời gian nếu không được điều trị kịp thời, đúng không? Mức độ sơ hóa là gì? Sau đó sơ hóa nó bóp nghẹt khoảng cửa lại, còn cái tăng áp lực mạch máu nó trở về sẽ khó hơn, đúng không? Nên chúng ta sẽ được xuất hiện sau tùy theo mức việc gặp sơ gan, nguyên nhân sơ gan, đúng không? Nếu như là sơ gan là tại gan thì mức độ diễn tiến như thế, còn một số trường hợp thì có thể là tăng mạch cửa trước sau đó dẫn đến sơ gan, đúng không? Còn và sơ gan và tăng mạch cửa hai trường nó khác nhau. Mà ngoài ra là gì? Do sơ gan là gì? Các cái nốt bề mặt, các nốt này nó gì? Ai biết không? Các loại nốt gì của sơ gan? Các loại nốt gì của sơ gan? Còn ở Việt Nam thì sơ gan thì đa phần là gì? Do viêm gan B đúng không? Viêm gan B, viêm gan C. Ngoài ra một số tỷ lệ sơ gan do rượu trẻ rất là cao, đúng không? Các cái nốt trong khi mà sơ gan nó trở thành tổn thương tế bào gan mãn tính thì khi mà thì cơ thể sẽ bù trừ bằng cách là gì? Sẽ tạo sẽ một tập tiền một số đơn vị ví dụ là nó phụ thuộc vào cái cơ máu của gan như trong tình huống tăng kích thước để cũng như bù trừ của gan hoàn toàn, và thứ hai là gì? Kích thích quá trình phân chia của tế bào gan lành, đúng không? Tạo ra nốt sơ hóa hay là nốt tân tạng, đúng không? Hai cơ thể rất là khác nhau, là một sơ hóa tân tạng, và cái nốt sơ hóa tân tạng là tiếp tục phân chia và trong quá trình phân chia thì một số nước trường hợp có thể hình thành các nốt thì loạn sản cấp, đúng không? Tạo sản có hai loại, thực cấp và thực cam, đúng không? Tạo sản thực cấp thì nó gần giống với nốt sơ hóa, thì trên sơ hóa trên cấp thì nó nhẹ, còn tạo sản được. Tạo sản thực cao thì một số trường hợp thì nó sẽ chuyển thành, nó tiếp tục phân chia, và trong phân chia đấy chúng ta cũng quá trình phân bào, ví dụ trường hợp là do viêm gan virus này thì nó thường là tổn thương của ADN, đúng không ạ? Phân bào nó tạo ra một số tế bào mà nó ung thư ác tính thì nó thành cho nốt tiền ung thư, đúng không ạ? nốt tiền ung thư sẽ phát triển thành nốt ung thư nhỏ, và gì ung thư nhỏ phát triển thì nốt HCC thì tiền, có rất nhiều các loại nốt trong sơ gan, và thực tế là hiện nay là các phương pháp chụp ảnh chung và ngay cả phương pháp thử nốt giai đoạn từ tăng sản cao cho đến nốt tiền ung thư còn được phát hiện được nó rất là nhỏ, đúng không? Thông thường thì chưa mình chỉ được kích thước thôi, nhưng mà kích thước thì nó chất là nó thô sơ quá, như là nốt dưới 1 cm thì anh chị cứ ngầm hiểu là gì cả, có thể nốt tận tạng phản từ 100.000 nốt bề mặt gan này thì cũng có thể một số nốt là nó là ung thư gan, đúng không? Vậy để làm nào? Mình hỏi biết là nốt đấy là ung thư gan không? Xin biết thế nghiệm ạ? Sản lại P sản lại P thì bây giờ thế giới nó không dùng được cái nghiệm sản phẩm ung thư gan bỏ từ năm 2018 Việt Nam thì được biết là gì? Cho để mà tăng cái lượng sản lại P đến 1% thôi, đúng không? Của cơ gan để nguyên tiền viêm rồi chúng ta làm hai tê có công xét nghiệm sàng lọc TK, TK của ba xét nghiệm TK cũng phải được tăng lại có giá trị, tuy nhiên là gì không? Nó cũng có một số cái hạn chế. Vấn đề là xét nghiệm thì không biết nốt nào là ung thư cả, làm lên nhưng mà chẳng biết nốt nào là ung thư, và giờ còn tìm nốt nào là ung thư được vì toàn bộ cái nhu gan nó có 100.000 nốt, đúng không ạ? Nếu nó sót thôi, giống như các bạn hiểu rồi, đúng không ạ? 100.000 nốt này thì biết được còn nốt ung thư. Về làm nào biết được nốt nào ung thư thì các bạn nào à nốt tơ màu chỉ có giá trị trong trường hợp 4-3 cm trở lên thì được biết được là phát hiện dưới 1 cm nữa cũng phát hiện 1 cm. Cái guideline của bệnh viện của châu Á thì đang tìm được cả Việt Nam thì chẳng có cái guideline nào cả, có nghĩa là cái guideline phát hiện ung thư để điều trị thì chưa có cái guideline hướng dẫn. Thì nó phát hiện là 3 cm, đúng không? Nhưng mà ở thế giới bây giờ thì nó dùng 1 cm rồi. Thì nước mà gần nhất đến mình là Thái Lan, đúng không? 1 cm, đúng không? Hàn Quốc 1 cm, thì nó phát hiện là 1 cm. Nhưng mà mỗi mình ở Trung Quốc thì 2 cm, đúng không? Còn châu Âu, Mỹ là khoảng 1 cm từ lâu rồi, đúng không? Nên tại sao các bạn được thông tác rồi ung thư gan này cũng phải là sống lâu đấy, không 20 năm, Nhật thì 20 năm thì thường, đúng không? Việt Nam thì phát hiện ra phải đã 50 năm một siêu rồi, thì nó phát hiện mình cao, cái hai người ta bảo quá. Đây là hình ảnh luôn, xem rõ cái sự ung thư gan, trở lại ung thư gan. Đó là hình ảnh, đây là hình ảnh của sơ gan, đầu tiên là biến đổi hình thái của gan nó teo nhỏ, đúng không ạ? Thông thường nó sẽ teo gan phải trước, vì sao? Vì thực tế là sơ gan ấy, thì gan phải nó thì chiếm khoảng lượng máu nhiều hơn. Cái mạch cửa phải nó to hơn, nhận máu nhiều hơn thì nó sẽ được trước, đúng không? Các chị thấy là gan phải teo nhỏ trước, và thì phần gan trái nó sẽ
thì đã cũng chừng thì bây giờ mình sẽ thể can trái một cái máu phụ nó ít ảnh hưởng hơn. Đây là gì, can trái một thủy đại ra thì một thủy đại, và đây là bờ gan móc mồi, móc mồi rồi các nốt tận tạng, nốt xương hóa, nốt lọc sản ở đó. Và cái nốt này trên xương nếu mà các anh nhìn thấy thì là gì, tốt có nghĩa là gì, đây là hoàn toàn là nốt lành tính. Và nhiều khi các anh, nhiều khi mấy bác sĩ ngoại cũng bắt không bệnh nhân tôi mổ ra sờ gan nó cứ như ra nốt đầy trên xương cũng bị không cái nốt nào và vẫn cứ là bình thường thôi. Anh có trong từ không có nào là cái đấy, nó như một gan thường thường làm sao mà biết được. Bờ gan không đều thì anh hiểu hiểu là gì, không đều là do cái nốt về mặt gan nó gây để bờ gan không đều đúng không, vừa cái giải sờ nó có kéo vào trong mà chỉ có cái nốt ở bề mặt đúng không, và nó sẽ gây ra cái nốt không đều đó, nó bình ghi một điều anh chị đọc sách cũng không biết một cái. Và cái này chưa chưa các anh chị vừa làm vừa rồi mỗi đầu rồi không vừa rồi còn tích thì trả lời hoàn toàn bình thường chắc chắn lắm, kể cả chúng ta lớn cũng một từ bình thường thì hình ảnh nó giống hệt như một gan thường, đằng sau anh chị biết nốt của nó đúng không, nó rất là viêm gan thường lành tế bào lành nó sơ hóa thế là không thành tình. Từ đây trường hợp này các bạn cái gì đấy này, viêm gan nó giống viêm gan bình thường không, bờ này nó bồ đúng không, cái cơ giải sơ tăng âm này, đây là cơ giải sơ hóa tăng âm từ trung tâm nó ra và tin đúng không, đây là những mô cả này viêm gan thô này đúng không, thô thì nó bị nhãn nhị đúng không, thế thì gặp là gì, nó không được đẹp hay là bờ gan mất mô không đều này, trung tâm nó cũng giải sơ hóa từ trung tâm tiến ra viêm bờ gan đúng không, thì mô tả thế ngầm hiểu cái gì về mặt gan cũng rất nhiều nốt rồi đúng không, những cái nốt này mình cắt một lát nhỏ thì khi làm sao mình ra cái nốt được đúng không, một cái lát mỏng qua cái nốt đấy và chỉ để cái gì bờ không để nó khô vậy thôi. Tiếp theo là gì, anh nhìn thấy đây bờ gan như thế này kéo vào xuống cái giải nốt giải sơn co kéo xuống giải sơn chữ tư đúng không, giải sơn co kéo nốt cái cơ nốt, cái nốt thì mình thấy là thể, cái nốt này, đây là chỗ này là nốt, nốt, đây là cái này là nốt, để làm gan, tương tự rồi, rạch to đúng không, sườn gan này, rạch to và tạo được những cái cửa, trường hợp khác thôi đúng không, đây các anh chị thấy, cái gan phải theo một tí, cái phần đen là tí là gì, dịch của bụng, dịch chung, cái bờ gan này. Cái khoảng cách giữa cái đầu dò với bờ gan cách xa không? Cháu mới đẩy cái gan vào trong bờ gan này. Bọc mồ thì cái nốt này thì mặt gan. Rồi cái nốt ở trong gan nữa thì cái nốt nhỏ. Thì cái nhìn này thôi nhưng mà cái nốt thì đây là 100,000 nốt. Rất nhiều nốt ở trên mặt gan và trong những mô gan. Đúng không ạ? Các giải sờ là trung tâm có kéo ra ngoài tì đúng không? Thế nên cái này thì rồi lách qua hướng này 100,000 đúng không ạ? Từ cuối mật cảm giác là tách hẳn như một gan và thành ra dày không có dịch mật, cái này khi tăng gan suy giảm thì to nhỏ không có dịch mật nữa. Vậy thì tóm lại thì vai trò của siêu âm chẩn đoán sơ gan nó dễ lắm, sơ gan thì mình quá dễ lắm thì nó hoàn toàn xác định bình thường. Vậy thì vai trò chẩn đoán có gặp ra không? Vậy thì vai trò tôi thấy là siêu âm phải làm gì quan trọng nhất là gì, phát hiện những cái nốt là nghi ngờ không đúng không, quan trọng tìm được vị trí của sơ gan đó kia là gì, biến chứng cho tăng được những cái cửa đúng không, lách nó to hay không, những cái cửa ra không biết tối không, rồi chảy vào chiều không đúng không, ngay là gì có gì có bụng được không, lách đúng không, rồi làm hệ như thế nào đúng không, tiếp theo là gì, trên nhu cầu gan có biến chứng thì chưa có nốt, cố mà tìm xem có bao có cái nốt là nghi ngờ không đúng không, những cái nốt mà trên 2 cm thì ngầm hiểu là gì, là một thứ rất cao thôi. Đầu tiên các anh chị đã cho tôi Việt Nam, tôi đã làm Việt Nam thôi, à phải AP nhỉ, nó lành tính nó có trên tăng cao thế là thôi, ung thư gan rồi đấy đúng không. Đỡ bay ra sao thì nó cứ về đứng từng mở nó không phải ung thư gan đúng không? Có thể ung thư gan ba bên tăng đúng không? Chờ chiều tiền cái phương pháp khác thì tăng biến động đúng không? Một tổng từ căn cơ vi tính đúng không? Để xem nó tính chất biến động thế nào. Còn từ căn cơ vi tính có biến động thì gì cũng chưa loại trừ đâu cần phải. Nhưng mà lưu ý là gì? Khi mà sinh thiết cái trường hợp sơ gan này, tôi khuyên các bạn cái que trong cảm tả làm cái búa đó. Những ông này mà bị đau bụng từ trạng thời gian cả giống như là cảm tả. Một cái bác sĩ cũng kìm được gãy là kìm trả vào mô gan, bởi vì gan rất là cứng chắc, đúng không? Chi tiết ở trên một cái nền gan cứng chắc này thì mà trong khi mà cảnh xảy ra thì nó có dấu loạn đông máu kèm theo đúng không ạ? Cảm báo viêm máu này, nguy cơ chảy máu cao, thứ hai là gan cứng chắc trong máu nó trồng sinh kim dễ rồi, thì cái sinh kim cái chẩn đoán là sinh lớn tối thiểu nó đặt ra cái bệnh nhân này đúng không ạ? Và ông chưa chết thì ông chết cố cái chảy máu nhỉ? Thì cái chuẩn như một cái khác. Để vai trò cầm hướng dẫn sinh tiết, nhưng mà lưu ý là trường trên sơ gan này nó rất hạn chế và không phải làm sinh tiết đơn giản, chỉ cần những tổn thương làm sâu, những tổn thương nặng này để sinh tiết lái vào cái kim của mình rất khó, rất là chắc.
đây cái gan là teo nhỏ tí đúng không, tiểu gan nốt giải sơ chỉ có khúc, nên cứ vật nó to nhỏ và ít dịch vật. Theo đây sơ gan nhiễm mỡ là do rượu đấy đúng không, sơ gan nhiễm mỡ, sơ gan do rượu thường là gì, có nhảy gan nhiễm mỡ kẹp teo đúng không, đặc biệt là gan to nhiễm mỡ sau là gì, nó teo dần teo dần đấy vỡ gan. Bây giờ đây vật đánh to đúng không, đây cái phi đại của tình bột đúng không, đây là sơ gan sớm thì một gan nó thô và cũng đều vào thì gặp được một cái kỳ lạ so với gan già đây một cái dấu hiệu của chuyển gan xương gan sơ. Tất nhiên là tiên hình ảnh này có kèm theo thì tổn thương như mô gan nữa đúng không, nhưng điều này như mô gan nó là tính bình thường thì đâu có được kỳ lạ trong cái biến thể giải phẫu thôi đúng không. Trường hợp khác là gì, cái này cũng phải sớm nữa thì nó teo cái chỉ là xương thì đã thì chặt cái gan rồi thì mai là cái gan mà mô gan nó sống được đúng không. Thế đấy là gì, đây là gan phải, đây là gì, gan trái, hai gan tách gan tách hẳn xa nhau, hai mảnh tách rời. Đây là gan trái của nhân, đây là một kết dạng, đây là gan phải. Và đây nó teo và hung mỏ. Vậy thì vai trò chưa? Đúng không? Các anh chị xem, các thể chẩn đoán, đúng không? Quá đơn giản, nó cứ rất là điển hình. Đúng không? Như mô gan thế nào? Mô, mờ cũng đều, mờ gan thì cũng đều. Kích thước gan này thay đổi, cái đổi thái, đúng không? Thông thường nó sẽ teo nhỏ, đúng không? Thế thì một số hợp định đối được nguyên nhân, đúng không? Tuy nhiên là hôm nay sơ gan, nhưng mà thì có tổn thương như mô gan mãn tính. Cái này là do sơ gan, do viêm gan nặng hơn, đúng không? Một số trường hợp sơ gan do nguyên nhân tắc cái mạch gan thì mình tìm xem cái gan có độ dày không, đúng không? Cherry gì đó. Còn hai là nguyên nhân sơ gan do trước gan, do tăng cơ sinh của viêm phát. Thông thường thì bệnh nhân đến trường hợp những nữ trẻ tuổi thôi, đúng không? Tách có cứng, đúng không? Tắc tách rồi thì vàng hệ rất nhiều. Và cái này đó là nhu gan hoàn toàn bình thường và xét nghiệm chức năng gan thì vẫn còn đúng không? Vâng vâng, ngoài ra đây cái vai trò xương là để cùng với dụng của quả. Đặc biệt lách to thì vừa thế là quá thế rồi, đúng không? Đặc biệt là cái cạnh cửa này, là cái trường hút. Và thứ hai là gì? Các cái biến chứng. Thì biến chứng như là hay gặp nhất là gì? Ung thư gan thì ngày xương gan, đúng không? Và thực tế ung thư gan thì các chị thấy là gì? Ngày thường mình gặp thì xương gan lên lần mạng thôi. Chính trị để gặp lại thì rất là đúng gặp, ít gặp. Và ra được các phân biệt ung nguyên khác, đúng không? Thì đại thể các chị thấy đấy. Đây trong này những nhận chứng ung thư đấy. Nốt toàn bộ những gan nốt cái đẹp nó rất lớn này, nốt nhìn lớn đấy thôi là nốt dài thì nhiều nốt đây các nốt dài từ từ cái này nốt sơ hóa đấy, các da nó trắng tinh và trên mặt cầu nó cũng trắng nó tan từ từ đây có cái nốt sơ gan đây nhỉ, sơ gan cái nốt bề mặt để họ mô tả cái chỉ cụ tên này, cái phần mà nó mờ gan nó mô đấy nó cắt ra là chính là cái nốt bề mặt. Và chúng ta lấy đi cái gì đấy nó như bình thường cả cả gì cả cái bờ gan hốc mô cũng đều luôn, thì cái nốt này nó rất là mơ hồ, tuy nhiên ở dưới này thì không phải nốt mơ hồ nữa, đúng không? Cái nốt giả vâng khá là rõ, đúng không? Đây khá rõ, cái nốt khá rõ, cái nốt giả vâng và rõ thì là từ cái nốt của cái ác tính, đúng không? Còn cái nốt tan âm trên cái nền xương gan thì là cái nốt tóc xạ, nốt xương hóa như trường hợp đây chẳng hạn. Thông thường lưu ý nhất là các bệnh khi mà làm cái chuyện sơ gan thì sẽ rồi còn còn không sẽ mềm mặt gan và các nốt khi xem dò dò này chúng ta chỉ nhìn thấy cái nốt rõ hơn, đây là ví dụ trường hợp này nào toàn bộ nhung gan là nốt, cái nốt các cái giải sơ tăng lên đúng không ạ, các cái giải sơ nó xu hướng từ trung tâm nó lan ra là những mạch kỳ đây chính là các giải sơ hóa đúng không, sơ hóa thế mà gì về mặt gan có rất nhiều các nốt các chị thấy nốt các nốt này nốt thường nó giảm nó khá là mềm đúng không ạ, kích thước cái này nó dưới 10 mm thì cái này nó nhiều phần năm thì được nốt sơ hóa thôi, không là hóa nốt phần dạng vậy nên là khẳng định cái này thì chúng ta sẽ cho chụp viên có ung thư đúng không, để xem cái nốt này có nốt là nốt bất thường không, ví dụ bất thường không biết là gì, xem một loạt xét nghiệm có thể làm một ba xét nghiệm để làm cái ung thư sớm này đúng không, IK hai gọi là đảm bảo AFP đơn giản AFP mà tăng thì ok chứ đâu không có ung thư đúng không, còn là nốt nào chúng ta biết đúng không, chụp thêm phải làm thêm bắt thêm nữa. Cái bảng hệ cho sơ gan thì nó khá là đơn giản thôi, các anh chị biết rồi đúng không ạ, bảng hệ thì đầu tiên là gì, khi mà sơ gan ấy đây là nguyên nhân tại gan, thì cho khi mà sơ gan có nghĩa là tăng các giải sơ hóa quanh mỏm cửa lên thì đã chèn ép vào cái phần tĩnh mạch trung tâm biểu thủy đúng không, từ đấy là gì, lượng máu chuyển về gan cứ giảm dần thì áp lực tăng đúng không, áp lực tăng trong thời gian kéo dài thì máu từ cửa sẽ chảy cứ giảm dần thế khi nào nhỉ, chảy tăng cao quá đúng không? Có khi nào máu ngừng chảy khi ngừng đấy cái thằng quốc ra sông của sông ngừng chảy có đấy, gan nó ngừng đập gan ngừng chảy
nó chạy đến mức nó dừng, nó thì cái dừng cái điểm đấy thì nó sẽ hai tình huống, một là nó dừng và nó không chạy đâu nữa thì biết cố là mình sẽ sửa và những kết siêu đẳng cấp. Thì như vậy giờ đây xem mình sẽ không được cơ hội làm rồi, làm sao mà mình có cơ hội sửa mình thế nữa, đúng không? Mình chỉ có cơ hội gặp những bệnh nhân là gì, nó dừng được một phút sau đó thì cảnh gương chúng ta chảy ra thôi, thế là gọi là dòng chảy đảo chiều, đúng không? Đảo chiều thế bây giờ những cái cửa chảy vào trong gan, nhưng mà thì nó khi nó dừng mà nó có mạng hệ tốt nó chảy gương từ gan chảy ra, từ gan chỉ nên là để một chảy ra đảo chiều chúng ta thôi. Bây giờ mình đi khối tắc toàn bộ cái cánh cửa thì mình sẽ không cơ hội làm nữa, đúng không? Hoặc là gặp người ta rất ngắn thôi, chưa kịp cảm xúc âm thì bạn đã đi rồi, để gặp nhau chưa kịp bắt tay bắt chân, đúng không? Và khi mà các bạn hệ nó như thế nào đấy, cái đầu tiên cái tính mạch hay gặp nhất đấy là gì, cái cách quản nhỉ, vì sao thì thứ nhất là thì trong tính mạch và câu nhỏ là dày ấy, thì và tính mạch thực quản dưới thì nó sẽ đổ về cánh cửa, đúng không ạ? Đổ về cửa. Tuy nhiên là gì, giữa cái tĩnh mạch thực quản trên và giữa thì nó lại đổ về hệ trụ, đúng không ạ? Và giữa cái thảm trên giữa dưới thì nó có sự giao lưu một số nhánh nhỏ nó thông với nhau, đúng không ạ? Và khi giao được tĩnh mạch cửa thì giao được tĩnh mạch cửa thì máu trở về khó, nên là thì nó sẽ tự cơ thể nó sẽ tự cái tĩnh mạch nó tự giãn thôi, và nó sẽ có cái dòng màng hệ nó chảy, nó từ nhánh thông nó giãn to là nó chảy về chủ, cũng nghĩa là để giảm áp cho hệ cửa thôi, vì máu phải trở về chứ không thể giữ được mãi được, đúng không ạ? Rồi điều gì nó phải trở về, đúng không ạ? Là trở về nó gây giãn cái tĩnh mạch thực quản dưới, đúng không ạ? Giãn to ra tĩnh mạch nó thường là tĩnh mạch khi giãn tĩnh mạch nó chạy ngoằn ngoèo đến niêm mạc, tĩnh mạch đang sinh thì nó chỉ có hai lớp thôi, mạch chạy đến niêm mạc nó rất dễ vỡ, đúng không ạ? Vỡ và vỡ tĩnh mạch nhiều máu khó lắm, tôi bệnh nhân cũng chết vì nó vỡ tĩnh mạch chảy máu vậy, vỡ động mạch cũng đồng nhiều vỡ tĩnh mạch đồng kinh, thì không biết nó vỡ được cả cái chảy gì gì ra ra không biết nó vỡ được nào, nó rất là khó. Cái tĩnh mạch tiếp theo thì gặp là gì, các chị thấy là tĩnh mạch rốn, đúng không? Bình thường cái dây chằng tròn thì nhìn con tai dây chằng tròn thì chính là những tĩnh mạch rốn, đúng không? Và khi mà đẻ ra thì thắt cái rốn này cái chảy nhá thì dần tức nó tịt, nhưng mà gì nó vẫn cái thành mạch vẫn được nuôi dưỡng từ cái động mạch, nó tịt không thông thôi, nhưng mà gì cái động mạch nuôi của cái thành mạch động mạch rốn vẫn còn tồn tại sống bình thường không đủ thông thôi. Nhưng mà khi sơ gan thì cái là gì, do tăng áp lực tĩnh mạch như là gì nó giãn ra tái thông, và thì mục đích là thì máu nó trở về gan thì một số tĩnh mạch hệ rốn có đường đổ về tĩnh mạch mà treo chằng dưới hoặc là tĩnh mạch chủ dưới chủ bụng, đúng không ạ? Nó sẽ đổ về cái hệ thống của tĩnh mạch thành bụng hoặc là tĩnh mạch chủ dưới đấy, đúng không ạ? Nó trở về chủ. Thì ngay khi nhận thấy là tĩnh mạch không hoàn toàn ngoằn ngoèo chạy thành bụng thành lè đấy, nó tĩnh mạch thì là cái tái thông của đường tĩnh mạch rốn. Cái đường thông rất quan trọng nữa, đấy là gì, đường thông giữa lách và thận trái. Và cái đường thông này bây giờ nó đang một số nơi đang nghiên cứu để làm sao để đút các tĩnh mạch đấy qua cái đường thông điều trị cái trường hợp mà tăng huyết áp tĩnh mạch qua cái đường thông giữa lách và thận trái, đúng không? Đường thông này nó khá là to. Vì sao bình thường giữa thận lách và thận trái không đường thông? Cái lách thận trái hai bên không đường thông. Sao đấy? Sẽ tiếp tục diễn nó mọc ra những cái tĩnh mạch bất thường. Ai được ra để phẫu thuật nhỏ, có nhỏ. Thế tại sao lại có đường thông? Cái đường thông ở trên xương thì thông thường ở trên xương gan thì nhiều cái đường thông rất to chảy rất là lớn. Vì sao vì lách và thận trái nó nằm trong một cái dây chằng gì nhỉ, nó nằm trong một lát mà cái dây chằng bị tì nữa, đúng không ạ? Nó phủ một lát như em đã nói là ba thằng hai thằng nằm trong chăn chung với nhau thì nhìn nó có liên quan với nhau, đúng không? Nó có đường thông nhưng mà đường thông rất nhỏ thì người ta không nhìn thấy được. Thì trong xương gan là gì, do tăng áp nên là gì, nó sẽ trở về từ lách và thận trái. Tuy nhiên là thận trái thì áp lực của tĩnh mạch thận rất là cao, nó hút về nên là những cái đường thông nó rất là phát triển rất là nhanh, thế nên nó không bao giờ nó vỡ được đường thông này cả, đúng không? Nên là gì, nó bình thường rồi nó víu bệnh nhân thì nó sẽ nhanh hơn, đúng không? Vì sao, thì cái máu trở về gan chưa gọi là trở về chủ luôn, đúng không? Nó sẽ gây một cái vòng xoáy bệnh lý, đấy là gì, chứ là chuyển hóa thôi, hôn mê não gà đấy, đúng không ạ? Thế là phương trình này nó làm càng nặng thêm cái vòng xoáy càng nặng thêm thôi, cứu bệnh nhân nhưng mà thì nó là tiếp tay nhanh đi hơn thôi, đúng không ạ? Thì nó máu không trở về gan nó không thể đọc được, đúng không ạ? Rồi nó chuyển trực tiếp về chủ thôi. Ngoài ra một số đường thông khác như trực tràng hay chết cả thì cái tĩnh mạch trực tràng dưới thì nó đổ về chủ và nó giãn tĩnh mạch trực tràng ra, nhưng mà sơ gan thì gì chỉ rất là nặng hơn thôi, đúng không ạ? Còn tại một đoạn đường thông hay gặp nhất là các anh chị thấy là quanh rốn gan và rốn lách và quanh thực quản chính. Từ đây mình đến sơ gan đây, hình ảnh đấy chúng cố gắng cô vợ cũng đều, đúng không? Thì cái bảng hẹn đây chị cho cái tốt tờ vào thấy rất nhiều tĩnh mạch đây quanh lách, đây tĩnh mạch quanh lách giãn to cứng, đây cho cái tốt tờ vào thì rất nhiều dòng chảy
chậm, nó chạy dối. Đây cái mạch mà dối nó chạy từ cái mạch cửa bên trái nó đi ra thành bụng trước, đúng không? Tương tự là chiều cái cái bụng đường nó chạy một đường vào ngẹo này ra trước. Biết là cái gì đây? Chúng ta dòm ngầm nó chạy ngay dưới thành bụng và đường chán giữa rồi, đúng không? Chạy vị trí dối. Là chỉ nhân sơ gan cho gốc cơ vào thì nó dồn chạy mạch. Thì cái này không gì đáng ngại cả, cái này cái tái không được bị dối thôi, đúng không? Tương tự là chỉ có lớp cái kinh đấy, đúng không? Một nhân xương này, mạch cho gốc cơ vào đây. Và trên cái CT có thêm một cái nhánh. Cái mạch nó chạy là mà từ trong gan nó chạy cái thành bụng mà thúc cái mạch. Tái không bị xuống, tái to đúng không? Rất nhiều cái tuần hoàn toàn hệ quanh tách là dạng đấy. Bây giờ nó sơ gan có dễ không ạ? Quá dễ nhỉ? Đây là cái hình thái cái cân này, đúng không? Thế giai đoạn sớm thì nó là hạn chế một siêu âm rồi, đúng không? Tiếp theo là thì nó có thể teo nhỏ các bên góc gan tù bờ gan mất mô không đây đúng không? Nhưng mô gan thì có thô rất nhiều các cái nốt giải rác. Thì các anh chị thêm là teo to to lường xem dưới các nốt này nó có thể là gì? Kích thước to được. Thông thường thì hình ảnh xương các nốt là ung thư và nốt thành thì không có sự khác biệt, có thể tăng âm giảm âm, nó không có ý nghĩa nhiều. Tuy nhiên là nếu kích thước dù các nốt mà dưới 10 mm của tôi, chúng ta coi nó là nốt loạn sản, nó sơ hóa đi, đúng không? Còn các nốt mà trên 10 mm thì nó là nốt loạn sản đấy, ung thư, ung thư gan. Đồng thời sẽ khuyên bệnh nhân giảm các cà phê, xét nghiệm, đúng không? Thứ hai là chụp kia của ung thư, nó rất ý nghĩa đó, đúng không? Rồi tiếp theo là dấu hiệu đọc trên cái cửa, đúng không? Giãn, đúng không? Đầu tiên là cái dấu hiệu giãn ra. Tiếp theo là buồn, có thể đấy là gì? Bằng hệ này, tách to, dùng chảy đảo chiều, dựng cố lòng một cái cửa, cân. Đầu tiên là xâm nhập đi vít, dày tổ chức kẽ của bằng cửa. Vì sao thì khi mà mỡ, khi hấp thu mỡ từ ruột về gan chẳng hạn, thì nó không được chuyển hóa sai lầm. Thì nó sẽ lắm tập, ra tạo cửa, nó sẽ thẩm thấu qua cái thành cái cửa thôi. Nó sẽ lắm tập quanh khoảng cửa, thành cái cửa. Đó là dấu hiệu xâm nhập lipid, dày trên lipid. Dấu hiệu giảm nguyên máu không ạ? Nó dày, có dày thành túi mật, dày thành ruột, vân vân. Dấu hiệu do hậu quả, nên là hay gặp nhất là gì? U gan cao quá, ung thư quá, thế này sơ gan. Thế là ví dụ như cái cửa, đúng không ạ? Tiếp là viêm gan, đúng không? Về viêm gan thì thực tế là để vai trò của xương trong viêm gan nó không phải là vai trò chẩn đoán, đúng không? Để chẳng ai dùng xương là viêm gan, đúng không? Các chị đúng không? Viêm gan vai trò của xương là gì? Viêm gan, xương. Thì tất nhiên xương gan là đến các tổ chức mô gan nó không phải là viêm gan của người khác. Tất cả trường hợp xương gan đều được đánh giá như mô gan. Nhưng mà cái gì ông có viêm gan không đi xương là gì? Trước khi là ông chẩn đoán một sẽ hai chuyện xảy ra, một là gì? Đi xương thì có bị làm sao không? Hai là gì? Có bị viêm gan rồi đi xương. Vậy thế thì câu trả lời của mình là chúng ta như thế nào? Đó là cái mà nó bị thương không có viêm gan, không có bị thương. Thế qua câu trả lời quá là gì? Là phải trả lời nào người ta đặc biệt là trị xương quốc tế chẳng hạn, còn hơn 500.000 cả xương, tôi làm viêm gan thì trị bao lâu nó cả lời cầu gan chắc chắn là người đúng không ạ? Viêm gan thế vậy bây giờ là mình như nào để người ta chỉ là bỏ 500.000 sẽ tám đấy, một tháng sau lại bỏ thêm 500.000 nữa, và cứ hàng một tháng rồi góp thêm 500.000 một lần, và tôi họ cũng tắt mắt kiện cáo thì phải trả lời tay thẳng. Câu trả lời khó, câu trả lời khó. Đúng không ạ? Vai trò là cái dấu hiệu của viêm gan cấp và mãn tính thì trên xương nó không đặc biệt cả, đúng không ạ? Cấp các chị có thể xem gan to, rách to, rồi này cái mật, tất cả các dấu hiệu là có thể gặp những cái khác nữa, đúng không ạ? Và sẽ xảy ra hai tình huống mà như đến một tình mà mình có thể gặp, đúng không ạ? Đầu tiên là những người đi kiểm tra sức khỏe thần kinh, đúng không ạ? Thì với trường hợp dấu hiệu như này trên mạch chẩn đoán viêm gan là người không biết, không chẩn đoán được viêm gan, đúng không ạ? Và thứ hai là gì? Thông thường mình sẽ rơi vào tình huống như sau, đấy là tình huống là gì? Tại vì đã biết viêm gan trước đấy và đi xương kiểm tra định kỳ rất là khá, đúng không? Thế trước rồi vai trò của xương rất là gì? À, mình đã xem cái nhu mô gan của ông này, rồi các cái lần xương trước có khác biệt không? Thứ hai là gì?
có tâm lý biến đổi hình thái chưa, từ biến đổi chưa, có tổn thương dung vùng gan, có nốt hoặc không, có chú tiền lượng, có chưa biến chứng nghi ngờ sơ gan chưa, được việc gặp lại đúng không ạ? Đấy, cái câu trả lời cần mong chờ đúng không ạ? Kính thưa, biết là mình có kích thước nhiều cái từng gần xương khác nhau, dù kích thước gan phải lần này bao nhiêu, lần này bao nhiêu, lần bao nhiêu, rồi ví dụ ông nào chưa đến xương, tôi bao giờ tôi chỉ trả lời câu hỏi đấy, cái dạng xương chưa ông đấy, là gì? Tôi chỉ thấy là gì, dung vùng gan có chưa có tổn thương, đúng không ạ? Chưa có dấu hiệu nghi ngờ bạn tính, chưa có dấu hiệu nghi ngờ bên gan nặng, chưa có dấu hiệu nghi ngờ gì, đốt ca hóa, chưa dấu hiệu tạo động cửa, chưa dấu hiệu xương gan, chấm hết. Và ông viêm gan thì ông phải viêm gan bây giờ tí là ông cần cấp, thì cần BC cho mình xem tình trạng là có virus rồi, có virus đúng không ạ? Kiểm tra chức năng tế bào gan thì một số trường hợp là gì, nó tổn thương tế bào gan nhưng mà chưa gây biến đổi hình thái thì trên xương chưa phát hiện được đúng không ạ? Đây là người nó mắc thì cần phôi và cái ông thì lúc này chưa có phát hiện được, nhưng mà thì không biết bao giờ nó có biến đổi đúng không ạ? Viêm gan ông có thể là 5 năm 10 năm nó thành xương gan, không biết được, không phải theo định kỳ kiểm tra đúng không ạ? Đánh giá mức độ sơ hóa, xem biến đổi hình thái, đúng không? Xem cấu trúc, xem có nốt phát triển hay không. Thì sơ gan, sơ viêm gan thì thường là gì? Nó phát triển thành ung thư, đúng không? Số tỷ lệ phát triển của tiêu hóa. Thì gan vào cách chỉ xương thôi, chứ không xương thì mất tốt nhất thì theo dõi cho không phải là chụp cầu từ theo dõi định kỳ đâu, đúng không? Thì gan vào xương là gì? Theo dõi sau điều trị, đúng không? Và điều trị định kỳ viêm gan, đúng không? Tuy nhiên là gì, có một số dấu hiệu mà mình có thể gợi ý, ví dụ như bệnh nhân gặp mình gặp những bệnh nhân là gì chưa đi khám bao giờ cả, xét nghiệm chưa xét nghiệm bao giờ cả, thì mình nhìn vào cái dấu hiệu này mình có thể gợi ý người ta là có thể xét nghiệm viêm gan xem có bị viêm gan không, đúng không ạ? Đây ví dụ trường cấp này, tất nhiên cấp thì sẽ có lâm sàng đúng không ạ? Có thể ngày sốt người bên chị lâm sàng biết rồi, đau nhẹ sưng phải, điều tản da, kém ăn mệt mỏi, có thể đấy vân nhìn chung được đúng không? Xét nghiệm có thể viêm gan tăng vì tăng với dịch của bụng xương gần và trên xương có thể thấy hình ảnh gan nó to này đúng không? Lách cho thể hơi to nhẹ này, đúng không? Là các dấu hiệu dành cho chúng ta tăng cân trên trần gần ví dụ trên xương đây thấy gan trái thì nó to một chút ra cái này cửa thành cái gì xúc lên đúng không? Các bạn à tận xem hôm nay có viêm gan cấp không đúng không? Thì lúc đấy là chúng ta đã may có làm gì test em và cái âm tính phải không? Có phải làm xét nghiệm để ra và xét nghiệm thì đúng không? Làm cái cắt cát này tùy trường hợp đấy đúng không? Tôi có thể phát hiện được một số trường hợp người quen, có một cái chị mà chị ấy trước là rất là to và quen cùng là đặng, nhưng mà chị đi khám mọi người đều bình thường, xét nghiệm bình thường, thì ngày xưa đi làm họ chủ quan là chỉ làm test nhanh thôi, cái chân xương rõ ràng thầy của chị gan cũng như bình thường, chị về sức cân cái này khả năng chị tiêm gan thì đi làm lại cho em để làm 3 phút phát 2 phút phát cho em, thế thì đúng là bình thường, lúc đến thấy có khi như là đây là mười mấy rồi đi xét nghiệm như này từ này thì test nhanh toàn âm tính, chả sao cùng là bài này đi sang bà sang Mỹ và điều trị 80 triệu tiền đấy của bay đấy cho bà tiêm cái hạt và đây siêu dương thôi thì bà siêu âm hình ảnh này có cái hạt nhỏ lông gan này thì lông gan nó hơi bất thường, cái này chỉ là bệnh nhanh và có không chỉ năm nào thì khám mấy lần 2-3 lần chả sao nào bình thường đấy lần siêu dương gợi ý cho người ta đúng không? Đây là trường hợp này chẳng hạn, các anh chị thấy là gan nó to để trên cái cửa thành cái dây xúc nằm ở chế độ dưỡng gan cấp, trường hợp cái dịch của bụng gan to này thì cái cửa cái dịch của bụng đấy đúng không, gan to đấy cái cửa thành cái dây và cái dịch của bụng nhận thức qua thì thấy cái vai trò của siêu âm trên dưỡng gan cấp thì ý tưởng tiếp đó là gì, các anh chị thấy một cái vùng gan bên phải đúng không, cạnh dưới cái mật này, cái này không phải gan nhiễm mỡ ấy. Đang nhiễm mỡ lên thì nó tăng âm như vùng gan, đây là gì? Nó chỉ một cái vùng gan thôi. Nó tăng âm nhưng mà gì? Chủ yếu nó dày hay những cái cửa là chính, cô chú. Và nó hơi to thì vùng gan hơi lồi một chút, đúng không? Tương tự do zoom lên một chút, đúng không? Cái cửa này nó dày súc này, đúng không? Đây là có thể là dấu hiệu của những cái viêm gan cấp, đúng không? Trong trường hợp đây ví dụ là cái cánh cửa bình thường đây thì chỉ những cái nhánh trên hạ thông thủy thôi, đúng không? Nhưng mà cái nhánh xa hơn thì nhìn thấy cái thành ở đâu cả. Tuy nhiên là trường hợp bệnh nhân này các chị thấy là gì? Thì một gan này thì đen xỉ, nhưng mà thì rất nhiều các những cái mạch cửa xa như thế thì đều là dấu hiệu gì ở trời xa đấy, đúng không? Thế là gì nhìn ban đêm tối đen thì rất nhiều nó xa thì xa nên các thầy thì mình nghĩ rất là dấu hiệu còn người tây lên tây thì chúng ta thì thầy thì đúng không, còn ở trời xa cái này cũng là một cái dấu hiệu gợi ý, đúng không? Cần gì à thì làm cái mắc cơ viêm gan đi xem một viêm gan thế thôi, để các anh chị hiểu thì không phải ai cũng điều kiện để làm tất cả xét nghiệm đâu, đúng không? Có những người gọi thì chỉ siêu âm đúng không ạ? Các chị qua phòng khám sẽ biết là gì, quản lý là siêu âm chả là những con người cần tiết tiền cũng cần siêu âm mũi gan cũng làm khác, cần những dạ
với ga đúng không? Để với nhau làm với ga dạy đấy. Và không được làm với ga. Tôi cười. Và trong viện anh chị gặp nhiều, có nhiều người bảo bác sĩ là tôi mỗi thận. Không. Làm một lần đầu mình dưỡng, tôi đều nhau nhiều, chứ mình cũng cần đánh máy mỗi thận rồi. Bỏ hết. Thế như bây giờ đâu thì xe mỗi thận, tôi có xe khác hoặc không? Trong khi thì trẻ sư của Phúc đúng không? Phúc người làm hết. Đây bảo tôi cả được xe mỗi thận. Nhiều thằng của chuối á. Bỏ không nhiều. Đây chỉ là các cái dây này chúng ta đúng không? Một số cái hạch xuống ga, đây là một số cái hạch dây này, dây chảy gan tá trẻ. Ví dụ trước mình vừa xưa tôi thấy mấy cái hạch ở chỗ dây chảy gan tá trẻ, đúng không? Và thì cái này có thể một thả dây thì một cái về liên ga, đấy một số liên ga. Các thì có mạng tính đúng không? Các thì mạng tính rồi, đúng không? Các dữ liệu về ga mạng tính thì nó cũng không đặc biệt, đúng không? Và nó cái khá giống với một thứ xưa ga. Tuy nhiên là gì? Viêm gan mạng thì cái vai trò của chúng nó lớn hơn rất là nhiều. Xem qua xem đã có nghĩa là chuyển thành giai đoạn sơ gan kia. Thế thực tế là gì? Có tổn thương như mô gan và bờ gan. Nhưng mà cái giai đoạn giữa giao lưu giữa gì mạng và sơ gan rất là khó, đúng không? Bây giờ nó có một số kỹ thuật mới như là fibroscan này, hoặc là elasto scan, có nghĩa là siêu âm tản hồi và siêu âm thăm mức độ sơ hóa. Nhưng mà cái nhưng mà bây giờ nếu mà dùng công nghệ mới, C-Way cũng nghĩa là thì tôi dùng tự động thì nó chính xác hơn. Và hiện tại bây giờ mình đang dùng công nghệ là gì? Đo trực tiếp bằng tay, ấn tay thì bây giờ nó không giá trị nhiều. Đây là một phần microcan giá trị. Nó đo mà do tay thì là không ấn mạnh thì nó cũng như nó sẽ bị nhẹ, nó cũng là bình thường, đúng không? Bây giờ công nghệ mới nó mới chỉnh tiến thì bây giờ dùng công nghệ C-Way cũng nghĩa là tính đặt một giò hơn, tính vào cái điểm đấy và máy tự đo, máy tự phát ra tính toán, tự phát ra cái sóng đúng không? Cái khoảng cách đấy đo, sau đó vẽ ra cái bản đồ đánh giá độ sơ hóa F4 đúng không ạ? F3, F4 1, 2, 3 đúng không ạ? Đánh giá độ sơ và xem cái việc làm bản nó cũng phải dùng cái siêu âm đạt rồi C-Way. Và hiện tại Việt Nam thì cái này đang được nghiên cứu rồi, thực ra các hãng máy bây giờ nó cạnh tranh với nhau rồi. Ông nào ông bảo là này công nghệ của tôi tốt, tôi bằng chứng đồng. Tôi ông nào ở đây là đang nghiên cứu đi bộ đào cho một máy, cái bột quảng cáo và đầu dò để làm một công nghệ tốt. Nhưng bây giờ đâu như tài liệu đây, nghiên cứu đâu, kiểm chứng đâu. Còn đây đã làm cho bao nhiêu trung tâm nào làm. Thôi thì gì? Còn đây là các hãng ông tự làm đặt hàng với mọi cái trung tâm nghiên cứu đó, nó ra một cái đề tài. Tao bây giờ thì áp dụng đâu, chả có áp dụng tài liệu, rất tiền bát mét, biết là không biết đâu. Thế là thôi, không được. Thế là nó đang là giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm. Thì nó vẫn là cái vấn đề không khó, thì nó cũng gồm rất nhiều yếu tố nữa. Không phải vấn đề là có cái chuyện là máy và siêu hóa. Thì một số trường hợp nghiên cứu thế là gì? Siêu hóa F4 nhưng mà nó chả áp dụng thành siêu gan gì cả. Không có một F2 thì thành siêu gan. Sau bao lâu, F1, F4 thì tôi làm bao lâu, sau tiền thành nhau. Thì là thì thôi, đừng nhắn trước, cái tính rất là nhỉ. Thực ra cái sơ về cái này nó rất là phức tạp. Nếu mà để sơ về chuyên sâu, không phải đơn giản thì anh chị nghĩ tạo một đôi ghe cũng rất là đau. Mà nó đây nó làm thì bây giờ nó hơi bị nhiều. Nó giả là thấy ngay là gì? Nang gan đơn thuần, đúng không? Nang là gì? Đó là cấu trúc mà chống được hoàn toàn của gan đen xỉ, đúng không? Nếu mà mô tả này các anh chị mô tả nào, nang là gan phải chắc chắn rồi đúng không? Tạo một tỷ 67 đó đúng không? Có hai cấu trúc chống lâm, đường kính bao nhiêu đấy đúng không? Phải mỏng thì trong đúng không? Chống hoàn toàn này, thành một cái nang gan đúng không? Cái nang gan thì có rất nhiều loại khác nhau đúng không? Nhìn cái nang đơn giản của tôi nhưng mà thì nang đơn thuần và gan nó chia ra làm mấy nhóm. Đầu tiên là nang đơn thuần có nghĩa là gì? Nó chỉ là cái nang đơn độc hoặc có thể một số nhiều nang, nhưng mà thì thành nó rất là mạnh. Thành nó chính là gì? Như một gan xung quanh không bị lấy tiền xuống. Thứ hai là cái cấu trúc dịch bên trong nó hoàn toàn đồng nhất, chống hoàn toàn. Thế thì cái thuật ngữ đa nang gan này mình dùng cho nó quen thôi. Cái thực tế nó thì không phải là nang gan, đúng không? Nó là nang gì? Bài viết. Vì chia sẻ của bệnh thì nó chi tiết giảm được bệnh ra từ cái tế bào của nó trong cái biểu mô của cái nang này chính là tình trạng tốt được mà. Thế là gì? Rất có cái gọi là nang được mà. Nhưng mà thì cái nang nó không thông được mà, đúng không? Đúng không? Cái này là vì do di tích của cái ngày xưa nó phát triển của cái đường thần kinh và phần nó phát triển nó thường là cái nang gan này thường hay gặp ở nữ nhiều hơn nam, đúng không ạ? Đặc biệt là nữ trung niên, nó có liên quan đến tiền sử mà liên quan đến tượng con trâu và thứ hai là tiền sử không kinh thai, nó có liên quan đến nang. Cái thời gian nó có thể tăng kích thước, tăng số lượng, đúng không ạ? Số lượng nhưng mà thì nếu mà nang đơn thuần nó không vượt quá 10 nang, đúng không ạ? Một đó 10 nang và số lượng nang có thể tăng lên
và tăng lên nhanh hay chậm thì thuộc vào ai, ví dụ cái gì bác sĩ bây giờ đó chúng ta tăng lưng nhanh chúng ta trong cái mắt cái và kiểu hút hút ra về nhé, hút ra hết ra nhé, ho các cái dâm còn hoàn toàn và muốn thắc mắc vài tuần sau đấy rồi trường đã uống cái ra co bóc ba rồi này cũng chưa trọng rồi được không? Bây giờ đang có một ngày nhầm đi trước thì nên gặp tôi mà nếu như nhân tôi tài khoản thì ra gặp ông chú này số chúng ta thì ra mình mà không chú cái đôi mắt già nên được không? Thế thôi đúng không? Hết xui và thứ hai là gì cái nang gan một số giờ có thể biến chứng đấy chính là gì nhất là gì biến chủng của chảy máu và nguyên nhân thì do gì do bất ngờ mình có gặp chứ còn bình thường cái nang này có phải nó có vi khuẩn nó chui vào đâu đúng không? Thế nhất là cái nang này là nó chả có gì trong này cả thì còn nó chui vào làm gì nó chả không có gì cả đúng không? Thì thông thường biến chứng nó biến chủng chảy máu là rồi do bác sĩ cả và khuyến cáo điều trị bây giờ là gì chả làm gì cả rõ đúng không? Thì gặp nang nó quá to nó chảy ra ngoài thì nó chảy hết vào rồi đường mắt một cái khác thì nó cần cần có thể là tiêm công trong hút nhưng mà trong hút mình là tiêm công cái tội phạm để sao thì nó gây sơ và nó gây toàn bộ tế bào của nang sẽ biết là nó sơ và teo mất chức năng thì đấy mới có giá trị điều trị hoặc là phẫu thuật các cái phẫu thuật cắt nang quét nang cái đấy là cái bên thứ ba mà chúng mình cũng không khuyến cáo hiện tại theo dõi rồi đúng không? Cái tỷ lệ ung thư hóa thì cái nang rất rất thấp rất thấp hầu như là không bao giờ xảy ra chúng ta chỉ bảo yên tâm nang gan và siêu âm vai trò siêu âm thì phải có xác định luôn đúng không? Thì báo luôn phải theo dõi thì cả nang gan được thuận luôn đúng không? Vậy vai trò tiếp theo là theo dõi cái tiến triển của cái nang này nói là không có gì nhưng mà cái tô một số cái nang phát triển lên đầu tiên là theo dõi xem cái tương nó tạo lên được không đúng không? Thì ra tiếp theo là gì thành nang có thay đổi không tương nó đang không thế thành thì nó dày lại đến cái nó có bách thì không có một số tổ chức thì không đúng không? Đây là cái nang được thuận luôn đúng không? Có chút cho các bạn hỏi là cái gì? Chống âm có tăng âm phía sau thì có chút này có chút thuận dịch hoàn toàn đúng không? Tương tự đâu? Còn cái nào thì rất lớn đúng không? Thì rất to lớn thì phải. Tiếp theo là gì? Nang đơn thuần thì nó đang phức tạp đúng không? Nang đơn thuần đúng không? Nang đơn thuần có nghĩa là gì? Bất kỳ một cái thành phần nào đấy ở trong cái nang đấy nó thay đổi so với bình thường đúng không? Cái hay gặp nhất đây là chính là gì? Thành nang. Ví dụ các bạn thấy là cái nang bình thường nó đơn thuần, cái nang này nhìn có vẻ rất là ngon lành ấy, đơn thuần. Nhưng mà gì? Các bạn thấy cái gì? Thì ra là sẽ đây theo nang âm này, những cái u sùi tổ chức đúng không? Thì cái này là không phải nang đơn thuần rồi đúng không? Và nhìn rộng hơn một chút thì bệnh nhân này thấy là đây một cái nang một cảnh vôi hóa, nang âm dịch nó không trong, đây cái nang này dịch nó không trong. Tóm lại là trên một cắt mình thấy ba cái nang, ba hình thái khác nhau đúng không? Cái này có phải là nang đơn thuần không? Đúng không? Cái này là nang phức tạp mà đây cũng để cho ung thư di căn là nang, cái gan đúng không? Hay gặp nhất là ung thư kiểu di căn bùng trứng này, nhảy nhú đúng không? Tiếp nữa là gì? Một cái nang khác, cái gan rất lớn đấy, dịch nó không trong, có thành cái méo mó, dày, do cái chất đấy này, cái này là nhiễm trùng, cái này là do nhiễm trùng nguyên nhân là do vi khuẩn của bao tơ. Chọc hút vào đây nguyên nhân là sao chọc hút nang từ nhiễm trùng. Trường hợp khác đúng không? Nang phức tạp thì sẽ đi từ cái nang. Thì đấy là gì? Thành rất là mạnh thì cái nang thành nó dày xuống thì không trong mà nó có viền giảm âm xung quanh có viền giảm âm. Cái nang khác là thành nó dày xuống xung quanh viền giảm âm. Có một dùng tổ chức thì cái này là cái gì cam giảm nang. Và chẩn đoán nang gan nó dễ không ạ? Quá dễ đúng không ạ? Nếu nang gan thuần chẩn đoán luôn xác định luôn, phải theo dõi cái gì cả đúng không ạ? Chẩn đoán luôn nang gan đơn thuần đúng không ạ? Cái nang là gì? Nếu trực tiếp là gì? Chống âm hoàn toàn đúng không ạ? Cả nó âm nhẹ phía sau, thành rất là mạnh, chậm. Cái thứ phân biệt giữa tiền của nhân khác còn là tất cả là gì khi mà thấy một tổn thương nang tất cả tổn ca số lượng nhiều một trong những ngày trong tổn thương nang này xem phải hỏi tiền sử thứ nhất là để hôm nay ông đã chọc hút được chưa điều trị bác sĩ nào đúng không ạ tiêm cồn nên là gì chọc hút nang hay là chọc thịt trực tiếp được chưa và nếu chọc thịt qua này sẽ có những bạn xem nang trùng đúng không ạ hay là ông có chút nào bảo hỏi tiền sử xem không có tiền sử gì cả đặc biệt những ngày trong tổn thương gì cả tôi đến đó hay gặp nhất là gì các tổn thương gì cả đến gan của bạn nang thì hay gặp mạng là gì u nguyên phát đúng không thì phải tổ chức u nó có khả năng chế biến về cái da dịch đúng không da dịch chế biến hay gặp là gì nhầy nhú thôi đúng không mà cái nhầy nhú thì ung thư nhầy nhú của biểu mô trực tràng này bùng trứng này hay gặp đúng không? Đây là một số cái nang gan phức tạp cái nang bùi hóa này thì gặp một tổn thương nang gan nó bùi hóa thành nang đúng không đây là tổn thương đường áp xe cũ hoặc là gì hoặc là sau cái điều trị mà không có thuốc thì nó bùi hóa lại thôi đúng không tiếp theo là cái nang có thể gây gì nó chảy máu bên trong
Nó bên trong thì bao giờ nó lắng động thì máu ra thành phần nó lắng động hơn, đúng không? Thành phần của lưu hình nó sẽ lắng động tạo thành mức, đúng không? Còn phần vô hình nó sẽ ở trên ra thành kia. Thì bao giờ một cái nam cái mức dịch máu này, cái mức dịch dịch này, một cái phần trong và phần dục dưới này thì một cái nam chảy máu, đúng không? Một cái không bao giờ như thế cả, một cái bao giờ nó thì nó dính bết rồi, thì nó tạo không không với nhau, không bao giờ thành mức tạo thành cả. Cho nên cái máu các bạn lấy máu là để giúp cho cái phần tế bào cầu nên nó lan xuống và huyết tương nó nổi trên cái mức dịch máu, ok rõ. Và cái nang nó cái không, cái bước này là cái nang chảy máu. Tiếp nữa là đến đây, cái nang này là cái nang không chảy máu nhưng mà gì? Nó đang trong giai đoạn nó tiêu cái fibrin và cái phần này tăng lên, bên trong nó không dịch đấy. Mất dịch máu thấy cá rõ, đúng không? Tiếp nữa là gì? Nang chưa bệnh lý nang đa, đa gan ở nang. Đến cái trường này thì nó di chuyển chậm, đúng không ạ? Nó thường hay gặp trong bệnh lý cái này thì thận đa nang hay bên nữa. Và cái này nó hay gặp là gì? Cái trường hợp gan đa nang này kết hợp thận đa nang với 40%. Với là 40% thì không có thận đa nang hay bên sẽ gặp thì gan đa nang. Và thì nó kết hợp khoảng 2% cái ông rồi gan đa nang thận đa nang thì gặp thì gặp tùy chứ đa nang, đúng không? Thế thì khi mà gặp bệnh nhân này thì mình hỏi ngay gia đình nó bị bệnh thì không, đúng không? Có thể vấn đề mang đến gia đình, đúng không? Toàn bộ gan cái xương toàn bộ gan là rất rất nhiều phần gan rất nhiều, đúng không? Và thứ hai là thì có thể có vôi hóa, và thận thế này thận đục hai bên thì đầy nang khi tiếp to thì họ đều xem kỹ, đúng không? Thứ hai là xem tiếp theo là cho người ta tiền nhận khám chuyên khoa thần kinh này, giả liệu mắt gần, xem nào này não có vấn đề gì không, có đau đớn không. Và chỉ là gan đa nang, thận đa nang này thì chức năng gan nó hoàn toàn bị giảm sao, phần sống của gan giảm lại, toàn bộ là gan này thôi, nó vẫn bình thường giảm sao, thận đa bên không thế, không có gì. Đặc biệt chỉ gan là đa nang di chuyển chỗ, APT, ADTP, ADPK, cái tắc của bệnh này tương tự hơn hàng gan thôi. Đó là vai trò xương quá đơn giản, nhiệt thì nó xác định luôn nhiệt là một phần nhé. Còn nang phức tạp thì anh chị hướng nguyên nhân, đúng không? Hãy hỏi những cái kết hợp tiền sử nữa, thứ hai là kết hợp nguyên nhân hướng những chủng chảy máu hoặc là gì gì cả ba thành phần đúng không? Và nếu mà đa nang thông thường là cái mức là 10 nang trở lên. Xưa mình đếm sơ bộ xem, à hôm nay có nhiều nang đấy nhưng mà thì đến mãi chỉ có 5-6 nang thôi, à không cái này rất là nang thành phần thôi. Và theo thời gian thì kích cơn người nang thì có thể nó tăng lên xuất hiện từ 1 nang, 2 nang. Kích cơn người tăng lên đấy phải uống thuốc men thì đẹp, nhưng mà dự đoán là thời gian tăng lên kích cơn tăng lên. Còn nếu mà trường hợp đến đi mười mấy nang, mấy chục nang rồi là nhìn xem tận hai bên nghe là gì, nhìn ra cái tụy người ta và là gì cho đi tán trên thần kinh ra đi cũng có thể tắt nhé. Thì là trường hợp cảnh đó một cảnh di truyền hay là hội chứng của đi kèm đô anh em ơi. Tiếp theo là gì? U máu gan, đúng không? U máu gan là một cái u lành tính hay gặp nhất gan người, đúng không? Thì hay gặp nhất là người mà độ tuổi rất là may là hay gặp là nữ nhiều hơn nam, nữ trung niên sau 40-50 đó là hay gặp, đúng không? Cái đoạn là tiền mãn kinh thì gặp nhiều hơn. Và u máu này có nghĩa là trên hình ảnh nó như nào? Đấy, cái hình một hình đây, cái u máu điển hình có nghĩa là gì? Một hình tăng lâm khá đồng nhất, đúng không? Đốt tăng lâm có thể là tròn đều, đánh giới rất khá là rõ. U máu điển hình là nghĩa là dưới 2 cm tăng lâm đồng đều nhất. Và nó có hai loại, một là u máu điển bao mạch, là chính nhất u máu điển hình mà nhìn mình nhìn thấy đây, đúng không? Nó dị dạng cái bao mạch nhỏ, còn là một gốc tĩnh mạch, đúng không? Còn cái u máu thứ hai đó là gì? U máu điển hạ, nó là gì? Dị dạng cái mạch lớn hơn, đúng không? Cái u máu điển hạ thì rất lớn, thậm chí có thể đến chiếm toàn bộ vùng gan của máu. Ở cái gặp gan thì toàn bộ gan phải của máu. Còn một kết rồi. Tiêu trường thì đây các hình thái trường các thế này. Với những vùng gan lành thì tính bình thường đấy. Thì các chị đây hình tăng âm, đúng không? Thông thường sẽ thấy cái dấu hiệu tăng âm nhẹ phía sau. Về cái này có chút thở gì? Cái này sao gì? Cái này nó phải tăng âm thì phải thế. Không thì sao máu được mạch chủ này? Máu được mạch chủ đấy, máu đi về cửa có tiền xì này. Đây là máu khác. Máu là tăng âm. Cả hai đi. Dịch, nó sợ dịch. Hoàn toàn đây là máu, theo hoàn toàn là máu khác. Và cái này, cũng máu này nó lành tính, đúng không ạ? Trong người lớn nó là lành tính. Và theo thời gian, người ta kích thước, xuất hiện thêm số lượng của sản gan nữa, đúng không ạ? Nó có liên quan đến tiểu đường tính 2 của chúng ta, đúng không ạ? Đây cũng dài. Và cái điều trị cái này thì thông thường là có kích thước dưới 5 cm thì không điều trị cả, nó rõ rồi. Với trường hợp nó trên 5 cm, nó có triệu chứng lâm sàng đau, có thể cần điều trị. Có hai phương pháp hiện nay đang dùng, tức là gì? Một là
Đúng rồi. Nhỉ? Cắt nhưng mà phẫu thuật thì cắt gan nên phải đưa nặng nề, đúng không? Phương pháp thứ hai là gì? Chặn đường cong máu của vùng máu này, đúng không? Vùng mạch. Vùng máu thì là gì? Nó là dị dạng tĩnh mạch nhưng mà gì? Nó là nguồn nuôi được bệnh gan. Đấy, bệnh gan thì nó là nuôi vùng máu, đúng không? Vùng máu thì có thể nuôi mạch để giảm cho khối u nó không phát triển lên được, đúng không? Và vùng máu này là cái tượng vùng máu thì là dùng nó đã quen hơn. Nhưng bây giờ với các nhà mà trên thế giới họ bỏ cái tượng vùng máu rồi, nó dùng cái dị dạng. Nó xếp tất cả cái này vào nhóm dị dạng mạch. Với cục máu này ở gan này có chung là nhóm là dị dạng tĩnh mạch, đúng không? Đường chảy thấp, rất thấp, đúng không? Trên siêu âm thì các bạn sẽ anh chị không nhìn thấy cái đường chảy của cục máu này, vâng. Và trong cái với các cục máu này thì sao? Bên trong nhìn thấy là thôi, nhưng bên trong nó chứa rất rất nhiều các tế bào, các cái mạch máu nhỏ khác nhau, nó thành núi, những cái rút, rút nằm đó. Và khi hành thang âm thì tại sao lại có? Các anh chị sẽ không thể biết được vì sao? Chính vì trong cái mạch máu thì có ba lớp, à năm lớp nhỉ? Thì lớp thành mạc, lớp cơ, lớp niêm mạc, trên niêm mạc có lớp cơ, có lớp niêm mạc, đúng không? Một lớp là lớp nội mạc, mạc mạch máu, và cái lớp tăng âm duy nhất là chỉ lớp nội mạc mạch máu là lớp tăng âm, đúng không? Vì có chứa hàng trăm hàng nghìn cái mạch máu này, lớp nào chồng đống với nhau này, thế là gì? Nó tạo ra hình ảnh tương phản, giống như đây chỉ vào cái nhà gương ấy, đúng không? Một mình thì còn cũng tạo hàng trăm hàng nghìn cái bức ảnh, đúng không? Rồi hồi xưa có tạo ra hình ảnh, có chụp cái ảnh lên thì hàng trăm hàng nghìn người. Đúng không? Thế chỉ có một thôi, đúng không? Tạo hình ảnh tăng âm là do thì nội mạc máu, cách sơ ở mạch máu tăng âm, còn bản chất của nó trồng nó là máu, nhưng mà tăng âm là do thì cách sơ hóa và cho nội mạc máu bên trong. Với các cục máu lớn hơn thì có thể nó có thể hoại tử trung tâm, ví dụ cái này anh chị thấy, cục hình tăng âm nó giống như gan nhưng mỡ, đúng không? Nhưng mà cái này là gì? Nó là gãy rồi nó bờ gan. Cái góc tiếp xúc giữa cái bờ gan và nội xương là giống nhau, còn cái kia nó là gì? Cục tù, nó coi là nó hình tam giác, vậy tam này. Nó rộng đến nó bắn ít rồi, cái góc tiếp xúc rất nhiều một gan lành và cái tổn thương này nó là không nhọn đấy, đúng không ạ? Nó được gọi là gan trung tâm, có thể có hoại tử và cái chẩn đoán xem chưa thì khá là đơn giản thôi, đúng không ạ? Một cái tổn thương rồi cái này là xem tiêm thuốc có cần thế một cái tổn thương và tăng âm, đúng không ạ? Trên nền gan lành đến vị trí hay gặp là gì? Tiệm cận một nhánh ít mạch gan, đúng không ạ? Tiếp theo là từ bao gan, sát bao gan, sát bờ gan, đúng không? Có tăng âm nhẹ như sau, đúng không ạ? Trên tốc lơ thì chỉ số tiến đường chạy, đúng không? Thì cái có thể chẩn đoán chỉ tiêu máu điện hình sơ và ta phải xác định cho nhé, đúng không? Tuy nhiên một số trường hợp nó không điển hình, ví dụ như là trường hợp thì khi tăng âm ấy, các anh chị thấy đây, đây ví dụ như trường hợp này chẳng hạn. Một cái tổn thương khối rất lớn tăng âm được gan này, trung tâm của nó lại có độ giảm âm, đúng không ạ? Bên cạnh có một cái nốt khác, đúng không ạ? Tăng âm nữa. Tuy nhiên có một cái dấu hiệu mà mình có thể gợi ý đấy là trên hình xương, đấy là gì? Cái phần nhu gan phía sau sáng là bình thường, thứ hai là gì? Có thể đổi bờ gan này, đúng không ạ? Trên doctor trên trường hợp này không có tín hiệu mạch bên trong, đúng không ạ? Cái này vùng máu mà dùng rất lớn nhưng lại không có mạch bên trong, thì cái này trên xương có thể gợi ý là máu ở gan. Tiếp đó là gì? Một tổn thương khác. Mấy chị đến xem, nó sát bờ gan, tăng âm. Đây nó có tăng âm nhẹ phía sau, thì có chứng thể của dịch, đúng không ạ? Nó nhẹ phía sau. Và cái cơ bên trong nó có cái ổ, nó giảm âm, tức là nó loại từ bên trong thôi. Đúng không ạ? Có thể đổi bờ gan. Tiếp đó là gì? Cung máu không điển hình trên nền tảng nhiễm mỡ. Có nghĩa là gì? Khi mà mức độ tăng âm giữa cái tổn thương và cái nhu gan xung quanh nó không tương xứng, như tôi nói với cái phần gan nhiễm mỡ đấy, thì thực tế là nó vẫn là tăng âm, nhưng mà thì so với cái ông này, cái gan ông này thì nó là giảm âm. Vì sao? Vì trên nền gan nhiễm mỡ, đúng không? Mọi nhiễm mỡ nó tăng âm, nên là gì? Nó thể hiện cái hình nền giảm âm. Thì cái này là người ta xếp vào cái cung máu không điển hình. Và đây, chúng ta chỉ thấy là cái nốt giảm âm trên nền gan nhiễm mỡ, cái phần nhu gan phía sau nó hơi tăng âm một chút, có thể có chút này có chút gì. Và thứ hai là gì? Các tầng hướng nào nó là hình tròn đều cả, đúng không? Còn nếu nó phân biệt nó cái thảo gan lành thì gan nhiễm mỡ cũng biết là về vị trí, cái vị trí của khu máu bao giờ là gì? Sát vào nhánh kim mạch gan, sát vào gan, đúng không? Còn cái thảo gan lành thì gặp vị trí nào thì giường thứ bảy, đúng không? Còn cái vị trí mà tiếp giáp với quan gan thôi, và theo hình là hình tam giác, đúng không? Hình tam giác. Còn đây là gì? Hình tròn đều và tăng lên phía sau, tương tự thôi, hình tròn tăng lên phía sau, hình tròn tăng lên phía sau, đúng không? Nó không liên quan đến cái vị trí giường thứ bảy cả. Đây là cái hình mô phỏng của cái u máu đấy. Các anh chị thấy rất nhiều các vector bên trong,
và đây toàn bộ chứa cái hồ máu này và cái nội mạc mạch máu ấy bên trong và cái khối này và tạo thành cái hình ảnh bên trong cũng cần có cái ổ phát triển do cái thiếu những mạch nuôi số cái bên đầu cái mạch bên trong phát triển lớn nó không mạch nuôi cũng như mạch triển trung tâm có thể ăn đây ví dụ toàn bộ cái gan có thể là cái máu lớn thể ăn nhìn cái này rất là ghê đúng không ạ do phủ của cái ung thư gan sẽ tì có thể thấy là các bạn xem kỹ hơn nữa đừng nhìn thấy khối u mà sợ đúng không đây cho cái con tơ màu bạn đây xương màu của bác đây đúng không bác xương màu từ sau bác lên toàn các bạn lên trắng đây đây cũng thế đó bác xương màu nó là một con tư đây không có xương màu và đây là siêu âm màu của bác đây đúng không ạ và nhờ có siêu âm màu của bác thì bác sẽ trả lời là khu bác là khu lành tính đúng không ạ các bạn cho bác tơ màu và chị có tơ màu toàn bộ khu rất là lớn nhưng mà thì không có tí động mạch đúng không ạ yên tâm rồi các khu gan đã tính thì đa số là thì rất giàu mạch thì không tiêu đúng không ạ tương tự thôi các bạn cả cái khu gan này là rất máu tất nhiên cái này thì không dừng lại siêu âm đúng không ạ đây cho những trường các lớp tính đúng không thì đây các chị thấy toàn bộ gan phải thấy ghê không ạ khối rất lớn nhưng mà nó ngâm thuốc thì lan lổ giống như các bạn bây giờ thả cái chậu nước đổ một cái lọ thuốc sẽ đi đen mà đúng không cho một lọ vào nó lan dần từ lúc nhỏ đến xung quanh đúng không ạ tiếp theo thời gian nó lan kín cả cái chậu nước đúng không ạ vừa nhỏ vào nó lan kín lắm nó lan dần ra cái máu này nó nghĩa cũng cả qua đi vào trong này thì nó rơi vào cái này các hồ máu nó lan dần ra và theo thời gian ra một lúc sau chụp lại thì nó lấp đầy gần như lấp đầy thì mô gan như bình thường thì đây là gì cái kia huyết động điển hình của máu và chẩn đoán xác định của cái này như này thì chụp cộng rất là đi vào cùng người có hình ảnh này chẩn đoán xác định luôn không cần chi tiết chúng ta làm cái kiểm pháp khác này đúng không không phải làm cái gì siêu âm cộng thêm cái là cái điển huyết động điển hình thì nó rất cùng người chẩn đoán xác định luôn rất đơn giản tương tự rồi một cái khối rất lớn ở gan đúng không ạ gan như thế trên lúc đời thì thấy cái viền gan sinh mạch bên xung quanh thì chỉ mô gan lành thôi đấy, thì rất là lớn đúng không chiếm gần hết mô gan có một cái thể duy nhất là thì u máu thì gặp hay gặp người lớn có thể thể lớn nhưng mà thì có một cái thể duy nhất của cái u máu thể hàn nhưng mà gặp trẻ em nếu ai làm nhi thì có cơ hội gặp cái bệnh này đây là cái trường hợp u máu ác tính có nghĩa là gì u máu người lớn u máu mà gặp người lớn thì nó là lành tính nhưng mà khi mà gặp ở trẻ em có thể hàn thì nó gì tổn thương khá là ác tính ở đây không phải là nó ung thư mà gì nó là thông động tĩnh mạch bên trong vì nó có dị dạng mạch vì sao vì theo lý thuyết là gì một số trường hợp có thể bẩm sinh nhưng mà gì nó có tổn thương bé nó kích thước nó cứ nhỏ dần nhưng mà với trẻ em độ tuổi mà nó phát triển nhanh này bụng nó phải có là gì nó thông động tĩnh mạch rồi trẻ lớn bên trong thì trường hợp nếu máu này thì nguy cơ nó vỡ rất là cao thì nó không được đây các bạn cho tốt đều mà thấy thì toàn bộ cái cục là cái cục dị dạng cả động mạch trong nó đúng không? Cái nào nó xếp vào như dạng máu ác tính, như dạng ác tính, không các thì sơn cho ung thư gan, một cái trường hợp chiếm toàn bộ ung thư gan thì trường hợp rất là nan giải, đúng không? Không thể nút mạch tắt toàn bộ được, đúng không? Thứ hai là cái này chắc là chỉ duy nhất là ghép gan thôi, đúng không? Đây chúng ta xác định gan, các chị xem cũng cần đấy. Các bạn có khi biết để sau một loạt mình nhớ cái này đóng cột không? Đúng không? Thì hình này đúng không? Lúc nào làm liền thì rõ này. Cái dấu hiệu âm tính rất quan trọng, không có biển thẳng nằm xung quanh, đúng không? Cái biển thẳng nằm xung quanh thì mục đích thì là gì? Sau phần ác tính mới xuất hiện, đúng không? Vì các tổn thương gan mà ác tính, tiến triển nhanh thì thường có biển thẳng nằm xung quanh, đúng không? Cái dấu hiệu khá là được, âm tính nó khá là quan trọng. Tăng âm nhẹ phía sau nó thể hiện là gì? Cấu trúc này là cấu trúc gì? Tiếp theo là gốc tơ không có tín hiệu dòng chảy động mạch bên trong. Một số trường hợp có thể dẫn đến dòng chảy tĩnh mạch rất thấp, thông thường thì không phải là đâu. Tĩnh mạch được thực tế là và vị trí nó rất là quan trọng cái vị trí của thể bào u máu này bao giờ nó gì sát vào gan ngoài gan và tiếp cận của cái vị gan nên nhiều người nếu bảo đi siêu u máu thì nên cứ bảo nhờ xem dạ xem lại tầm u máu cái ngay thì biết giờ những cái u máu này bao giờ những trường hợp mà không thấy có nghĩa là các vị trí mà dễ là không thấy rồi thì cái vị trí duy nhất là ngoài gan vùng trần gan cho bạn được phát có thể ngày nào ngày sau được làm phát tốt chúng ta nhanh không khó biết cái vị trí nằm rồi cái vị trí mà không nhìn thấy cũng nghĩa là gì thì đã đoán vị trí nằm ở đâu rồi đúng không ạ tìm mấy cái gan là xong ngày lâu đó và những cái gan thì còn gan quá chả tài giỏi gì cả biết mẹ không điển hình thì có thể thì gan rất là giảm âm trên nền gan tiết mỡ đúng không ạ những nền gan tiết mỡ rồi và cũng có thể gan có thể có các kích thước rất là lớn mà giảm âm bên trong các hồ máu ngoại tử không thậm chí một số vùng máu lớn hơn cũng ngoại tử trung tâm vâng cái chẩn đoán u máu này chưa có dễ mà với u máu thì hình chẩn đoán xác định luôn, chả có gì không phải có được cả.
còn cô ngó lớn này nếu mà nghi ngờ thì gì cho bệnh nhân chụp thêm thì từ từ nó mới tính đánh giá biến động rồi nó xác định luôn. Lưu ý là tất cả các hình ảnh này phải là tiền hiện ra lại đúng không ạ, có tiền hiện ra sơ và với các bạn thì đã các bạn thấy hình ảnh như thế này cũng từ từ dạng dùng của nó bị máu đúng không ạ, từng dạng dùng của nó bị máu. Lưu ý là phải tiền hiện ra lại tất cả công nghệ là tiền hiện ra lại đàn là nữ trung niên đúng không ạ, 30-50 tuổi đó là trung niên và nam giới nam giới cũng có cả từng ít thôi, tỷ lệ của nó rơi vào khoảng 1/5 thế là 5-6 bệnh nhân u máu thì 5 người là nữ và 1 người là nam thôi. Tiếp theo thì áp xe gan, áp xe gan thì nó có cũng xếp vào cái tổn thương thì nam và dạng nam, một số trường hợp trường tái một số sách thì xếp vào tổn thương nhiễm trùng, nó xếp vào cùng nhóm với viêm gan, cùng xa lát gan hoặc là tổn thương mà áp xe gan sau mà điều trị đó là tổn thương của bao gan, vâng nó xếp vào nhóm đó. Thì áp xe gan sinh mổ áp xe gan thì nó có hai cái, ngày xưa thì nó ngày trời xưa thì nó lặp lại nó là áp xe gan đường mật, ngày xưa áp xe gan đường mật áp xe gan do anh đúng không ạ, anh thì bây giờ nó áp xe gan đường mật thì nó ít ra hơn. Sao thì biết là bây giờ các bệnh quản lý theo dõi cái sỏi nó tốt hơn đúng không? Không đến mức mà chi tiết sỏi nó phải áp xe, nó thể hiện nguồn gốc thôi. Áp xe gan đường mật thì thể hiện nguồn gốc là gì? Áp xe gan với đường vào thì từ những phần đường vào đi vào đúng không? Còn thứ hai là áp xe gan do sinh mủ cũng nghĩa là do viêm là vi khuẩn thì nó bao gồm tập hơn, nó có thể là nguồn gốc từ đường mật, có thể từ máu đúng không? Và có thể từ đường ruột lên. Và hay gặp nhất bây giờ là gì? Trên là tiền nhân đã có đường đúng không? Thì tỷ lệ của áp xe gan khá là nhiều. Khi vị trí này gặp nhất của nó là gì? Vị trí gặp phải, đúng không ạ? Đến 70-80% trường hợp nó sẽ gặp phải. Vì sao nhỉ? Có hơn thôi, đúng không? Có những người giàu Trung Quốc cũng nhiều hơn, à người nghèo cũng nhiều hơn, người đẹp Trung Quốc cũng nhiều hơn, thế giới cũng cao hơn, dân số đông hơn, những số người mà mình sẽ đông hơn. To hơn gặp phải, còn gặp trái thôi, đúng không ạ? Và thứ hai là cái nguồn nhân máu gặp phải phong phú hơn là gặp trái. Toàn bộ sụn non này, người lại trái. Phải, thế là nó chiếm hết cả hệ gần đúng không? Thế là gì? Tỷ lệ mà tổn thương áp xe gan phải là người gan trái. Đây là áp xe gan giảm hết cũng vậy, đúng không? Và cái ảnh điển hình của nó đây, đúng không? Cái ảnh điển hình của nó đây, ai đâu mô tả cái ảnh này? Thì những hình khác điển hình của một cái tổn thương áp xe gan do vi khuẩn. Khi thấy ảnh này có thể chẩn đoán cần xác định. Các anh chị thấy đây một cái ổ thì đây này, cái xanh xanh này đúng không? Nó như cái hồ nước xanh nát này thôi, và xung quanh nó nhiều cái hồ rất nhiều và bao quanh nó thông với nhau, thông với nhau đúng không? Đây là cái ổ mủ trung tâm và xung quanh có nhiều cái ổ mủ khác và xen lẫn với các vùng này dẫn đến các vùng gì? Có cái bờ vậy về cái cách này chính là bờ quy mô gan lành đúng không? Thì khởi phát của nó ban đầu của nó là gì? Tiến triển của cái áp xe gan thì giai đoạn đầu tiên là gì? Vi khuẩn xâm nhập vào trong vùng gan đúng không? Có thể là do đường máu thừa, đường máu nhánh mạch cái gan thừa đấy của gan đó, nó làm tổ vi khuẩn phát triển gây viêm quy mô gan vô chủ. Đúng không? Không biết lâm sàng trên bệnh nhân là gì? Rất là đau, sốt cao, rét run, đau ạ sườn mà nói chung những cái rét thì nó lâm sàng đấy chỉ biết rồi. Những dấu hiệu chặt rét sườn, run gan, những người có làm thì nó làm chặt người ta đau, chặt chết, làm hô người ta phải chặt chết. Và chặt rét sườn, run gan, run tim, vân vân, đúng không ạ? Tuy nhiên nó rất là gì? Cái phản xạ đầu tiên của bác sĩ lâm sàng và cấp cứu thì đấy sẽ cho gì? Công thức máu này đúng không ạ? Là một loại cái bình làm siêu âm của bụng là cái gì? Cũng khá là hay gặp đúng không ạ? Siêu âm bụng thì công thức máu cũng nhát để thôi. Không nói nữa đúng không ạ? Siêu âm bụng thì chúng ta được kết luận rồi thì bình thường đúng không ạ? Ok, cho nhân về siêu âm bụng bình thường, xét nghiệm máu bạch cầu tăng. Không tìm thấy bao nhiêu những quẩn ở đâu, cứ cho nó sinh cái điều trị hạ sốt thì theo dõi được đúng không ạ? Thì 2-3 ngày sau thì bệnh nhân hết sốt, giảm giảm. Thế cho đi siêu âm, siêu âm là để giao tiếp đúng không ạ? Xem ra viện ông tự nhiên cái cổ mũi cái gần chục cm đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy là lúc đấy mà làm sao nó toán ấy. Vâng, sao cái thế này ban ngày luôn bình thường cổ mũi tốt tướng 10 cm đúng không ạ? Để tra cứu được kết quả tiếp của mũi là sai. Thế bây giờ tóm lại là phương sai hay là sai nào? Đúng rồi, giai đoạn khác nhau, có nghĩa là cái mức độ giai đoạn phương sai và hình ảnh nó không tương xứng với nhau. Cái này là không đưa xứng như hình ảnh xưa, có nghĩa là gì? Khi mà lâm sàng rất là dữ dội, gầm rộ thì siêu âm là gì? Tức là mờ nhạt, chưa rõ, có thể là viêm gan cấp. Viêm gan cấp là cái ông nào mà gọi là siêu sao là thì nhìn thấy cái bụng mô gan nó thay đổi một chút thì
đấy là quán nhỏ thôi, là khá là cái lượng nhà, đúng không ạ? Và thứ hai là gì, nếu mà sau theo dõi kết quả thì xuất hiện ra tình giai đoạn hình thành một rồi, nó làm rất nhanh, đúng không? Nó làm một kiểu hồ phát triển loại kiểu như gan, nó làm ra thì còn phát triển lan rộng ra, và thì nó kiểu hồ loại kiểu như gan tiếp nó làm ra làm mãi thôi, đúng không ạ? Ra là khi nào nhỉ? Chết thì thôi, vì thực tế đây cũng cái áp xe gan ngày xưa thì điện nó rất cao. Tôi nhớ cũng nhầm một số sách đã biết là 4% người cũng phải chết vì áp xe gan. Đây thì đấy là giảm nhiều rồi. Nhưng là bây giờ phát triển của sinh để chẩn đoán sớm hơn thì tỷ lệ mà tỷ lệ tử vong sẽ thấp hơn, đúng không? Và đây là sức đề kháng, thì có sức đề kháng cụ thể. Nếu mà mình không dùng kháng sinh, không có gì chống lại thì nó làm thấp mù gan, thì các bạn dùng gan chết rồi. Nhưng còn huyết nữa, đúng không? Tuy nhiên là điểm nó lan rộng ra khi mà phát hiện kịp thời. Cái vai trò xương là gì? Đánh giá là đoạn bắt đầu hình thành mụn của cái đánh giá trên xương rồi. Thứ nhất là gì? Xem kích thước của xương, hai độ lan rộng, số ổ, đúng không ạ? Số bụng của xương. Tiếp theo là gì? Xem tiến triển về cái ổ lan của mụn lan rộng thì gì? Thì xem bây giờ nó lan đâu, kích thước bao nhiêu, gan phải có chưa, nó vỡ chưa? Cái gan phải nó hình như vỡ vào khoang màng phổi, xem có dịch của màng phổi không? Xem cái dịch này trong chưa? Cũng có thể mục đích là gì? Để xem trong có hút được không? Có dịch đạt tan tạo thì làm sao hút được cái gì? Đúng không? Và đây là dấu hiệu gọi là dấu hiệu hình chùm, các bạn hình chùm giống như cái chùm nho, từ cái cuống và xung quanh rất nhiều các quả nho xung quanh là cái hình chùm. Ví dụ khá điển hình của cái áp xe gan do vi khuẩn. Đây các anh chị thấy hình ảnh trên siêu âm, đây bệnh nhân đau sốt, đúng không ạ, và có dấu hiệu vàng da nhẹ nhiễm trùng nhiễm khuẩn. Cái đấy khoảng 3-4 ngày 5 ngày về xương, các anh chị thấy một cái ổ tăng âm này như máu ấy nhỉ, đúng không? Thực ra cái ổ này chính là cái ổ mủ, đúng không? Đo tướng xung quanh rất nhiều các ổ tăng âm xung quanh. Và các ổ này sẽ khi đắt cắt liên tục với nhau nó đều thông với cái ổ chính đấy. Đây thì các lớp dính đây là chỉ cái này, ta điền một cái ổ mổ và nó vỡ và cạo xoang màng phổi, đúng không? Và theo thời gian các anh chị thấy theo dõi là gì? Cái ổ này nó dịch quá thì nó trầm hơn, đúng không? Cái dịch bình thường nó tăng âm, bây giờ nó gì? Nó giảm âm, cái mổ nó dịch quá, đúng không? Bây giờ sự kháng sinh nó co dần lại. Đấy, cho lúc đờ vào thì nó khác với khu máu, phải tưởng là gì? Nó không mạnh ở trong nhưng mà gì? Cái phần áp xe gan thì vẫn còn phần nhu mô gan lành, nó hoại tử như phần vùng đúng không? Và đây vẫn thấy cái phần nhu mô gan lành và các máu ở trong này vẫn có, đúng không? Phần nhu mô gan lành nó dấu hiệu để phân biệt với cái áp xe gan do amip sau này. Áp xe gan amip nó hoại tử nhu gan rất dữ dội, hoại tử hoại tử tất luôn, không còn bao giờ có cái vùng của ổ này cả. Nên là gì? Doctor và nó không ghi thương lại chúng ta cái ổ trong hoàn toàn, đúng không? Đây, theo thời gian thì cái ổ này nó mức độ cái máu nó giảm dần chứng tỏ cái tình trạng viêm nó đang giảm dần, đúng không? Và cái dịch quá nó rõ hơn và cái ổ nó to hơn. Cái này có thể chọc hút được đâu, đúng không? Chọc chặt một cái sông ở đây dẫn lưu cái ổ của chúng ta giả sốt đi, đúng không? Tiếp theo là bệnh nhân khác, khối rất lớn này. Đồng thời và có cả cái tính mềm mặt bên trong của một cơ, đúng không? Đây, cái này là cái xương tiêm thuốc, đúng không? Cái này là ở bản miền Tây, đúng không? Tiêm thuốc vào thì các chị thấy là cái bách của các thuốc, cái vô gan này thì các cái ổ mủ nó rõ hơn, thì hiện rõ hơn, đúng không ạ? Càng một đơn một thì một đơn một chút thì được mạnh, thì tĩnh mạch thì các cái ổ mủ nó thành nó dày vách, một gan một chút cái ổ nó không rất dày luôn. Tương tự là cái tiêm vào thì sâu hơn nữa thì muộn thì lây, thì ra thì các ổ mủ rõ hơn, vách dày, đúng không ạ? Một đơn nữa cũng có thể được, đây là xương tiêm thuốc, tây là làm một số trường hợp có thể có khí bên trong, đúng không ạ? Rất đơn giản, đúng không ạ? Cái hình ảnh cũng hẹn nhau khác được. Thì khác được, cái ổ dịch, cái giai đoạn này hình thành vỏ rõ rồi, đúng không ạ? Áp xe gan với ổ mủ và gì? Cái vỏ khá rõ, nằm gan trên vỏ gan, đúng không ạ? Và đây là cái gì? Các anh thấy cái gì đấy không? Cái kim nó chọc vào dưới xương, nó rất là xương thì chọc vào cái ổ mủ, đúng không ạ? Và sẽ lại tạo một cái sông dẫn lưu ở đây, đúng không ạ? Tạo một cái sông dẫn lưu ở đây và dẫn lưu có thể hút nhẹ một ít đồ để ra được cả acid đồ, đúng không ạ? Như thể giảm áp lực này. Đây cái kim dẫn lưu trong xương vào thành đường thành cục. Thì cái này vai trò của xương nữa là gì? Vừa theo dõi, thứ hai là gì? Hướng dẫn trong hút và dẫn lưu cái ổ mủ này. Vai trò này, cái vai trò này rất là quan trọng. Không cần ổ mủ này đánh giá là đoạn. Nếu mà giai đoạn thành vỏ và dịch nó trong rồi thì ngay lập tức sẽ có chỉ định là dẫn lưu ổ mủ những cái ổ vùng gan này thì chưa làm được dẫn lưu, vậy có các anh chị chọc ở đây thì nó trả ra cái gì cả, là máu thì trả ra, hút ra cả ra.
chờ cho thời gian cho giáo viên tiếp tục kháng sinh đúng không ạ, bảo vệ quanh sau đó nó hình thành dịch rõ là đến mức cũng như tóm lại chẩn đoán cái áp xe gan do vi khuẩn khá là đơn giản thôi, có lâm sàng cái này là gì nhà vì chiến lược điều trị cái áp xe gan do vi khuẩn nó khác do amip đúng không, vi khuẩn thì kháng sinh và lưu đúng không ạ, cái amip là gì đúng rồi, cũng là kháng sinh nhưng mà nhóm khác đúng không ạ, và không tương lưu à biết được khuyến cáo là không tương lưu đúng không, và vi khuẩn thì kháng sinh và tương lưu đây trường hợp ca này do vỡ ở khoang màng phổi đây đúng không ạ, và toàn bộ cái phần biểu gan cái áp xe nó sát vào khoảng một trận biểu gan nó có áp xe của màng phổi sẽ trở cũng cả khí ngoại cơ sinh hơn thôi, rất nhiều hình ảnh mà chị để xem lý cho chị cái trang web xem có cái phần hàng trăm bệnh hiểu không, trước khi cho xem thì áp xe gan đường mật, trường hợp khác áp xe gan đường mật nhấn mạnh cái tiêu bệnh nhân là gì, có sỏi mật đúng không ạ, sỏi đường mật là có gì, có cái ổ mà nó dịch xung quanh cái đường mật, áp xe gan đường mật thường là gì, nó có hai loại, một là ổ lớn có thể do từ sỏi đường mật nó nhiễm trùng đường mật lên đúng không ạ, hai là gì, áp xe là vi áp xe, micro áp xe và nó bao quanh các cái đường đi của đường mật, micro áp xe cái gì, nó nhiễm trùng nó bao quanh cái đường mật, trường hợp này là sỏi đường mật gan trái và các cái ổ vi áp xe quanh đường mật gan trái, một số trường hợp ổ lớn đây có thể có cả áp xe gan đường mật thường kèm theo cả khí tiếp theo là gì, áp xe gan do amip đúng không, nhấn mạnh là gì, amip đây là một loại là gì, nó là một loại mà nó xếp vào áp khuẩn trả hay vi khuẩn trả hay virus đúng không, nó sống ở vi sinh ở trong đường ruột của mình thôi, hay là nhất là dùng trứng tràng là tràng đúng không, và cơ chế trong cái tinh trùng các tinh trùng nó có 4% cái kích là nó có thể nó phát triển ra ngoài, có thể đi, nó có thể xuyên qua mạch máu và nó có thể vào gan này, hay cả các đường gan đúng không? Ngoài ra có thể vào cơ này, cái cơ này, lên não đúng không? Phổi, tất cả cơ quan, thậm chí xương, mắt đúng không? Rất nhiều cơ quan nó xuyên thẳng. Và cơ chế nó là gì? Do một nguyên nhân nào đó, cái nguyên nhân nó không rõ cơ chế tại sao nó đang phát triển hiện ngoài trong cơ thể, tự nhiên đó nó lại xuyên thành rồi nó đi theo mạch máu, nó lại vào trong cơ hay là tuần hoàn, nó là cái cửa, nó gây viêm, áp xe, nó trùng nó, đúng không? Gan là một cơ chế hay gặp. Đây ví dụ một cái tổn thương, đầu tiên nó xuyên thành, đúng không? Nó vào trong mạch máu và nó ký sinh ở trong gan và nó gây viêm. Thông thường tổn thương amip thì thường là gì? Thì bên lâm sàng khá rầm rộ, nó rầm rộ hơn là do vi khuẩn. Lâm sàng các triệu chứng nó rầm rộ hơn, còn mức độ hơn là nó không lắm chỉ biết là sốt cao sẽ sốt cao hơn, đau thì sẽ đau hơn, nó không đau hơn là gì? Nó các nhà lâm sàng đúng không? Lâm sàng rầm rộ hơn đúng không ạ, và thứ hai là gì, nó ảnh hưởng đến một gan kích khủng hơn, thế là nó rất là nhanh, và ngày xưa mình học kinh nghiệm trong cái là màu của những sô cô la chính là cái giống như món pate mà em mới ăn sô pate chính là cái gan say ra gì đó, người gan say thì hai ngày sau mới làm pate giống như vậy, cái này đúng không ạ, chính xác, nó ảnh hưởng cả nhu gan và máu ở trong, thế là tạo cái hình sô cô la gồm cả máu này cả nhu gan, nó ảnh hưởng hoàn toàn cái phần gan hình sô cô la, đó là cái kinh điển của cái acid amin. Cái dự án chân gừng các anh chị thấy là gì? Nó rất là nhiều ổ và nó bao quanh một ổ lớn đúng không ạ? Và nó ngoại thường dần dần từ từ thôi. Nó có nhưng mà cái gì? Anh ta biết là gì? Ngoại thường hoàn toàn là một ổ rất lớn đấy. Đúng không ạ? Ổ rất lớn, toàn bộ cái này là ổ mổ. Và không thấy cái ổ nhỏ ở xung quanh này. Đúng không ạ? Thành ra thường rất dày, nó phù nền như mô. Đúng không ạ? Đây, cho tốc đều bảo gì? Toàn bộ cái phần mà tổn thương ở trung tâm nó rất mạnh, không mạnh. Nó mạch máu ở trong mạch hoàn toàn. Và nó cũng như là sẽ gặp là ít do vi khuẩn thôi, tuy nhiên cái dấu hiệu là gì, một ổ duy nhất thôi, cái 80% có thể là nó có thể là hai ổ nhưng rất là hiếm đúng không, không thể là một ổ thôi, cũng là may trời thương nhỉ, chắc là hai ổ sẽ không bị viện nữa, thì rằng mọi thứ cả gan tải gan trái thì làm lâu bị viện đúng không, nên là sẽ không có gì là thống kê, tôi nghĩ là thế, ít nhất là có thể gặp nhiều ổ ta ổ thì cũng kỳ thống kê đúng không, và vị trí nó thường gặp là thủy phải, đương nhiên rồi thì gan phải nó nhận máu nhiều hơn nên là gì, nó sẽ gặp ở gan phải nhiều hơn, kích thước có thể từ vài mm đến 1 cm và thông thường không có khí bên trong và vi khuẩn này có thể có khí bên trong, thì vi khuẩn này có thể là vi khuẩn kích khí hoặc là chiến khí hoặc ái khí đó, nên là và từ sinh hơi thì có bên trong, và lưu ý cái dấu hiệu này không có khí động mạch đúng không, không khí động mạch tức là mô tả nó hoại tử như mô đang hoàn toàn bên trong, và thế có thể có cái viền giả âm xung quanh cái vòng halo voice zone hào quang, tiền hào quang,
Hai mẹ rồi sao sao cười đi sao bây giờ đấy một cái ổ bụng rất lớn, khối rất lớn đúng không ạ? Ở gan phải các anh chị thấy này, toàn bộ cái đàn bụng và có viền rất dày, thành rất dày đúng không ạ? Không thấy cái phần như mù gan của mình này đấy, cho tốt đờ vào đúng không ạ? Thấy mạch gan trong tâm chả có mạch gì cả, thì có cái khối tụ dịch trong thường thôi, nhưng mà màng phổi nó có dịch đúng không ạ? Đây trên cái xương tiệm thuốc các anh chị thấy này, cái khối dịch rất lớn và thành rất dày đấy, đẹp đúng không ạ? Thì tôi như mù gan uống thuốc vào toàn bộ này không có tí nó không nào cả, trong khi có thấy acid gan thì bởi các anh chị thấy là gì, nó có rất mát và như mù gan lành thuốc bên trong đúng không ạ? Ổn rất là lớn. Đấy. Theo thời gian thì nó thế thôi. Đấy, tương tự thôi. Chúng nghe nhau. Tóm lại các anh chị nhớ là tôi là acegan do vi khuẩn và amip thì có tàng lối bình chung rất nhiều đúng không ạ? Có tàng là gì? Có đổ. Đến 8% tôi cứ nhớ 8% trên đá là ta đổ cái đổ cái nhớ sọc. Hai bên lâm sàng thì nó khá giống nhau đúng không ạ? Một ông nhưng mà amip thì rầm rộ hơn. Thế này cái acid amin của chúng ta gặp trên thì uống một lúc đầu vào nó giảm cũng như là khỏi mặt này lại có đường đúng không ạ, đường lâm sàng nó nhẹ nhàng hơn một chút, hai cả hai thằng này thì một thằng có thể có khí tức là nó vi khuẩn đúng không ạ, còn cái thằng amin thì chả có khí gì cả, trên doctor thì thằng vi khuẩn có thể thấy như một lần như sau nhưng mà thằng amin thì không đúng không ạ, hai thằng đều có thể vỡ vào màng phổi đúng không ạ, đúng không ạ, và chẩn đoán hai cái này thì một thằng bệnh cầu cao hai thằng bệnh cầu cao nhưng mà amin nó làm thêm với cái xét nghiệm ELISA IgG, IgE, IgE, CD bao nhiêu, 24 đúng không? 40 có cái thanh đúng không? Anh chị làm sản biết rồi. Và hai cái, một cái là gì? Một cái đặt dẫn lưu, cái cáo là nó đặt dẫn lưu của một, và cái amip thì tôi biết cáo không nên đặt dẫn lưu đúng không? Không đặt dẫn lưu. Để đó là một phần. Còn có hình ảnh, có thể là cổ tình, vì thế cái đặt dẫn sản đúng không? Và lưu ý là thì trên tất lâm sàng hình ảnh khá là khác nhau, nó khá là không liên quan đến nhau. Và đặc biệt là những bệnh nhân như thế thì một là gì? Thì bệnh nhân ví dụ như vậy, sau này các anh chị có làm siêu âm và lâm sàng thì định là gì? Cứ mỗi ngày siêu một lần từ báo cáo đúng không? Không chỉ mấy chút qua bình thường sẽ siêu là bình thường lắm đúng không? Nếu không có hôm qua là chưa có thì hôm nay nó có đấy, làm cho kỹ không có tổn thương vùng trần của gan đúng không? Rất nguy hiểm. Thì báo cáo nhiều khi là hai ba lần sáng lại lên có cô thì siêu âm có cái quái gì đâu, siêu âm lắm vài năm giờ sáng là cho siêu âm lần nữa vài làm mấy lần thì chết đúng không, nhiều khi rất khó chịu. Đây cái vòng halo của cái acegan amin đúng không ạ, cái viền đó nó rất là dày, cái viền cụ thể xung quanh nó có thể được cá biệt thành một acegan amin đúng không ạ. Hay thôi mình sẽ giúp cái đạo cho bài sau không biết được thôi nhé, nghe chán quá. Cái tóm lại là gan, thì anh chị nhớ là cái u máu và gan gan đúng không, cả hai cục dương lành tính hay gặp nhất đúng không ạ. Gan thì có hai loại, đơn thuần là phức tạp thì phải xem có gì đa lượng gan không đúng không ạ, đơn thuần thì biết là phải đếm số lượng gan dưới 10 thì nó là gan, nhưng mà phải chẳng liên quan đến di chuyển cả đúng không, trên 10 phải xem có liên quan đến di chuyển không, chính là gan đúng không ạ. Thứ hai là đánh giá vai trò xương là gì, để nó xác định luôn hàng đơn thuần đúng không ạ? Hai điều theo dõi sau điều trị, theo dõi theo thời gian, số lượng kích thước thành phần bên trong gan đúng không ạ? U máu thì đơn giản thôi đúng không ạ? Vị trí chẩn đoán, tiếp cận với tình gan, to gan đúng không ạ? Ra xem kích thước có thể thành viên thì không được mình trên tình gan hay không. Và cái câu đầu tiên phải nhớ là gì? Chỉ tiếp cận tình gan và không tín hiệu mạnh trên cột lớn đúng không ạ? Cái quan trọng nữ giới trung niên lành tính đúng không? Và hai cái tuổi này gặp nhất thì các chị đi gặp bệnh sản gặp nhiều ngày nào làm thì gặp đấy đúng không, nhắc xe gan thì đơn giản rồi, nhẹ xong rồi đúng không, thịt nhẹ sơ gan viêm gan bên mạng thì cái gì mình gan thịt mỡ đúng không, gan thịt mỡ thì có thể giờ chẩn đoán quá đơn giản đúng không, để toàn bộ để ung thư nó là tổn thương lan tỏa nhưng mà nó có thể toàn bộ ung thư gan hoặc để ung thư cái để ung thư thì sẽ nhầm với các bệnh lý khác, từ đây là để toàn cái vùng trong máu mà hình dạng tổn thương phân bố mạch trong vùng máu rồi trong cái gan thịt mỡ là bình thường và trong sơ gan thì ngoài việc nó xác định giai đoạn thì là theo dõi biến chứng đúng không, tăng lượng cái cửa và cái tiếp theo là ung thư trên nền sơ gan đúng không, còn viêm gan mạn và viêm gan cấp thì các dữ liệu xương cũng đặc hiệu đúng không, mục đích là theo dõi sau điều trị và trong quá trình điều trị và theo dõi biến chứng nếu có đúng không,
Và một số điều gợi ý trong cái điều tiêm gan đấy có thể cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân đến được ngay chị đầu tiên có thể một số điều gợi ý về cho bệnh nhân làm các cơ tiêm gan. Vì một số trường hợp thì sai, ta là ABC mình làm rồi đúng không? Nhưng mà tiết tô trong tiêm gan không có DAS thì đấy rất nhiều các triệu chứng hiện ra, đúng không? Vì từ đấy mình thì làm cái ABC thôi. Bây giờ nó có thêm nữa nhóm máu mình có 12 nhóm, cái ABC, ABO, đúng không? H rồi E V T rồi, phải cắt từ nhẹ đầy. Ok, những người có ai hỏi thì không nhỉ? Sao không hỏi? Các anh chị về đọc sách nhé. Thì cái này chỉ giới thiệu sơ bộ thôi. Các bạn hỏi mình một chút. Thì làm siêu âm thì làm cái đầu chân, nên là các bạn làm cái biết phí. Biết bệnh vào một chút thì các anh chị chẩn đoán hình ảnh và tiêm hình ảnh là liên quan với nhau. Còn trẻ em thì nó gặp những ung khác nữa, tức là ung thư bên bầu gan. Thôi có thể giới thiệu thế thì trẻ em chung đúng không? Ngoài ra có rất nhiều khu gan ác tính khác, các sắc tố tổ chức liên kết này, các tổn thương khác của gan nữa, nếu mà gặp hơn mạch máu nữa. Thôi giới thiệu này đúng không? Nhiều lắm. Các bạn đang gặp và trong HCC rồi có rất nhiều kíp đúng không? Do cái bệnh tim thôi. Biến thể ở đó thứ hai các cái tiếp không điển hình nhiều lắm. Ngoài ra ung thư có thể một số ung thư gặp là ung thư tế bào xương rẽ HCC FHCC đúng không? Mà thôi cái này các bạn không không giới thiệu. Ngoài ra ở gan thì có là cái ung thư đường mật thì mình sẽ có lại đường mật giới thiệu sau đúng không? Ngoài ra có thể lai ung thư đường mật và ung thư tế bào gan nữa, lai tùy theo mức độ tế bào nhau. Có hai cái ung gan đặc mà lành tính có thể gặp ở gan, đó là chứng nhận đầu tiên là cái thằng HLF thì nghề gặp nhiều hơn là F là H, đúng không? Đấy là cái tam sản thì có sự chú có cái adeno mình cũng gặp hơn, đúng không? Gặp hơn cái mức độ lần sau ta gặp thì thằng này mới gặp hơn 4 lần nữa, đúng không? Cái thằng HLF chỉ gặp sau cung máu ở gan, đúng không? Đầu tiên là HCC, đúng không? Ung thư gan, đúng không? Tuy nhiên cái này thì người ta đã biết rõ, đúng không? Nó rất là một ung thư mà ác tính xuất phát từ tế bào gan và từ mô gan, đúng không? Và thường hay gặp trên nền thì sơ gan và viêm gan nặng, đúng không? Viêm gan nặng thì có thể là BP hoặc C, đúng không? Nhưng ở Việt Nam thì thường trên nền gan B nhiều hơn, đúng không? Bệnh nhân thì lại thường trên nền gan C, đúng không? Nền C còn ở châu Âu và nó phát triển hơn một chút, thì nó cũng có viêm gan B, viêm gan C, chỉ là trên nền sơ gan thôi, sơ gan rồi các bệnh lý mà dối loạn chuyển hóa sẵn trước đấy, đúng không? Hoặc trên nền do rượu, gan do rượu, gặp gan do rượu nhiều. Và cái dấu hiệu chẩn đoán tốt nhất trên các mọi phương pháp là nhảy nói chung là cái đầu tiên là cái khối lớn trên xương có thể là gì tăng âm mở hỗn hợp âm thì nó đúng không? Trên xương lớn người ta sẽ chỉnh trọng chẳng người chọn người ta hiểu gì đó vân vân, nhưng tóm lại là khối tổ chức lớn. Thứ hai là sâu mạch đúng không? Sâu mạch rất tăng sinh tổng mạch đúng không? Vì một cấp máu của khối u này chủ yếu là gì cấp bậc gan. Và thứ hai là gì? Có dấu hiệu xâm lấn đầu tiên là xâm lấn vào là cái mạch cửa, xâm lấn cái mạch cửa dấu hiệu có một cái tổn thương này khối lớn dầu mà xâm lấn cái mạch cửa trên nền viêm gan mạng sơ gan thì đấy là một cái dấu hiệu rất gợi ý và không nhu cầu để ý đến cái HCC đúng không? Vị trí thì nó phải là gan phải đúng không? Có thể hai bên và đủ gan vân vân. Cái thể của nó thì hay gặp nhất là cái thể khối, nó thường gặp khối tân tộc, cái này nó chiếm khoảng 60-65% các trường hợp đúng không? Ngoài ra nó có thể lan tỏa, nó chiếm khoảng 15%, 15%, 15%, 15%, và có thể lan tỏa toàn bộ mô gan rất khó, là một cái thể rất khó phát hiện sớm. Thậm chí là chỉ cái nhảy của nó, nếu mà người làm rất qua thì trả lời của câu tôi nhảy mô gan thô, nhưng thực tế là toàn bộ mô gan là ung thư, đúng không? Toàn bộ mô gan là ung thư. Và thứ hai là chỉ cái thể phối hợp, nghĩa là chỉ vừa khối vừa lan tỏa thì nó chiếm khoảng 10, 15, 20% các trường hợp.
Bản thân nó chia, ngày xưa nó chia ra các phân loại kích thước nhỏ hơn, lớn thì các thứ khác, đúng không? Nó chia nhiều trường phái lắm, từ các nốt nhỏ từ 1 đến 3 cm, lớn thì từ kia 5, còn bình trung bình thì 3 năm. Còn các cái nốt nhỏ dưới 1 cm rất nhỏ, đúng không? Nốt rất nhỏ. Vì nó liên quan đến cái pháp đồ và chiến lược điều trị khác nhau, các cái tùy kích thước của u, từ 1-3 cm thì như nào, từ 3 năm như nào, trên 5 như nào, tùy đối đoạn, tùy đối đoạn. Bây giờ nó có cái bản phân loại còn lai lát đúng không, nhưng mà thôi phần có xương cũng dễ việc đây là từ đây xương gọi xương xương được không, nó chỉ là cái modife thôi, không phải là cái gì nữa. Này nó chiếm cả cái u này, nó chiếm khoảng 89% là u ác tính nguyên phát ở gan, đúng không? Bây giờ ác tính nguyên phát ở gan có rất nhiều các loại u, đầu tiên là ung thư biểu mô gan đây ACC, ung thư biểu mô đúng không, nó xếp vào u nguyên phát ở gan, ung thư tổ chức liên kết đúng không, ung thư nguyên cầu gan đúng không, nó xếp vào cái này, nhưng mà cái ACC thì chiếm 89%, còn các u khác thì chiếm được 12% thôi đúng không. Nói thì các bạn hiểu là gì, rất nhiều các ung thư khác không phải là mỗi ACC đúng không, 12% thì là ung thư gan nguyên phát là gì, không phải ACC đúng không, còn 12% thì diện tích rất dài đúng không, rất nhiều tùy đâu cái loại khác nhau, mức độ khác nhau. Tôi thì chỉ học cái hay gặp nhất thôi. Đây bệnh nhân thì ok rồi, 69% là do gì, sơ gan, à sơ gan thì tạo rất là lớn, chỉ từ 10-40% là gì, không phải do tiền nền gia đình và sơ gan thôi, đúng không ạ? Cái độ tuổi này là một số trường hợp khác, là một số các trường hợp mà tiền sử gia đình, những người bệnh Wilson đó là do rối loạn chuyển hóa đông, đúng không? Còn rối loạn chuyển hóa hay men tyrosine thiếu hoàn và hemolysin hoặc cản trở sắt và giảm các chất gây ung thư như là nhiễm kinh đông hoặc angiotensin trong cái gặp mốc, đúng không? Đây là hình ảnh đúng không? Phần đây là anh chị đọc sách rồi đúng không? Còn yếu tố gia đình thì độ tuổi hay gặp là như là nam nhiều hơn nữ rồi đúng không? Nam giới nhiều hơn và độ tuổi đỉnh của nó hay mắc này nó từ khoảng 40-50 tuổi là độ tuổi cao nhất hay gặp. Đây là trường hợp này, cái trường hợp này như một gan chạm làm bạn rất triệu này. Đây với một hình ảnh này mô tả như thế nào? Đây là hình ảnh cắt ngang gan trái, gan bên trái, ta cắt dập gan trái. Thế thì cái phần nhu gan thấy cái gì không? Đầu tiên là về hình thái, em thấy có bọn hình thái gan có bình thường. Chúng tôi biến đổi về hình thái các bạn. Tiếp đó là gì? Từ mờ, từ mờ đây nè. Bắc mô không đều đúng không? Tiếp đó là nhu mô, nhu mô có các nốt này đúng không? Nốt giảm dần, cái thứ đó có cái giải tăng hơn thần sơ đúng không? Tóm lại cái này là hình ảnh sơ gan. Đúng không ạ? Xem tiếp. Vẫn là nhảy sơ gan thôi, đúng không ạ? Thì có vẻ không có gì để phân đổi của gan đâu. Đấy, các bạn cắt khác thì đi. Đây là cái khối rất lớn là cho bạn thì 4 này, đúng không ạ? 4 năm, đúng không ạ? Khi đặt ngang gan trái bọc không từ bên. Khối là nó đầy lùi vào gan này. Và nó hơi tăng âm bên trong này, đúng không ạ? Tăng âm đồn để nó đầy lùi vào gan ra. Tiếp. Hướng cắt khác của cổ nó vẫn là bệnh nhân đấy, tiếp tục nó cắt với nhau, đây là cái cửa cắt lên sườn đấy, đúng không? Đây là cái 4, cũng vẫn nó nằm vị trí này, ok. Đấy, cho cái lớp lơ vào, đây cái cửa nó có dòng chảy này, và đây nó rất nhiều cái động mạch canxi ở trong này, đúng không? Nó khác cái u mà nước lớn thì thấy là không móng, nhưng nó không có mạch trong, đúng không? Cái này cho lớp lơ vào thì rất nhiều mạch, và cái này canxi là nó sinh động mạch, đúng không? Đấy, kết luận nó là gì? Bây giờ kết luận, mô tả xong với một khối như thế, đúng không? Thì cái đoạn này thật siêu rồi. Nào cái đoạn là gì nào? Ví dụ khối này là 4x5cm đi. Chúng ta đảm là có một cái khối tăng lên công đều chạy vào vị trí hợp thành 4, đúng không ạ? Danh giới khá rõ, còn công đều lúc lên có tăng sinh, không mạnh. Cái đoạn là gì? Cái này là ga thì đi mua ga tổng lại, cô có ga công đều. Cô không ngạc một tiêu thẳng kích hoặc sự ga. Cái đoạn cái đó là khối dầu mạch trên nền xương gan, nhưng các bạn nó không mặc nhiều cái đó ACC thôi, đúng không ạ? Thường thường sẽ kết luận là thế rồi, đúng không ạ? Tại sao ta kết luận? Về tiếp theo phải làm gì? Tiếp theo là khảo sát hết trong khu gan tổng lại, có nốt bị ngờ không, đúng không ạ? Xem những cái kiểu bên khối chưa có ảnh xương gan không, thì cuối cùng chưa hãy to không thể tụt lọt các biến chứng của sơ gan đã, đúng không? Và tiếp nữa là những em cửa những bác sàng thôi, nó về xung quanh kết thúc như thế, kết quả tiền chậm hết, đúng không?
Và nếu có tâm được chút nữa thì về nhà mình nhận cho làm cái gì đấy thì sau đúng không? Và siêu âm thì dừng ở đây, các bạn làm gì bây giờ? Về cái tiêu chuẩn chẩn đoán, nếu bệnh nhân này có viêm gan, bạn sơ gan đúng không ạ? Và khối như này thì cậu có gì ăn pha phê tăng, cái biết làm gì cho đến nay tăng đó chẩn đoán nó xác định được không cần phải sinh thiết mà cả phải hết. Còn nếu cái khối này mà khối lớn thì này căn bạn sơ gan nó hay phơi không tăng đúng không ạ? Với lại trên các quá trình các ngày khác và thì không có về tính chất cái động hình thì mới cần phải sinh thiết đúng không ạ? Còn nếu mà trên các động tĩnh của đường thì không cần phải sinh thiết nữa. Xác định rồi là sẽ xây và hay là sinh thiết những ngày cả. Vâng, đây của bác sĩ Mạnh. Tiếp. Đây là bệnh nhân nam đúng không ạ? 40 tuổi thì tổng kết đầu tiên này bây giờ làm có cả cái này gan lành lành hơi chứa mỡ đi thôi. Đây bờ gan đều này, chứ bờ gan chưa tăng một chút thôi đúng không ạ? Rồi ở đây là bờ gan gì? Đây quạt đường di sườn gan phải, gan phải đúng không? À, bạn mô tả xem nào. Đây là chưa bao giờ đây 7 tháng đi, okay. 7 là chế 8 phần thân làm vị trí rồi, đây là vị trí 7 tháng chứ em phải lúc này gọi em phải hồi đưa vào cô gái là đàn bà cô gái còn phải là bốn năm thì bốn năm năm vợ có thể không danh giới rõ không danh giới không rõ là sao có tội và có thể đúng không vừa gan có thể đúng không xem tiếp nào bây giờ nó rồi đúng không đây là các chúng khác rồi đúng không danh giới không rõ là vấn đề ok đây là nó đây đúng không bên trong có các khẩu thả lân này cổ này là một bánh thực, đúng không ạ? Cổ đó là giảm dịch. Đấy, trên động cơ chân tạm xì mạch, đúng không ạ? Chân tạm xì mạch. Muốn tạm mạch không phải cho cái tổ cổ ở đây. Chân tốt lên là nguyên rồi, các bạn thấy đây. Cổ lên rất sầu này. Trên nền gan thì gì? Gan thì cũng có rất là đỉnh hơn, không phải sơ gan. Mà cái kích là gì? Cổ rồi này. Với các dấu hiệu như này là trên nền gan lành này thì bây giờ bệnh nhân này đầu tiên là tuổi cũng là 40 tuổi thì bên có nghĩ gì không? Nhìn thấy rồi. Bên ngoài ra ngoài bác sẽ xem rồi có gì đang phải hay không? Thế thì dùng ví dụ viêm áp xe á, vừa áp xe sau là bị áp xe là như này, vùng máu không có dấu hiệu mà. Không phải cho cái bệnh không có ý nghĩa của bạn. Có gì không? À. Cái này thì sơ giải thế rồi. Với cái nền da lần này thì rất là quan trọng đúng không ạ? Cũng đừng nghĩ đến cái HCC trước đúng không ạ? Nhưng mà riêng cái này là HCC rồi đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà bệnh nhân anh trên nền da lần thì anh nghĩ đến một cái tình huống đẹp một chút đi. U lành chẳng hạn, mình thấy là bệnh nhân này thì cũng dấu hiệu của nó đều gồm từ ác tính nhất là vì sao nhất cuối tạ ngầm này bờ nó cũng đều thứ hai là gì các bạn chị ý đấy cái viền nó giảm bằng một chút xung quanh đúng không tạ ngầm có cái viền giảm bằng xung quanh cái bờ cũng đều này thứ hai là cái khối là cũng có vẻ có vỏ khá rõ thì thấy ra là rất là rõ một cái khối lớn có vỏ rõ mà nó có bờ cũng đều tạ ngầm có viền giảm bằng khả năng lớn rất là của ác tính ACC một số nghiên cứu gần mới nhất là gần đây thì nó bảo là khối trên 3 cm có vỏ có bỏ rồi đã là biến HCC rồi không được biết thì nên đang giải thì đang cứ mà càng sơ thì nó có liệu nó lên 97% 97% đây mình vào cái khối này ủng hộ tăng sinh động mạch đúng không đấy ok tiếp đúng không đây là bệnh nhân nhà mình đây đang chiếm cái này thì gan đây là gan phải đúng không hết cả gan phải rồi đúng không nên cái tổng thì mấy tổng thương mà HCC trên nền gan lành thì thường diễn biến rất âm thầm nghĩa là gì nhiều khi bệnh nhân là chả sao chúng ta sức khỏe bộ phận cái khối u mình mới xuất hiện ngay đây chưa kể cái của năm của các bạn khám sức khỏe thì thường dĩ đúng không rồi cấp ba xong khám sức khỏe đúng không bác sĩ ông khỏe mình mới xuất hiện ngay bạn đẹp gà thế
là mẹ tôi đi không tin được mắt mình, nó có một con gái tôi có đi làm sao đâu, đó là con gái bình thường. Thì cái khái thì dùng vị rồi chụp chính có kiểu chụp đỡ được lắm, đó là bạn cũng bỏ rồi trường hợp mình một chỗ bên cạnh thì khối rất là lớn đúng không, và bạn không có hề có một dấu hiệu chính gì cả, nhưng chủ phương tiện này ra lành đúng không, những trường hợp đấy trường là gì, chúng ta những lỗi di chuyển thì có gen, năm gen, có gen tương đương và để cái khối u gan đạt kích thước 10 cm này nó phát triển thế nào của mắt nào đúng không, thì cái thời gian thực vào tế bào ung thư là bao nhiêu ngày anh biết không, bao nhiêu ngày nó chuyên ra thời gian lên gấp đôi nó là bao nhiêu ngày, 20 ngày ấy thì nhanh biến tiếp về đầu sách xem thời gian phân chia ra bao nhiêu ngày nhé, và từ tế bào ung thư phân chia thành xương mũ đúng không ạ, nghĩa là từ một tế bào lên đến thì đến hàng N tế bào thì nó rất là lâu, nhưng mà từ N lên thì N cũng hở nhanh lắm, từ khối u đạt kích thước khoảng 1 cm thì nó phải rất lâu lâu thời gian đúng không ạ, nó phân chia theo là xương mũ lâu và đến ăn đầu thì nó phân chia vào càng lâu, nhưng về sau thì do nguyên liệu nó thiếu và các thứ khác thì nó tế bào nó càng nhanh lên, càng nhanh lên, nhưng mà rất nhanh từ 2 cm lên đến 5 cm nhanh lắm, khi một tháng sau các bạn lặp lại thì từ 5 cm rồi, nhưng mà thực tế là gì, từ 1 x 2 đến từ vì hàng năm đến 5 cm và đây cái khối u rất là lớn đúng không, đây một khối tăng lên lớn đúng không, chiếm gần hết hàm tại đúng không, đây có vẻ cái phần mà chống lâm phía sau nó có vẻ như cái mạch máu và đường mật nó đè sau xem tiếp đúng không, đây cứ cắt ca lên trên thể hưu gan có vẻ khá là lành đúng không, rất là khối u đấy đúng không, với tổ chức tăng lên không đều đúng không, kích thước đây trên nó vừa có những đường mạch bên trong đúng không, vậy kết luận nó là gì, và đây nó xâm lấn vào cái cánh cửa đúng không, đây các bạn thấy đây, đây cái cánh cửa nhánh phải này, cánh cửa nó như này mà thì còn một cái phần này thôi, mỗi cái này cho động lực mà không có dòng chảy thì mình cửa đấy, động mạch cửa, cái mạch cửa trong này nó là gì, động mạch hóa, có nghĩa là gì, nó không phải là dòng chảy, là cái khối u tế bào khi nó phát triển từ mạch máu rồi, là cái nó có cả động mạch gan nó bò vào trong này, nó nuôi cái phần tổ chức ung thư phát triển từ mạch máu này, vâng, và xâm lấn của cái tế bào ung thư trong cái mạch cửa nó là gì, chính là tế bào nó phát tán trong mạch máu, nên là đây một chứ, khi mà tế bào khi mà ung thư gan mà nó có huyết khối tế bào cửa đồng ý đấy là gì, không còn gì không còn gì thì các gan từ hết đúng không? Vì sao? Vì nó phát tán ở mạch máu đúng không? Mà ngoài nó di căn là vị trí này là có khi trong gan toàn bộ lượng từ rồi. Nhưng mà chẳng qua nó các nốt tế bào nó phát tán thì các bạn thức một cái nắm cát một đường cát đúng không? Nhưng mà không bây giờ chẳng qua các phương pháp mình chưa nhìn thấy đúng không? Không biết là mỗi giờ cấy vào tế bào rồi. Nhưng mà chờ cho thời gian là gì? Thì các bạn cứ cắt chỗ này đi được một vài tháng lại mọc thêm khối dày. Cắt chỗ này đi một vài tháng mọc khối dày thì đấy là thì nó di căn khắp gan rồi đúng không? Và khi di căn mạch máu. Đây cho cái động lực vào trong lòng của cái cửa này thì đây là các mạch gan, nghĩa là toàn bộ cái phần này là tổ chức có liên quan đến tổ chức. Tiếp tục khối gan đúng không? Đây là các cũng là mỏ gan trái đây, chỉ thấy cái khối nó hơi giảm âm đúng không? Sau như mỏ gan đúng không? Tăng âm giảm âm, chúng ta khối nó thấp âm đi. Có bờ nó phát triển rồi, là ngoài chỗ bờ rất đều, thấy rõ đúng không? Có vẻ khối này khối có mỏ, cái mỏ hơi tăng âm một chút. Đây đối khác đây, khối rất là đầy đủ cho mỏ gan. Trung tâm có vẻ có cái xẹo sơ đấy, có mạch trung tâm đi vào đây trên lớp lơ lớp phổi của động mạch gan nó của hai pha động mạch gan đây kết luận rất là phổi đây cái đấy là một cái thể mà nó ít gặp hơn của cái ung thư gan, đây là gì, nó có xẹo sơ nó nhầm lẫn với cái đàn cái u lành tính sau này sẽ gặp đúng không, thì cái này có thể khá là ít gặp thôi. Thì mình chỉ kết luận sơ mạch là khối tổ chức giảm âm thôi. Do măng trên nền da lành thôi. Chắc chắn phải làm phương pháp khác rồi. Có thể các thứ khác. Ngày xưa chúng này thì dừng đấy thôi, đúng không? Các bạn không yêu cầu gì cao hơn nữa cả. Đúng không? Đây là cái giường thuốc của tôi. Và một số trường hợp các bạn sẽ gặp là cái ung thư gan sau điều trị, đúng không? Sau điều trị, nghĩa là bệnh nhân này đã điều trị rồi, đúng không? Có một biết ung thư có trước đã biết ung thư rồi và sau khi thì họ sẽ kiểm tra lại để xem thì khối u bây giờ nó có phát triển không, có còn gần không, điều này là đây được khối u gan là tiền năm và đã sau rồi ép có nghĩa là gì, cốt sống có dần rồi đúng không, thì cốt sống có dần ở chỗ rồi, bây giờ cái khối này nó tăng lên hoàn toàn đúng không, trung tâm nó mạnh lên và xung quanh nó có biển giảm một chút, trên lớp lớp là gì, không thể tích hợp mạnh và kết luận nó là gì, cũng đang phải sau điều trị thôi, hiện tại không biết là gì mà kích thước mình sẽ đo kích thước so với kích điều trị đúng không ạ,
và nên lấy ra tình trạng tắc tim mạch. Tắc tim mạch có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà có cái tắc tim mạch trên xương không, có nghĩa là gì? Cầm hiểu thì không phát triển, nó phải hoàn toàn. Để nó phân biệt của nó bao giờ là gì? Nó phân biệt là gì? U máu, đúng không? Thì cái u máu rất là hay gặp và rất nhiều trường hợp nhầm lẫn, đúng không? Cái là gì? U máu đặc biệt là gì? Và cái điều mà tôi tốt nhất các chị các bạn trên đèn sơ gan thì không bao giờ nghĩ cái u máu biết gì nữa cả. Nó cần là cái gì đấy cũng phải biết. Cũng có thể là gì? Nó xuất hiện cái tổn thương u máu trên đèn sơ gan thăng sự. Nhưng mà gì? Thì là và thứ hai là gì? Thì nó bỏ sót. Thì bỏ sót u máu thì cả có thể là bỏ sót cái gì cả. Cái bệnh nhân thì cái nốt này thì nó không máu, cả bệnh nhân sáu con sông thì là sáu con sông nó chiếm toàn bộ gan, nó lưu vào dao chảy một kỳ, nếu cái bệnh nhân mà như thế thì nó tình trạng yếu thì người nhà nó lưu vào chảy sáu kỳ. Bây giờ đây là một tổn thương trên đèn sơ gan đấy chị thấy đúng không ạ? Như vùng gan thô và gan không đều rồi, sát vào gan có cái nốt tăng âm này, đúng không ạ? Nốt tăng âm này có vẻ là nó không máu, nhưng mà tuy nhiên là gì? Cái nốt rơi vào đấy các bạn thấy gì không? Có mạch đường châm, đúng không ạ? Nếu u máu thì nó sẽ không có mạch, đúng không? Đây có thể là cái nốt máu nốt tăng âm dầu mạch trên nền sơ gan, đúng không? Như HCC rồi, đúng không? Với HCC rồi. Tóm lại chúng ta thì nó HCC có dễ không? Dễ mà không khó. Tóm lại là gì? Nếu mà tổn thương trên nền viêm gan mãn và sơ gan thì gì? Cứ thấy bất kỳ một cái nốt nào, mỗi nào thì đo được. Thì trong đầu mình cứ nghĩ HCC là ok, đúng không? Còn đây sẽ làm các cái loại trừ sọc, không bao giờ mà sai quy trình cả, đúng không? Và những trường hợp điển hình rồi, khối to thì điển hình chúng ta xem thì xuất hiện tích mạch cửa hay không, đúng không? Xem đã có thì nốt tư phát thì nốt vệ tinh hay không, vâng, đúng không? Và cái biến thể của nó thôi. Và chỉ nhớ cái gì? Còn câu chúc mừng của nó thì không cần phải nhớ rồi, nó có thể tăng âm, giảm âm, tăng âm, chảy máu, hoại tử, vân 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 vân, có oxy hóa, có hơi trầm, thôi, tùy từng phần của u. Vậy có thể nhỏ, có thể nốt giảm âm, dần dần, cái u lớn có thể gì? Hoại tử, trầm, có thể có chảy máu, có mỡ, có vân. Tiếp theo là khu an kính thứ hai là mặc dù nó là rất hay gặp, đúng không? Nhưng mà gì giới thiệu xong một chút, đó là ung thư gan, đúng không? Đây là tất cả các mô phỏng của hình ảnh của ung thư gan, nên là chỉ chọn cái hình ảnh mà điển hình nhất của ung thư gan là cái nào cái hạt kiểu này nhất. Còn nhiều hình ảnh khác nữa nhưng mà đây là bốn cái hình mà khá hay gặp. Hình nào là hình hay gặp nhất? Có phải hình này không? Hình này 1, 2, 3, 4. Đi bộ đấy. Lý do tại sao lại có thể gặp? Đây, lý do hay gặp nhất. Thì khi mà bác sĩ về làm xương, về đây là gan, còn nhìn thấy ảnh biết ngay gì cần gan. Quan tâm chắc chắn là gì cần gan. Quan trọng là từ đâu đến nữa. Thì em từ đâu đến nữa, đúng không? Quan trọng là tìm ở đâu. Chứ không phải đi tìm xem ở gan bao nhiêu gốc, chả có ý nghĩa gì cả. Đặt đầu dò thì cái ngày gì gần gan và gì bây giờ có sẽ chuyển ngày chính các vị cơ quan trong đầu mình đi đến, đúng không? Ví dụ như này này, như cái này cái gì nào này chẳng chỉ cần từ thành tràng được. Lúc đấy thì thay vì thì cố mà tìm gan này đổ đầu dò quét dọn không để tràng, nó tìm cuối cùng là tràng, cùng kiểu đó là gì? Tìm cái mối là tràng trá thì ăn không xong, có thể tràng trá nhiều thứ mắc lại gan xong, đúng không? Còn bây giờ cái là gan tiêu khối thì chẳng biết là rồi. Và trong cuốn nhảy này thì các anh thấy là gì? Đầu tiên là có một điểm chung, đó là gì? Điểm chung là gì? Đau, đúng không? Tiểu tổn thương, đúng không? Đau. Biểu hình này thì có khoảng một lát cắt và lát bộc lộ, thậm chí nhất là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tổn thương rồi, đúng không? Thì dưới này thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì đây một lát cắt là 6 tổn thương, đúng không? Thì dưới này thì quá nhiều những biến động, đúng không? Hình này thì gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nó có 7 tổn thương, đúng không? Tóm lại là gì? Tổn thương hình thể tổn thương đau và thì đa hình thái, đúng không? Trong một tổn thương, trong một cái đau ở này thì có rất nhiều hình ảnh khác nhau, ví dụ cái này này khác, này khác, này khác, này khác, này khác, này khác, đúng không? Trong cái này có bôi, này tăng ngâm thì chẳng có bôi, nhưng mà có một cái điểm chung duy nhất là gì? Đau ở đa hình thái và gì? Nó đều có biểu giảm hơn, đúng không? Đây anh chị thấy đây, bôi lớn có biểu giảm hơn. Đây có biển giảm âm rất nhỏ, đây cái biển giảm âm dày, giảm âm dày. Cảm giác cái toàn bộ giảm âm từ thế giờ thì trung tâm nó hơi tăng âm một chút và xung quanh cái biển giảm âm rất là dày. Từ đây đến đó tăng âm và có biển giảm âm xung quanh, nó không giống u máu, đúng không? U máu thì các chị đã bắt mình là gì? Tăng âm nhưng mà thì không có biển giảm âm, đúng không? Thì cái này là gì? Tăng âm và có biển giảm âm.
nốt vôi hóa thì lại có thể biến sản phẩm xung quanh. Chúng ta có biến nốt vôi hóa dần dần của đại gan, đúng không ạ? Dần dần đại gan nó không bao giờ có biến sản phẩm cả. Tại trong nốt vôi hóa thì cái tên là phấn vôi, đi vôi, chứ phải là nốt hóa đô. Anh chị thấy là gì cả bờ trên bờ dưới của nốt vôi hóa thì đều nhìn thấy cả. Đây là ví dụ đây nó nốt vôi nhưng mà mình thấy là toàn bộ cả trên bờ dưới đều nốt vôi, đúng không ạ? Tóm lại là gì? Bảo từ gan nó sẽ mạnh. Đầu tiên là gì? Biết ung thư có trước rồi. Anh chị đang điều trị ung thư rồi đó. Bây giờ chúng ta điều trị ung thư của gan. Cái thứ hai là gì? Công thức thứ hai là gì? Bạn nhân đi khám tình cờ thôi, đúng không ạ? Thấy tổn thương tao ở đây hiện tại và có đầy đủ những lời chẩn đoán luôn. Phải trong đầu mình nghĩ đầu tiên là gì? Ung thư gan. Và công việc tiếp theo là gì? Tìm mối liên hệ thôi, đúng không ạ? Và cái ảnh số 1 là hình ảnh gặp nhất, đúng không? Nó chiếm khoảng 65% các trường hợp di căn gan, đúng không? Cái này nó thể hiện cho cái trường hợp là như di căn nghèo mạnh, đúng không? Di căn ung thư nghèo mạnh. Và cái ung thư gan, di căn gan thì bao giờ nó mang được tiền sử dụng nguyên phát trước đấy, đúng không? Nó mang cái dạng tiền giáp rất cái bảng nguyên phát trước đấy, đúng không? Cái hình ảnh, thứ hai thì hay gặp thứ hai, đúng không? Nó thể hiện cái u di căn giàu mạnh, đúng không? Đây là dấu hiệu và dấu hiệu gì mà rất nhiều. Quê nhà mới đi bỏ, chồng bỏ, rồi mắt bỏ, đúng không? Thực tế ngày xưa là rất nhiều sách của các anh chị nhầm lẫn, hay cả chương trình này cũng có nhiều người nhầm là dấu hiệu mắt bò là dấu hiệu hay gặp nhất của di căn gan, nhưng không phải. Dấu hiệu mắt bò chỉ là dấu hiệu hay gặp nhất của khối u di căn giàu mạnh, hoặc là ung thư cao, ví dụ như ung thư phổi, ung thư phổi thì còn nhỏ này, còn ung thư các kiểu mô các thần kinh nội tiết, ung thư tụy vân vân, một số ung thư khác mà nó rất ác tính, melanoma thì nó sẽ gặp hình ảnh mắt bò. Mắt bò thì cái gì? Một khu phát triển rất nhanh, đúng không ạ? Trung tâm là gì? Hoại tử. Là vì dân sao không đủ mạch nuôi. Mạch nuôi cũng không sinh kịp, nhưng hoại tử và gì? Cái biển giảm âm nó rời. Cái biển giảm âm là thực hiện của cái gì? Cô đã lan tràn ra xung quanh. Nó phá vỡ cái hàng bảo vệ của tế bào gan lành bình thường, đúng không ạ? Và cái biển giảm âm càng dày thì có khi nó càng cao, đúng không? Tương tự thôi. Và đây là một cái tiền tương tác và nó rất là đa hình thái và gian gặp thêm các hình nang dạng nang sườn tổn thương vân phát đầy đủ các tổn thương nguyên phát rồi. Còn các tổn thương dạng vôi hóa thì nó thể hiện là gì? Di căn dạng vôi thì nó thể hiện u tiết nhầy nhầy nhú, ví dụ như ung thư buồng trứng này, các ung thư thương biểu mô sắc công sụn, ung thư cái mảng tử cung từ vừa đại trực tràng vân vân, mà có biểu mô tiết nhầy đúng không? Còn cái nốt tăng âm này cũng thể hiện một ung thư di căn nó giàu mạnh, tăng âm xung quanh biển giảm âm. Và đây cái hình ảnh mô phỏng tại sao nó ở gan nó nhiều di căn đến thế, đúng không? Đây vì sao? Vì các di căn gan, di căn ung thư thì cơ mạch máu là trên thì rất là lớn, đúng không? Nó có thể nhiều đường di căn khác nhau, một là gì? Mạch máu này, mạch máu là đường chính nhất, đúng không? Theo mạch máu nó trở về, theo mạch máu nó phát tán đi, đúng không? Nó phát tán từ đường mạch máu. Thứ hai là đường mạch mạch, đúng không? Mạch mạch di căn đến các hạch đấy, đúng không? Các hạch trở về đất. Và di căn tiếp theo là gì? Theo đường nó phát tán trực tiếp, gọi là gieo hạt, nó rơi cái u nó bay ra ngoài, đúng không? Thì các vùng chính là di căn cũng mạnh, đúng không? Theo kiểu gieo hạt. Và tiếp theo là di căn nếu gặp hơn là gì? Sập lớn tại chỗ, đúng không? Thì cần trực tiếp phát triển ra ngoài. Nên là nhìn thấy các hình này các anh chị thấy là gì? Nếu mà theo đường mạch máu, các u phát tán đường mạch máu thì tất cả các u của hệ tiêu hóa nói chung đều có đường mạch gan, đúng không ạ? Từ dạ dày nó về tụy này, tá tràng, đại tràng, đúng không ạ? Ruột non, vân vân. Tất cả các u của tiêu hóa đều về gan cả. Ngoài ra có hệ tiết niệu cũng về, đúng không ạ? Sinh dục tiết niệu, thì các hệ xương khớp tất cả các đều có thể phải trở về gan hết, đúng không ạ? Cái nơi rất là nơi như kiểu dạng nhà máy, tất cả những máy xử lý rác, đúng không? Tất cả rác được tập kết ở đây cả, không thải cái gì lên hết vào đây, đúng không? Và cái đường di căn của nó các anh chị thấy ví dụ như là các tổn thương ở bên phải thuộc cái hệ mặt trời tràng trên ấy, thì nó phát tán về gan phải, đúng không ạ? Ví dụ như tổn thương ở gan phải chính như thế thì chỉ trong vòng một cái ông bác sĩ mở là nghề làm xưa một cái này cái này thì nó cái hệ của bên mặt trên nhiều hơn thì rất khảo sát kỹ hơn cái vùng của bên mặt trên, đúng không ạ? Kỹ hơn ở đại tràng phải, ruột non thì ruột non vân vân, đúng không ạ? Còn nó chỉ là gan trái thì hôm nay cần tận chích bao trực tràng đấy, đúng không ạ? Cái đó chúng ta thôi, thì nó tại sao lại thế không? Và biết được tại sao? Thank you.
người xem cái hình này xưa đâu phải có người xem hình này thì chả biết được gì cả, ý nghĩa gì đó. Ông này chắc là ông thừa màu của tôi đang tung chắc là sơn tôi xem bảo chúng ta hả đẹp thôi chả hiểu cái gì cả, thực tế là chả ba đẹp thích làm sao mà biết được đúng không ạ. Và ba biết cái hình này có lẽ là thích là gì không ạ, cái mô phỏng bây giờ mình có nói đấy đúng không ạ, đúng không ạ. Ví dụ cái màu xanh này thì tại sao nó lại cái mặt trời chẳng trên nó lại cho màu xanh và nó thì trùng như màu của đan phải đúng không, đúng không, cái đây 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 cùng màu này đúng không. Tại sao cái màu tím nó lại trùng màu đan trái nó phân tử bên, nó là gì của hệ mặt trời chẳng dưới, và cái phần dạng amoni bốn thì nó là gì giao nhau pha giữa hai cái này nhau cái phần phân tử giữa đúng không. Đây cái hình nhìn cái hình này nhưng mà nó sâu một chút cũng rất là ý nghĩa. Còn bây giờ về ý nghĩa về bất thường hình thái của gan đúng không, tại sao lại cái hạn bình vốn nó hay đeo nhỏ, ngay cả trường hợp của người lớn bình thường như trên độ tuổi 40 vốn bắt đầu nó nhỏ dần nhỏ dần thậm chí một số người nó không mạo được vốn phân tử giữa teo nhỏ hoàn toàn thôi, nó tiểu sản dần cứ ve đâu dần nó dần xuống đúng không. Tại vì sao, vì cái nhánh nhỏ bình vốn nó rất là dốc nằm giữa hai lần máu là máu pha trộn nên là gì nó dễ bể nhựa để thay đổi cái đáo được dòng máu thứ hai lần nó bị giảm dần một cấp máu dần đúng không? Vì nó pha áp lực nó lớn thì máu chuyển về nó khó ông mà làm giữa hai dòng nước thì chẳng nước chảy vào cuối cùng nhiều viên cứ đeo dần được cứ một cấp máu thôi đúng không. Thứ hai là gì, cái máu này là máu tĩnh mạch và dòng chảy về các anh chị hiểu rất chậm đúng không. Nhưng ngày xưa quê với ai con đi châu thì bỏ không thôi sửa giờ hay tắm sông cống nước thì con nước mùa nó chạy chậm như là mấy thằng ở trên bờ thằng nó chạy xuống tắm rồi nó cố quẩn xuống đúng không. Nó cứ thả bên này ông kia sang bên cầu bên kia tôi sang cái tiền cống bên này nó chạy chậm thì mình sang cái cống bên kia mình nhặt cái quần của nó đúng không. Nếu mà cái mùa nước nó chảy nhanh nó chảy dối thì thả bên này chả biết chơi bây giờ mà chạy tung tung đúng không, nó dòng chảy cuộn chẳng đi đâu đấy, nghĩa là cái ưu thế về dòng chảy đúng không. Khi mà dòng chảy nó thấp nó chỉ có mấy cm thôi thì cũng là tế bào ung thư nó trôi nó cứ trôi dần như này và nó sẽ tự ở bên phải bôi dung rồi nó vào dạng phải nhiều hơn đúng không. Và thứ hai là thì bên trái thế thôi, ví dụ như từ đại cảnh trái nó đi bên này thì nó lời nhau nó sẽ tự vào thành bên này và nó sẽ vào căn trái nhiều hơn thôi đúng không. Và các bệnh lý như thế ngoài ung thư da bia ung thư khác thì nó chỉ do cái ưu thế của dòng chảy thôi. Đây là một cái giải thích, tuy nhiên là nó không đúng hoàn toàn, nó tùy thuộc vào cái khác biệt vì theo lý thuyết là thì cũng thể trôi bất kỳ lúc nào, có thể nó trôi một tí nó lại dừng lại, nó gặp nhau nó tương nó dùng nhau đến cái đạm nào đúng không. Lý thuyết về phần bốn mạch và cái áp về cái ưu thế của dòng chảy còn mấy quy này thì biết không. Cái hình này là nhiều, tại sao là cái hình này đúng không? Và cái này nó giải thích là tại sao có cái hình này đúng không? Như bên phải này, nó chạy về đây, bên trái, bên này. Đây đúng không? Cái phần về cái nốt, và nó chia rất nhiều các loại khác nhau. Đa hổ nó chiếm cái gì? 77%, có nghĩa là gì? 8% là đa hổ. Đa cái từ 2 hổ trở lên, đúng không? Tuy nhiên là gì? Cái thể dân động thì chỉ đạt 10% đấy, đúng không? 10% của chúng ta có nghĩa là chỉ một khối duy nhất thôi, đúng không? Một khối duy nhất. Một số trường hợp là một khối có thể rất lớn, đã từng gặp trường hợp một khối ung thư gì gan gan một chiếm gần cái phần bụng gan rất to, ban đầu bị ai nghĩ ACC thì ung thư đường mật thì biết thì có thể ung thư gì gan gan một khối duy nhất rất lớn. Và ung thư khi phát thì trong các ung thư phát hay gặp nhất là gì, đại tràng, dạ dày, vú phổi, cái này hoàn toàn là theo tỷ lệ tần suất mắc ung thư gan gan và đặc điểm nó mang hoàn toàn hình ảnh nó phụ thuộc vào khối ung bên phát, ung bên phát nó như nào thì cứ làm một điểm nó na ná như thế đúng không ạ. Các loại dầu mạch chia ra rất nhiều các tổn thương khác nhau, dầu mạch nghèo mạch dạng nang đúng không, vôi hòa đúng không, hoặc có thể hỗn hợp tất cả các loại đấy là dạng đây dạng âm cái hình ảnh các bạn nhìn thấy là dạng âm 65% vân tức là mắt bó trâu đây chúng tôi hình ảnh dạng âm tức là hình ảnh hay gặp nhất của cái tổn thương gì cận ngang đúng không ạ. Một hình ảnh các anh chị thấy là dạng nó hơi tăng âm và gì xung quanh có thể dạng âm kể cả một gốc lưng gập thôi thì phải nghĩ đến một tổn thương thì gan trước là HCC, rồi đến HCC nó gặp thể nào hơn rất là ít, chỉ khoảng hơn 10% hoặc 15% thôi. Như cái hình cố gắng đầu bị xe, cái hình một khối lớn có thể giảm âm này, nó ít hơn gặp một ung thư tuyến phát hơn. Còn đa số là ung thư tuyến phát thì không có biển giảm âm nữa, nhưng mà thì ung thư tuyến phát là có biển giảm âm, có thể là cố gắng cái phát triển nhanh, có thể giảm nhanh. Thì tiếp theo cái hình giảm âm có biển giảm âm xung quanh trên nền gan lạnh, không được cái ung thư gan thì gan là trên nền gan lạnh. Đây sau tiêm thì sau tiêm thuốc nó thuốc giảm tiền thì cái hình ảnh kinh tiền đó là gì, nốt nó thuốc giảm tiền có thể giảm xung quanh khi giờ thì tiêm thuốc phát bao giờ phải đi tiền. Đây các anh chị thấy thì cái sườn tiêm thuốc
có thẩm quyền. Cái này là bây giờ hiện tại mình chưa làm cái này, nên là chỉ xem thì chỉ biết thôi. Còn cái này thì mình cũng làm, mình làm được. Nhưng mà bên này thì sẽ làm gì? Các lớp thì tính không từ cái đó. Thì nó rẻ hơn là chưa tiêm thuốc này, chưa tiêm thuốc là được một chục triệu. Nhưng mà cái này vẫn phải làm trong một số trường hợp. Anh chị cười cười mà là sao nó có thể tây nó nghĩ là âm trở hơi đấy. Vì sao? Thì có một số những bệnh nhân mà gì nó dị ứng với tất cả các thuốc cản quang, nó không đối quang từ, đúng không ạ? Nó dị ứng không sinh tất cả các thuốc, nhưng mà bây giờ ông chết thì làm nào, đúng không ạ? Nhưng mà phải ra cái này, đúng không ạ? Và thứ hai là thì xương cái này thì ra chất lượng tuyệt đối chính xác. Vì sao? Vì xương mình xem trực tiếp một liều một lít là xem thì đánh giá nó tốt hơn nhiều so với cái chúng ta cam. Vì đây là mình gì lại trực tiếp rồi, còn là thời gian thực và trực tiếp tiêm thuốc và phát là ngay đầu giờ mình đang biết thì cần thời gian mà xem nhảy quay cả một lít luôn. Còn cái chụp kia rồi thì hoàn toàn phụ thuộc vào máy mà. Và vừa thuốc cái chạy ra có chụp chụp, ra máy nó hỏng bắt rồi sợ là tiêm thuốc chụp, đúng không ạ? Và biết động cho bệnh nhân sơ gan nó thay đổi hoàn toàn. Tự người thường nó làm gì, đúng không? Đa số đánh giá thì cho bệnh nhân sơ gan, ông sơ gan thì bao giờ nó đúng vậy. Tự người thường thì 30 giây tổng mạch, 6-5 giây lên cửa, 3 phút thì muộn, 5 phút rồi thì rất muộn. Nhưng mà thì cái ông sơ gan thì và thực tế là mình cũng không có sĩ tiêu không tìm hết rồi, ông sơ gan bao nhiêu rồi thì mạch cả vòng thì 40 giây, vòng 50 giây, vòng 60 giây, biết là vòng chỉ có 20 giây, đúng không ạ? Đấy là cái hạn chế. Và đặc biệt là gì, trong cái đánh giá biến động của trường bệnh nhân u gan thì yêu cầu tuyệt đối chính xác, thì nếu mà tìm sai thì phát là ngay lập tức trả có giá trị gì cả. Cho nên một số các anh chị ở là các ở nhà cũng đưa được tìm GP chủ đọc xem mà chị rất cố tìm được ba là bảo bác sĩ là siêu âm kiểu ra mấy cái ảnh tốt hơn nhiều. Nói chung cũng tư chụp sai kỳ trả ra cũng không bằng siêu âm chính xác là thế, không phải chê cứ chụp cái phim mấy triệu chụp những cái một đống cũng có chụp sai kỳ trả giải quyết cái gì cả. Chu kỳ đồng mạch lại đồng mạch sớm thành đồng muộn, những cái cửa thì giả ra những cái cửa thì lai của một cái bệnh nhân mà không cuối cùng cái phim trả giá trị có giá trị trong về kinh tế nữa, cái giá trị chẩn đoán là bằng không, đúng không? Thế là gì? Chúng ta xin lời cho tiền thuốc này tay làm nhiều lắm. Làm nhiều vì sao nó phải như thế toàn dân và họ chi trả này lần lên 7 triệu mười mấy triệu nó chi trả 7 triệu thôi thì 7 triệu thôi nó quá nhỏ. Ngày xưa một lần 100 đô rồi thêm có 350 đô thì nó cũng khoảng bao nhiêu thôi, còn mình trả hết mà còn mình thương được có 20.000 và 350 đô thì chết, đúng không ạ? Hy vọng chúng ta là đi sẽ làm được cái này chưa tiêu thuốc từ điện triển khai và tới đây chị đi sẽ được tiếp. Và đây cái nhảy đầu tiên là cái nhảy mắt bò đấy, cái nhìn thấy này một tổn thương này, tăng âm trung tâm nó có ổ dịch, đấy là hoại tử, đúng không? Và thì xung quanh nó biến giảm âm có thể là một cái bù gì ác tính mà nó trung tâm nó hoại tử nhanh. Đây mắt con bò đấy, cái tăng âm bên trong chính là cái phần lọc đen của bò đấy, đúng không? Thế đây lọc đen nó chiếm lớn và gì ngoài cùng cái biển tăng âm là chính là cái phần tầng chắc chắn là phần lọc đen, đúng không? Còn ngoài cùng nữa cái biển giảm âm nó thì hiện lên cái biển ngoài của mắt con bò. Ai ai mà chưa biết mắt bò về có thể về ngắm ngắm thêm nhé, chụp ảnh bò. Đây là mắt bò đối với người xưa rất kinh điển, đối với xưa của cái chu kỳ gan ga mà nó gì nó có tính cao, đúng không? Tính cao nó không phải là trường hợp hay gặp nhất nhé, các anh chị đừng có động lại trường hợp là gì mắt bò là hay gặp nhất, không phải, nó chỉ gặp 3% thôi và nó đại diện cho các nhóm u là gì nó có tính cao. Và tìm đến dấu hiệu này thì thôi bắt đầu tiền xu đúng không ạ? Hy vọng của mình không bao giờ mình thấy cái dấu hiệu này chưa chính cơ thể mình, đúng không? Người khác thì cho nên nỗi sợ thì cuộc đời nhất nỗi sợ chết nó là nỗi sợ lớn nhất, đúng không? Chả có gì không phải nỗi sợ chết cả, đúng không ạ? Điều các cụ lấy nhau như thế nào bố đội biết đơn máu hết, thế nên tôi hỏi là bố ạ, bố ngày xưa bố biết đơn máu thì bố đội đúng không? Có bố với bạn biết đơn một máu, một con là thật máu gì bố? Một lần thì mọi người đều ra bố mình cũng đội mà máu ngất, còn may ngày xưa cái ông bác cũng làm bên xã đội không cho đi, cho ở nhà, cho đi học cũng có tốt với nhau, cấm học lớp hai, học lớp ngày xưa, hoàn thành hàng những ngày, không cha nó rầm rộ, để đi lại cũng sợ, thì mấy ông bây giờ nó biết chết cả, cả bay này. Thế các di căn thận nang này, đúng không ạ? Một cái tổn thương di căn nó chụp tóm lại nó đa hình thái đa ổ, đúng không?
khá đơn giản thôi. Một số trường hợp thì đây tưởng chứng sau đó chị cái này anh chị cũng cần nó tầm nào sẽ bị ảnh đấy. Đây chẩn đoán nó là gì? Số lượng này đúng không? Số lượng thường là nhiều. Đây chỉ như là 80% nó là gì? Tạo hai ổ trở lên. Thứ hai là tính chất của nó là gì? Tạo hình thái, đa dạng. Nó có thể là gì? Giảm âm, tăng âm, mất âm. Bây giờ thì cái việc giảm âm rất có ý nghĩa. Hầu như người ta làm cũng phải giảm cái việc giảm âm xung quanh này. Đúng không? Khi nói đến khu gan có thể giảm âm xung quanh, đầu tiên là điểm gì? Của chúng ta đấy, đúng không? Phải nghĩ ngay từ đầu của chúng ta. Trên đỉnh gan lại, đúng không? Và thứ ba là gì? Biết trước nguyên pháp trên quan khác rồi. Tất nhiên bây giờ tỷ lệ thì 20 như bao nhiêu mới làm ạ? Đó. Có nhiều là cũng có cả 34 bệnh nhân gặp, thậm chí có người là 40 bệnh nhân. Có một người gặp các bà là gà da, da phù, gan. Tôi gặp gì? Tôi có gặp cái gì? Cái gan, cái gan, cái gan, ban đầu tôi biết là gì? Cú thì gặp vào giáp, vào gan. Nhưng khi chi tiết ra thì bốn cái quả, bốn cái quả khác nhau. Thế thì ông vừa ung thư cú, vừa ung giáp, vừa ung gan. Còn cái ung thư gì nữa, bốn cái ung thư nữa. Bảo ung thư có chứng một cái giải tác của Mỹ thì một trên 100 triệu. Thực tế nó rất đầy, bây giờ cũng có thể gặp về răng. Cái chiến lược điều trị nó hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? Nếu một ung thư mà thi gan đa cơ quan thì nó điều trị khác nhau. Và đa ung thư trên một bệnh nhân thì chiến lược điều trị nó khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Tại vì cái đấy là sản xuất hiếm thôi. Sản xuất thì cái gì là xảy ra đúng không ạ? Mình có cái chỉ có được nhiều đã. Và cái sản xuất thì từ từ chứng xong đúng không ạ? Bỏ sót những cái hiếm thì cũng sợ, cái đơn giản cũng nguy hiểm. Và cái này xét nghiệm đúng không ạ? Xét nghiệm cũng để thể hiện cho một khối rất lớn ở gan mà thì cái xét nghiệm để mắc cơ ung thư gan nguyên phát thì nó thì hoặc ung thư đường mật nó hoàn toàn bình thường thì cũng phải cho phép trong đầu một cái tiến là một ung thư gan nguyên phát đặc biệt là gì chứ này một ung thư gan đúng không ạ? Một ung thư gan lành bình à, thì không có sơ gan như gan nặng gì cả đúng không ạ? Thì là nghĩ ngay một ung thư nguyên phát cũng xếp đây các hình ảnh các anh chị xem đây giảm âm cái hình ảnh hay gặp nhất đúng không ạ? Giảm âm đây có gì cả dùng làm phổ nó dần chắc cái này là gì cả mình giảm phổ rồi trên các lớp cái gì các bạn thấy là gì cái gà nó toàn bộ cũng là gì cái bào tử cả tuy nhiên là gì nhìn nhìn thấy con một lần hóa chất cái sau chụp lại con chạy đi đâu rồi nó đi rồi bây giờ cái lần hóa chất điều trị cho ung thư gì cả gan lại chảy rất là tốt còn cái bệnh nhân là gì chi chít là thôi một lần phát xong bay thôi đúng không nên gì cả gan không phải vấn đề gì quá nghề lớn và một cái dấu hiệu nữa là gì nó thể hiện nó cái là phân biệt cái HCC thì đa ổ như nào gì đây này các chị thấy cái hình này là gì không cái này là tĩnh mạch trên trung gian cái cửa này, đúng không HCC thì đa ổ thì gì một cái dấu hiệu cực kỳ quan trọng đó là gì bao giờ nó tắc cái toàn bộ cái cửa thì sao nó để xâm lấn ra được cái mô gan thì bắt buộc nó phải đi qua được cái cửa cái HCC nó không xâm lấn trực tiếp ra cái mô gan bên cạnh là gì nó di căn ra các ổ riêng lẻ này thì gì đồng nghĩa việc nó phải phát tán nó thì cái cửa đúng không và khi phát tán thì đồng nghĩa việc tắc cái cửa đúng không và ung thư gan nguyên phát à thứ phát thì nó ngược lại nó phát tán nhưng mà gì theo dạng tế bào nhỏ nhỏ thôi cứ bám lên từ ổ nhỏ nên là gì cái cửa nó cứ thông cũng biết là gì thì nó nuôi cái tế bào thứ phát thì về mình đi ăn trộm thì khóa bốt cửa chốt cửa ngoài là gì bây giờ mình ra thì gì đúng không mục đích của ung thư tế phát là gì phát tán là nhân rộng nhân lên đúng không phát tán là nhân lên còn cái ung thư gan nguyên phát thì mục đích của nó là gì ung thư gan nguyên phát ở gan nó chỉ cần thì sâm lấn lại, sâm lấn trực tiếp rồi, đúng không? Sâm lấn trực tiếp. Và nó sẽ mục đích của nó đi từ nơi khác, không bao giờ nó quan quá lâu cả, đúng không? Hết rất dinh dưỡng rồi, đúng không? Thế là gì? Một cái dấu hiệu mà khi tổn thương gan mà đau, mà tĩnh mạch cửa nó còn nguyên thì đấy là cái dấu hiệu là gì? Tổn thương gan nguyên phát. Còn nếu mà đau mà tắc hoàn toàn tĩnh mạch cửa, là gì? Ví dụ tổn gan nguyên phát, HCC thì đau hoặc thể an toàn. Các hình thái khác của gan, đây là chủ đề. Thì gan dạng nang chứ không phải nang phức tạp đúng không? Đã ra cái nang này nó thành nó mỏng nhưng nó có sủi chức này, có biển giảm âm xung quanh đúng không? Nang thành dày, nó tăng âm có biển giảm âm xung quanh, hai nốt bên cạnh nhau đúng không? Hình biểu quyết đấy đúng không? Cạnh nhau này chồng vào nhau đấy. Ngoài ra nó gì gan gan dạng nang dạng vôi đúng không? Vôi giống như bẩn nghi vôi và có biển giảm âm xung quanh đúng không? Để nó được ung thư của thận gì gan thành gan. Thì gì cần có thể gan và chỉ nói phân biệt của nó thì bao giờ nó là gì phân biệt với u của nguyên phát đúng không thì các chị nói một bên là gì gan lành bên gan sơ một bên đau một bên đơn đơn rồi một bên là gì tắc tĩnh mạch cửa bên là gì thông tĩnh mạch cửa một bên có u nguyên phát trước bên không có đúng không một bên có biển giảm âm bên là gì không biết giảm âm một bên đau nhìn cá bên là gì hình ảnh cửa là gì nó chỉ cung cấp ba dạng đơn một là giảm âm hai giảm âm đau đúng không thì ở đây là bệnh nhân đây các sức khỏe định kỳ này, bệnh viện thẩm mỹ này, đúng không?
Đấy chị Vân, thấy gì? Là chị đếm được có bao nhiêu lỗ phải cả? Chắc không đếm nổi, nó toàn một gà là rất nhiều cái này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, tiếp theo này các người các khác thì các chị thấy rất nhiều nốt mà tích cách cửa nó vẫn còn ok không? Đây bắt đầu tìm kỹ một chút thấy người tụi tôi cố tao đủ đúng không? 22, 15 theo kết luận nó là gì? Cú gai chỉ ra kích thì đối kích chỉ ra kích cú gai thì ra kích thì ra kích thì sao gan không gì cần giờ nó theo điều kiện máu nó nước nó chảy xuôi nó phải chảy ngược cả đúng không? Cung tụy chỉ di căn gan khi mà chúng ta nó tiếp tiếp vào tụy thôi. Cung tụy xâm lấn vào gan thì có, người ta chỉ có cung gan xâm lấn vào cung tụy thì có. Ta ra cũng mạng vào tụy thì có nhưng cung gan thì người ta sinh ra vào tụy thì không bao giờ sinh ra vào tụy cả. Xâm lấn vào tụy thì có cả. Vì sao? Thì một số trường hợp cung gan là tình một nó phát triển sang cung mạng nó xâm lấn vào tụy là bình thường. Nhưng mà thì di căn vào tụy thì không có, xâm lấn khác di căn. Còn đây là gì? Cối giảm âm kết luận là gì? Cối giảm âm cối tụy 22 đến 75 là gì? Kết luận là u tụy của người tiêu hóa tại gan. Và bây giờ tiếp theo là làm gì? Đi làm toàn thân thôi đúng không? Để đưa cái kiện để chụp PET CT đúng không? Và xa hình xương toàn thân hoặc là làm các ủy ban khác, CT phổi hoặc là gì đấy đúng không? CT Z. Đây là trường hợp về cái khối u mà thứ phát ở gan. Khối thứ phát khối tâm đồng ở gan ấy. Đúng không? Thế trong cái hình ảnh này nếu mà hình ảnh mình học trước đấy thì cái gan nó sẽ có tận đầu nhỉ lớn. Tuy nhiên các chị thấy cái điều là gì? Trên hình gan lành. Cái này là gì? Cái biển giảm âm nó khá là dày đấy, tăng âm nhưng mà chỉ có biển giảm âm xung quanh. Và cái này trên chụp các lớp cái tính là gì? Nó thuốc giảm biển thôi. Nó thuốc giảm biển. Và trung tâm nó có hoại tử, đúng không? Thì cái khối mà hoại tử này thì nó không điển hình của HCC, đúng không? Thì nếu mà tôi đọc cái này thì tôi chỉ đọc là gì? Khối lớn ở gan, nó cả bốn và cả năm gan trung tâm thì đúng không? Không những cái tác động của HCC thôi, đúng không? Thì vậy thôi, nhưng mà có thể là khối thứ phát hoặc là cái cụt khác các thành viên. Nhưng mà bây giờ phải làm tiếp theo thôi, đúng không? Chứ còn không thì cái này chưa đủ dữ liệu để chẩn đoán là gì, nó là khối thứ phát hay là gì, nó là cụt khác nữa, đúng không? Thì mình chỉ đã chỉ là gì, nó không có tính chất tác động đến hình của ung thư gan thứ phát rồi. Và cái này cần phải làm gì, marker này và xét nghiệm, đúng không? Hay là gì, cần có thể sinh tiết, cho một thành sinh tiết vào đây. Và cái này là sinh tiết ra thì nó là gì? Ung thư gan thứ phát, nó là ung thư đại tràng. Cái thể biểu mô là cái biểu quá cao. Đây là hai cái u gan ác tính ở gan đúng không ạ? Và các bạn chị hay gặp ở loạt các u khác mà ít gặp hơn. Một số cái u một giới thiệu cho chị một số bạn một cái u lành tính ở gan và nó khác cũng khá là hay gặp đúng không ạ? Và chị đánh giá bây giờ cho một số người vào đây có người gặp không? Quá trước có một bạn thì đang quay quanh siêu âm như cái đó được ngay đúng không ạ? Ba sang đi khác thì sao? Lo mãi, còn tôi có gì lo cả. Kể bây giờ mua chưa vợ, một về bảo yêu mua chưa hai vị cũng chính thai, vì yêu uống phỉ còn là đám cậu uống phỉ, cũng cùng với nhau, nó đồng bộ với bạn, đúng không ạ? Bảo bạn đầy cái rùa, cũng rất thật, muốn không tăng kích thước thì uống cũng chính thai mà. Phương pháp là chỉ duy nhất. Uống kiểu cũng trộn người yêu kìa. Đây là cái u gan mà lành tính, nó hay khá hay gặp ở gan, đúng không ạ? Và cái vị trí nó hay gặp và rất là may là chỉ gặp trường hợp nữ nhiều hơn đúng không ạ? Vì lệ nam trên nữ nó khoảng 1/8 và nó có liên đúng không ạ? Và nó có liên quan với cái đồng hồ estrogen đúng không ạ? Các anh chị ví dụ đa số nó thường 3 cm thì thấy là gì? Bây giờ mình phát hiện được thì có những gan thấp hơn. Tính chất hình ảnh của nó là gì? Nó hơi như mô gan bình thường. Tuy nhiên là gì? Nó có dấu hiệu là chẹt sơ đúng không ạ? Chẹt sơ trung tâm, chẹt sơ trung tâm đúng không ạ? Các anh chị thấy đây, giữa một cổng thương nó đồng lên đồng âm như mô gan, nó chỉ hơi lồi vào gan một chút thôi. Đúng không? Tất nhiên là gan lành thì nếu mà tổn thương thì nó không phát triển được vào gan thì hầu như các chị phát hiện được. Ngay cả những người là chuyên gia với lại chị cũng phát hiện được. Nên tại sao cái tây nó phát hiện được thường thì phải 3 cm trở lên, đúng không? Vì tại sao nó mới đẩy lồi cho bờ gan, đúng không? Mình nghe. Và cái này trường hợp chị nó chỉ gặp ở nam khi nào? Ở nam khi mà trong cái bệnh cảnh các cái bất thường khác, như là trong cái số loạn của cái gen, cái gan, cái khác thôi chứ còn bình thường nam thì rất ít gặp.
và đây có sẹo sơn, hình ảnh sẹo sơn đây thì đây là một cái hình nó tua tua hình răng hoa, như hình răng hoa sẽ đạt đấy, đúng không? Ra ngoài đây khối lớn, đúng không? Khối lớn có cái sẹo sơn trung tâm nó hơi tạo ra một chút, đúng không? Và lưu ý là gì, nam trên nền nam lành chắc chắn rồi, không có bất kỳ một triệu chứng nào cả, bệnh nhân thường thì phát hiện bình thường, phát hiện ra thôi, đúng không? Tỷ lệ nó đứng thứ hai của gan này, 8% trên tổng thủ tim, đúng không? Và thông thường là đơn độc 8%, đúng không? Và nhiều hơn 20%, và đa số là không có triệu chứng gì cả. Và điều trị của nó là các chị biết là gì, chúng tôi đi khai được muốn, đúng không? Và hiếm khi phải phẫu thuật các tỷ lệ hồi rất lớn, đúng không? Nên là chị các anh chị, các bạn là người yêu, nếu người yêu có tránh thai thì cười nhé, còn điều trị của gan nhé. Và cái sẹo sơ trung tâm chiếm khoảng 2/3 sẹo khối lớn, đúng không? Và khi có sẹo sơ khối lớn, sẹo sơ thì thành nó lành, và đây tuổi trẻ tuổi, đúng không? Nữ giới nữa, nữ giới nhiều này có thể hướng đến chẩn đoán HCC, đúng không? À, chỉ có SRH chứ không? HCC. Đây là hình ảnh mô phỏng của mình cho giới thiệu qua cho anh chị thôi, để đừng về cái ám thị cái tổn thương này vào, thế thôi, rất là hiếm gặp, không phải gặp thường xuyên đâu, đúng không? Từ cái khối lớn này nó giống hệt như mô gan lành, nó trung tâm giống hệt nó không có bỏ, đúng không ạ? Trung tâm có sẹo sơn cho lớp tơ vào một mạch, một mạch duy nhất và thì nó tỏa cánh ra hình răng hoa, chuyện xưa là chuyện ta không khác khác đây này, cái sẹo sơn nó tỏa ra hình răng hoa đấy, sơn trung tâm đấy. Còn cái trên các không khác là những khối rất rộng mạch, chính là thì chúng ta giống như động mạch, đúng không? Thì tóm lại là cái mốc rộng mạch và cái nền gan lành, đúng không? Rồi giới thiệu những cái dòng đen như tổn thương này, nó ta hơi giảm ra một chút là gì, một mạch duy vào trung tâm và thì các mạch sẽ tỏa ra thành năm hoa có sẹo sơn, thì để thể nghĩ thế này thì áo này của chúng ta này thì và lưu ý là trên nền răng lành nhé, răng lành đây trên nền gan nhiễm mỡ các chị thấy nền nốt giảm hơn, đúng không? Có thể một cái nốt giảm hơn trên nền gan nhiễm mỡ, chứ mình gặp phải u máu thì để gặp thì nốt giảm hơn trên gan nhiễm mỡ, ví dụ trường hợp này nốt giảm hơn nhưng mà cho nốt mơ mạch thì đã nó lại cho tín hiệu mạch, đúng không? Thì chúng ta thấy là gì, không phải kết luận là u máu đấy nhé, đúng không? Chúng ta là nốt khác thì gì, thì bây giờ về phải là một là gì, di căn gan, xem độ tuổi, xem nếu mà trẻ tuổi thì từ từ bị di căn gan, đúng không ạ? Hai là bệnh nhân này trẻ tuổi, thứ hai là gì, không bất kỳ triệu chứng nào của động mạch này, đúng không ạ? Thứ hai là gì, mình có quyền nghĩ đến một gì, tổn thương gan lành tính, và đây là một trong những cái mà mình có thể gặp, đúng không ạ? SRH hay là tăng sản lượng nốt phụ chú. Và bước tiếp theo là cho này làm cái gì, ngồi cẩn thận cái cho viêm gan toàn thân đi, đúng không? Nhẹ để mắc cơ viêm gan, ung thư áo, vết ung thư gan, làm một loạt viêm gan, những viêm gan đã, đúng không? Thì đến viêm gan thì cứ cẩn thận. Và cái phương pháp chẩn đoán bây giờ hiện nay của nó là gì? Chi tiết ạ. Chi tiết thì nó vẫn có thể nhầm với u khác, thì cái này nó vẫn tiếp vào gan bình thường. Nó sẽ nhầm với u tiếp theo thì mình phải giảm đây, đúng không? Nó thể chụp ung thư, cử với cái đối quang từ cái thuốc đặc biệt, thuốc đặc biệt. Và khi cái hình ảnh có thể tìm thì nó xác định nó không phải sản xuất rồi. Chi tiết là chi tiết vào đây nó được. Đây bây giờ nó gặp mắc bệnh rồi. Cái này là chụp ung thư và tiêm đối quang từ đặc biệt. Tôi có bảo vệ thực hiện sau này anh chị và người sở hữu trước tiên. Và khi mà nó có nhảy thì mình sẽ bắt xác định rồi, cũng là chi tiết. Còn phần này rất qua là chi tiết. Tiếp theo là cái tiếp theo người gặp. Tiếp theo, có thể gặp tiếp theo thì không phải hay gặp. Đấy là gì? Cái u tuyến được gan hay là gì? Adenoma, adenoma. Cái u tuyến này thì là gì? Nó có đặc điểm khá là khác biệt so với cái phần kia. Thế nên mình sẽ gặp cái ít gặp hơn, nhưng mà cũng rất là may là gì? Thì gặp nữ thôi, đúng không ạ? Nữ 99.9% và nam giới cực kỳ nhiều cả. Hầu như chẩn đoán cung này công thức mọi người là gì? Nữ tiền sử dùng thuốc tránh thai kéo dài trên 10 năm, đúng không ạ? Trên 5 đến 10 năm, đúng không ạ? Và gì? Lâm sàng là gì? Nó biểu hiện khá dữ dội. Đa số là có đau tức là sườn phải, từ sờ đến khối, đúng không ạ? Cái cung này nằm ngay dưới bào gan là gì? Rất dễ bạn tử chảy máu, khối u rộng này. Và đặc biệt là gì? Nó tăng kích thước rất nhanh khi mà chỉ trong thời kỳ mang thai, đúng không ạ? Đây là gì? Nếu mà nữ được chẩn đoán adenom này thì nó khuyên là gì? Xử lý trước khi mang thai hoặc là không nên mang thai. Vì gì? Khi mà có thai thì u nó phát triển rất nhanh kích thước, thậm chí có trường hợp nó phát triển đến 20 cm và nguy cơ vỡ rất cao, cho nên tử vong, đúng không? Vỡ chỉ khi mang thai mà u rồi mạch vỡ ra nó ngay trong bao gan thì không phải đọc được cả, không biết tìm được biết. Và cái điều trị cái này là gì? Phẫu thuật. Đường thuốc tránh thai đầu tiên này, tiếp theo là gì? Phẫu thuật và gì? Không mang thai. Nếu muốn mang thai thì phẫu thuật trước. Và cái u này rất dễ bạn để chảy máu thôi, mà thực tế là cái u này khá là hiếm gặp, đúng không? Thế này, nó là hình ảnh của nó thì nó khá khác biệt hơn so một chút. Một số trường hợp mình gặp chị cái tay nó là kích thước có thể đến 30 cm, đúng không? Cái kinh khủng của đứa trẻ, đúng không? Và tỷ lệ nó mắc thuốc tránh thai mắc theo hàng năm, như đây các bạn nữ sau này có thuốc tránh thai hàng ngày thì
lệ nó mắc cao, ví dụ trên 10 năm thì sau 1 năm nó tỷ lệ 1 triệu, cũng như là 1 triệu người được tiêm 2 thì cứ sau 1 năm thì có 1 người bị mắc cái ra rồi 1 triệu người, cái đơn vị Việt Nam bao nhiêu tiền, Việt Nam cứ cho khoảng 30 triệu người nữ thì được tiêm 2 20 triệu thôi, thì mỗi năm đến mắc khoảng 1 năm khoảng 20 người mới mắc, thế cứ 1 năm có 20 người mới mắc, tỷ lệ mới mắc hàng năm là 1 trên 1 triệu. Còn tỷ lệ cố định thì không thì nó rơi vào khoảng 1 trên 10.000 thì bao nhiêu? 2 trên 10.000, 10.000 phụ nữ có 2 người mắc rồi, đúng không? Và mới mắc hàng năm, mắc thêm mới hàng năm là 1 trên 1 triệu. Vâng, cái này cũng tạm lắm, nhưng mà để nói sâu cái này của bạn này lại hết. Thôi, chị cho bà khá là vẫn chị. Tóm lại cái khối dầu này mà có thể có bạn để chảy máu nữ, đúng không ạ? Cái thai này cũng như cái thai hàng ngày cũng dài và thì có đau bụng. Còn cái ADH này em thì không có thể nghĩ gì cả, thì có thể nghĩ đến một cái khối u gì adenoma các chị biết được không? Và cái khối u lớn này thì trên 10 cm, trên 5 cm nó có nguy cơ chuyển thành ung thư gan, tỷ lệ nó khoảng 10%, đúng không ạ? 10% có khối u adenoma được chuyển thành ung thư gan. Thế nên ngày xưa các thầy vẫn dạy các cô là gì, nếu mà adenoma mà chỉ nói adenoma thì đồng nghĩa là gì? Điều trị như HCC, đúng không ạ? Có nghĩa là gì? Phẫu thuật và hóa chất, đúng không ạ? Thì một số tỷ lệ nó chuyển thành ung thư gan, và biết đâu nó chuyển thành ung thư gan rồi mình không biết. Phẫu thuật xong rồi để nguyên như thế này, ung thư gan là sao? Ung thư thì cũng có gì gan nó có thể khác bình thường hoặc khác của bạn. Sau này mình vẫn có thể ung thư gan nhiều hơn nam, nhưng mà nam giới không có rượu bia, không có viêm gan thì là xấu lâu hơn phụ nữ đấy. Thôi phải vậy thôi, nghỉ bài lao đi nhỉ? Học mỗi tuần mười báo khá lắm, mười thì có lẽ. Luôn à? Ngày xưa là ôm luôn rồi là thôi, sáng sẻ mất rồi. Xong. Nghe lại. Học luôn à? Thôi rồi để thôi cũng được. Bây giờ làm đi. Tiếp. Làm xe bê thế. Có ai hỏi thêm về cái phần này không? Nó còn nhiều u gan lành tính khác nữa, ví dụ như là lipoma, adenomyosarcoma, nhiều lắm. Mỡ mạch, mỡ nhiều. Thôi, tôi giới thiệu tuần này, một cái để các anh chị cảm ơn dài. Cái bài nhỉ, người ta cũng có nhiều phần về gan đấy thôi, chỉ thôi thì sau cũng cả nào cũng nhớ được, sau viết kiểm tra lại nói thật sự vì nó quá nhiều. Thứ hai là sau các chị đọc viết các bài thì sẽ quên dần đi, nhưng tôi vẫn phải chạy để đảm bảo. Tổn thương mạch máu và gan thì rất nhiều là tổn thương rất cao đúng không ạ? Tuy nhiên thì ngoài tổn thương thì biến thể giải phẫu không nói được rồi, vì nó quá nhiều biến thể giải phẫu, thực tế là gì? Các cái mạch máu và các tổn thương khác thì nó chỉ 67% là bình thường thôi, đúng không? Còn 34% là biến thể giải phẫu, thay đổi mạch máu rất nhiều, đúng không? Ví dụ các hình ảnh động mạch chủ mục hiện tại các chị thấy như thế, thì thực tế là gì? Thì hình ảnh giải phẫu bát lát nó chỉ là 60% trong trường hợp chung thôi, còn là gì? 4% nó thay đổi hoàn toàn khác nhau, mỗi người một điểm, đúng không? Nó rất nhiều, rất đa dạng, đúng không? Có thể cái này nó chạy 90 độ, 120 độ, nó xoay trái, xoay phải, xoay trái, xoay phải. Công bao nhiêu chia nhánh bên phải bên trái 3 giờ 7 giờ 5 giờ luôn, rất nhiều thứ. Cái này nó lúc cái này liên quan đến người mà làm căn kiện máu kia, đúng không? Khi còn nhiều anh chị bình thường không này, công như nào độ dài thì gốc phát bao nhiêu thì nó to ra cũng nó làm được liên quan những người mà làm sâu được. Ai đi đồ thì gì? Trả lời. Còn cái cơ mình máu thì các anh chị phải biết hai cái này, đầu tiên là gì? Bucherry, đúng không ạ? Đây là gì? Tăng cái tiền cửa, cái này nó cũng biết rồi, 3 tháng mới biết. Vậy Bucherry là gì? Bucherry là gì? Hội chứng Bucherry là do nguyên cái tiền thân của cái hội chứng này chính là gì? Tại cái bệnh gan bẩm sinh, theo cái gan bẩm sinh, đúng không ạ? Cái bệnh này nó phát hiện ra là nó 800 bao nhiêu, không phải nhiều nữa. Cái ông giữa hai cái nhà bác sĩ, một ông bác sĩ nhà giải phẫu và một ông bác sĩ thần kinh. Ông Thierry, các anh chị nghe chưa? Chị dạng Thierry, đúng không ạ? Bác sĩ rất nổi tiếng. Có người Đức, một ông người gì đó không nhớ tên, là gan bẩm sinh, một ông người Đức.
và hai ông này cùng phát hiện ra mỗi ông sẽ được một ông chia lên thì sau chục năm ông bổ sung thêm vào cái phần khác của cái bệnh này, sau này sẽ dùng tên sau này sau năm 1900 bao nhiêu thì cái ông chủ y tế dưới tôi thống nhất là dùng cái tên đặc biệt cho hai ông này là chữ chia lên thôi, đúng không ạ? Và nó tạo cái nó tắt cái mạch gan nó rất nhiều nguyên nhân, đúng không ạ? Có thể là vì khuẩn sinh, có thể là vì teo không đúng mạch gan, các bạn nghe chị chưa? Thì chúng ta chia được thậm chí lúc này siêu âm thai đấy đã phát hiện được rồi, với trường thai trên vai tổng kết được rồi, nó teo cái mạch gan, cái mạch gan, và thậm chí nó sơ gan thì bị bỏ thai, đúng không ạ? Thì thực tế là thì họ cũng trường này chủ được bỏ thai và gan nó lớn, sơ thai các bạn thì thấy gan nó to, nó dịch vụ, đúng không ạ? Và cái triệu chứng lâm sàng đó là các bạn đẻ ra thì trẻ đẻ ra thì bao giờ sơ gan rất sớm, thì ngay lập tức trường đầu các bạn hai lấy làm nhi để xem là có tắc đường mật đầu tiên này, teo đường mật sinh không ngã, đúng không ạ? Nếu ai nói theo bẩm sinh thì nó sơ gan sớm, tắc mật bẩm sinh, đúng không? Thứ hai là gì? Xem siêu âm trong túi mật không? Nếu bạn có túi mật bình thường, túi mật ngon thì ai là xem cái mạch gan có không, đúng không? Tắc cái mạch gan thì máu nó sẽ không trở về gan được, trở về chủ được, nó sơ gan. Sinh mà các cây không có chết là sơ gan. Gan to thì chỉ có bụng cách to thôi, nó sẽ tiêu diệt sơ gan đó, đúng không? Ngoài ra cũng như là tiếp theo là nguyên nhân không phải bẩm sinh, có nghĩa là gì? Có thể nó mắc phải. Mắc phải, đúng không? Nghĩa là gì? Do các trường hợp huyết khối tắc cái mạch gan mà do đông máu hoặc là khối u di căn hoặc là cái gan thì vô hình dung là gì, ví dụ tập về nó tắc thì khi đổ về đúng không ạ, ngã ba đổ về thì nó chả đổ về đâu cả, đúng không ạ? Bằng nghệ trước khi cái gì nó cũng cần gây hội chứng bút đi là do tắc cái mạch gan. Hệ siêu âm thì tìm được những cái gì, đúng không ạ? Đầu tiên là gì, tập vào mắt mình rồi nhảy xơ gan cái đã, đúng không ạ? Với nhảy xơ gan thì trẻ em thì các chị phải xem là gì, cái hệ nguyên nhân gặp nhất đó là teo đường mật sinh, các bạn xem có đường mật có không, có mật chủ túi mật đúng không ạ? Tiếp theo là gì, xem có tĩnh mạch gan hay không, tĩnh mạch gan có tìm dễ không ạ? Quả xương chẳng tĩnh mạch gan, không biết tĩnh mạch gan hoàn toàn, xem gan là dấu hiệu tăng tĩnh mạch cửa đúng không? Đầy đủ có dấu hiệu của xương gan, như mô gan nó tĩnh cửa thì cũng cách to vân, tiếp theo là siêu 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 tốt đời xem thì còn tìm là gì, tĩnh mạch gan đúng không ạ? Ví dụ đây trường hợp đây các bạn thấy là cái gan này gan trẻ em đúng không ạ? Có dịch thẳng cổ đây là gì? Toàn bộ gan thì còn gì? Tĩnh mạch gan thấy hình tĩnh mạch gan còn gì? Không có đồng chậm, teo hoàn toàn, teo hoàn toàn tĩnh mạch gan, tắc teo và tắc teo chỗ đổ vào rồi tắc hoàn toàn tĩnh mạch gan. Thế đây là chúng ta cần gì? Bút chia gì? Và thứ hai là bút chia gì do mắc phải, có nghĩa là gì? Nó có cục máu đông mà không như thế đó. Ví dụ đây cái vị trí đổ về đây, IBC là tĩnh mạch chủ dưới đúng không ạ? Đổ về đây là nhĩ phải đúng không? Nó tắc ngay thì vị trí đổ về của tĩnh mạch chủ dưới thì gì? Thì vô hình dung là gì, nó gây giãn cái gan đau đớn đấy và lâu ngày nữa thì nó tắc hoàn toàn, cái gan nó chảy ngược xuôi dần dần, lúc này là đi bộ nó trở về qua cái hệ thống đơn thôi đúng không, và nó đi cái bàn hệ thống thành bộ thành đơn thôi, đây thì nó tắc đấy, đây thì nó tắc ngay thì chỉ đổ về với những cái chủng dưới. Đây là hình ảnh sơ gan của bệnh nhân bút chia thì dữ liệu khá điển hình, đây là gì, nó phì đại và tăng cái máu của bạn tình một đúng không, vì sao, vì toàn bộ gan nó tắc hết cái vị gan rồi và nó rất nhiều các cái bàn này, các cái AVM có nghĩa là gì, nó thông được mạch gan cái cửa ở trong gan cũng nhiều, chủ yếu là vì mạch gan như chụp căn lớp đi tính trên CT để coi chỉ thấy toàn bộ nhu gan nó tốt qua rồi, chủ yếu chỉ còn gan nên nó nhiều còn gan nó sẽ tạo một tuyến một nó tăng tuyến máu như một cái động mạch phi đại tuyến một lên tuyến mười hai tuyến một rất to, thế này là gì, cái khái niệm ở phần vị trí của gan thì hỏi thì mình cũng biết là gì, ví dụ đây là hàm thịt một và đây là gì, cái phần phát triển ra phía bên trái thì bên phải tĩnh mạch động mạch chủ và chủ và tĩnh mạch dưới này thì lúc đấy là gì, là hàm thịt chính C và bên này là gì, vẫn là hàm thịt một, đúng không? Đấy là cái khái niệm nó rõ để mình cái này chẳng biết gì cả, đây là chứ sau thì cũng đi luôn đúng không, nếu không được ghép ngang đúng không, không ghép ngang. Tóm lại là chẩn đoán khá đơn giản đúng không, trẻ em thì teo bẩm sinh sơ gan đúng không, người lớn là gì, có thể mắc phải yếu tố tiếp theo là gì, tắc cái mạch cửa đúng không ạ, tắc cái mạch cửa thì như nào, anh chị thấy là không, sơ gan có thể gây tắc cái mạch cửa đúng không ạ, và ngược lại tắc cái mạch cửa cũng có thể gây sơ gan đúng không ạ, tắc mạch cửa thì nó có thể gặp nguyên phát, có thể là gì, người trẻ một số dân nó có thể tăng huyết áp nó không rõ nguyên nhân, vô căn đúng không, thì lâm sàng nguyên nhân là gì, lách to và gì nó có nhiều tổn thương hệ thôi đúng không ạ, là sớm là nó lách to rất to, thứ hai là gì, mình thấy cái gì, cái mạch cửa nó ra nhiều hơn mà nghe lách cửa thì nó thật giống trước tôi nói này đúng không, và dù lâu dần nó dẫn đến là gì, sơ gan đúng không, tăng cái cửa nó sẽ sơ gan và ngược lại sơ gan có thể gây tăng cửa mà ai phải phối hợp với nhau một xoắn kể từ trên lâm sàng hình ảnh của nó là gì, nó đầy đủ có dấu hiệu của gì, sơ gan đúng không, chắc chắn rồi,
như mô gan từ cái rồi gần bờ và dịch vụ lần đấy, cái này cần phải quên đi đúng không ạ? Và cái dấu hiệu ra từ cạnh cửa thì định nghĩa khi nào thì cái này là định nghĩa rồi. Khi ra từ cạnh cửa bình thường là dưới 10 mm thủy ngân đúng không? Nhưng mà thì tăng khi nào? Tăng khi nó trên 10 hoặc là trên áp cửa chữ cửa chủ, có nghĩa là trên 5. Nên là mình đo cái áp lực của tĩnh mạch cửa do tĩnh mạch chủ dưới mà nó trên 5 thì nó là gì? Nó là đàn áp tạo ra cửa. Vậy cái này là hai cái này có đảm được không ạ? Làm được gì bây giờ đo cho cái cửa để do cái áp của mình cho ra không? Theo lý thuyết thì hai cái này đo là mình phải chọn cái kim vào tĩnh mạch cửa vào đúng không ạ? Đo bên ngoài, hệ thống đo bên ngoài đúng không? Nhưng bây giờ có ai làm không? Có thể làm nghiên cứu được ai đi quên là tôi đưa tự do còn 15 người chết chẳng hạn làm được thì cái này định nghĩa rồi mà tôi biết đâu nó làm nghiên cứu đấy nó đưa đến định nghĩa là phải có con số cụ thể. Tuy nhiên là gì chả ai đi làm đấy cả mọi người nó dựa vào dữ liệu gián tiếp đúng không ạ? Đầu tiên là gì là sớm giãn đúng không ạ? Vậy khi nào là giãn? Trên 14 mm hoặc từ 14 mm trở nên là giãn rồi. Và nghệ pháp bằng xà ba đây là gì hít vào thở ra. Và khi mà giữa cái đường kính chênh lệch giữa hít vào và thở ra dưới 20%, cái đường kính của động mạch trước đó thì vẫn được vẫn là tăng lên cửa đó. Còn nó trên 20% thì nó bình thường. Thế cái cửa tôi được đo 15 à hơi giãn đấy đúng không nhỉ? Nhưng mà gì sau khi hít vào thở ra thì nó vẫn nó lại còn có 10 đâu, có thể cũng phải rồi này cũng phải còn nhiều cửa. Khi này cái cửa đo một sinh nó hơi giãn, nhưng mà cái cửa đo 14 đúng không ạ? Nhưng mà sau khi vào kiểm tra thì vẫn là 14. Thế bây giờ gì? À cái này chắc chắn là tao bị cửa đúng không ạ? Nhà kích thước chỉ như vậy, có cái biện pháp tạo ra này nữa. Thế bây giờ gì? Có còn mặt bằng hệ. Bằng hệ ở đâu đúng không? Quanh cái mũ ngang, mũ lách này. Thứ hai là gì? Quả, đúng không? Tái tái không được cái đốn thì được bằng hệ qua trực trang đúng không? Thứ hai là gì? Cổ trướng đấy. Cổ trướng đúng không ạ? Cho tạo áp lực được đấu. Giảm áp lực keo, vừa là tạo áp máu vừa là tạo áp to đương nhiên rồi, đúng không? Đó. Và cái dấu hiệu một cái phương tiện cực kỳ quan trọng đó là gì? Sườn Doppler. Tất cả các dấu hiệu đường kính thì toàn cái này là phải có cái tiêu chuẩn là sườn Doppler. Thì mình phải đo dòng chảy của nó, đúng không? Khi ta không được cái cửa đồng nghĩa là mình dòng chảy chậm, đúng không ạ? Dòng người người ta cái mốc quy ước là gì? Bình thường dòng chảy cái cửa nó rơi khoảng 15-20 cm/s. Và cái này hoàn toàn do sườn Doppler là sườn Doppler. Tuy nhiên là gì? Khi mà nó nhỏ 10 cm/s thì nó gọi là dòng chảy chậm rồi. Nó có khi nào âm không nhỉ? Nhỏ thì là cái có thể âm 10, âm 20 là sao? Có chảy âm không? Có dòng chảy âm đấy đúng không ạ? Chảy ngược từ trong gan chảy ra là dòng chảy âm đúng không ạ? Âm là so với gì? Cái chiều của dòng chảy mình quy ước thôi. Chứ là nó không tốc độ nó là âm cả. Nhưng mà gì? Giống như ông đang chạy đi, nó cũng chạy lùi. Nên là tốc độ đi lùi đúng không ạ? Còn vạch thích thì nó vạch thích của nó là đấy. Nhưng mà ông đi ra về thích khác và ông đi lùi về thích thì nó gọi là tốc độ âm. Làm gì có một số người bị đo thì là âm 10 mấy cm/s thì đấy là một dòng chảy đảo chiều đúng không? Nhỏ 10 cm thì đồng nghĩa là việc gì nó có thể về không, nên là không chảy nữa đúng không? Không chảy hoặc là có thể âm, nghĩa là gì? Lẽ ra nó chảy vào gan nhưng mà gì nó chảy ngược từ gan, thậm chí có thể dòng chảy nó là gì động mạch. Đây ví dụ trường hợp các anh chị thấy tốc độ chảy âm sơ gan đúng không? Sơ sơ gan chia gì của bụng đúng không? Ở gan này. Nhưng mà đây cái cửa đây chị đây cái cổ của nó. Cái đỏ đỏ này chính là gì? Động mạch gan đúng không ạ? Nguyên tắc của dòng chảy có nghĩa là gì? Đỏ với xanh là theo mã hóa nó chiều dòng dò. Cái đỏ thì tiến về gì? Tiến về phía đầu dò, xanh là xa đầu dò đúng không ạ? Xa là chiều dòng chảy. Mình đặt chiều thôi, cái này hoàn toàn mình điều chỉnh được. Mình cứ đặt ngược lại cả, không vấn đề gì cả. Do những người làm cái đó. Tức là gì? Đỏ nó không phải là động mạch mà xanh nó chưa hẳn là động mạch đúng không? Đúng không? Không phải cứ xanh là tĩnh mạch đỏ là mạch đâu, không phải. Tức là theo chiều dòng dò với nhau. Tuy nhiên là gì? Tôi không cần biết là chiều dạng thế nào, tôi chỉ biết là gì? Tĩnh mạch cửa và động mạch gan là gì? Bình thường là cũng dòng chảy với nhau. Nên là gì? Tôi muốn dạng hướng nào bằng hướng, không bao giờ mình cùng màu, đúng không ạ? Nó có thể xanh cùng xanh và đỏ cùng đỏ, không bao giờ chuyện là xanh, không xanh cùng đỏ cả. Còn động mạch gan thì nguyên tắc là gì? Luôn bảo hòa trong gan, đúng không ạ? Thì mình dạng này nó dùng vào trong gan là gì? Chắc chắn nếu ông dặn màu đỏ có nghĩa là gì? À cái hướng vào trong gan có nghĩa là màu đỏ, đúng không ạ? Hiểu như thế đúng không? Còn cái gan không cần chảy ngược ra từ gan ra ngoài cả. Nhưng mà tuy nhiên là gì? Tĩnh mạch cửa thì khác. Tĩnh cửa mình thấy là màu xanh có nghĩa là gì? À ông đang chảy hướng ngược chiều vào trong bệnh gan. Và trong bệnh gan thì đã vào trong gan rồi, ông chảy hướng ngược chiều nghĩa là gì? Ông chảy từ gan ra, đúng không ạ? Và đây cho cái tốt tờ vào cái chị thấy cổ gần thủ động mạch có nghĩa là gì? Hôm nay đã bị đảo chiều đường chảy và thì
động mạch gan ngoài tích mạch cửa, nghĩa là gì? Ở một cái máu ở trong gan này nó thông động mạch gan tích mạch cửa và nó chảy ngược trong gan chảy ra, đúng không? Đó là cái gan này thông được chẳng có chức năng gì. Nếu thì máu về được là gan thì gặp đâu máu là máu động mạch gan, đúng không? Nó chảy ngược xuống gan, vôi xuống nó tạo thành vòng xoáy, nghĩa là gì? Ở một máu là về đặt tập hoàn luôn và cái gì nó sẽ càng nặng thêm tình trạng sơ gan và đúng không? Chuyển hóa cho mình chuyển hóa thôi, đúng không? Cái phần cầm máu không ạ? Đây đo cái cửa cái chị lưu ý cho đo này, đo trong lòng thôi nhé, nó không đo ngoài thành, đo là trong lòng thôi và hai chiều cùng giao với nhau, đo sau trước hợp lưu, đúng không? Những trước hợp lưu bao giờ nó to hơn cửa, đo khoảng cách là trước sau trước hợp lưu và cách trước chỗ chiền đến đây chỗ chiền là trước hợp lưu mình đo khoảng giữa, đo trong lòng cái cửa. Và đây cái hình ảnh đo được đây là bao nhiêu nhỉ? 15 mm. Cái cửa đo đây đo đúng không ạ? Cách từ đấy đo. Đây là chỗ hợp lưu đây, hợp lưu cách cửa, đây là chỗ chia thì anh nhé, đúng không? Mình đo đúng khoảng giữa, đúng không? Đúng không? Đây là cái hình ảnh mô phỏng tiếp theo là cái chiều thì được chiều đường chảy đấy. Cái hình này là gì? Cô tên là gì? Tích mạch lách, đúng không? Tích mạch lách chảy về đâu nhỉ? Chảy vào xuống gan, chảy về đâu thì hợp lưu cách cửa, đúng không? Tuy nhiên là gì? Tích mạch lách lý thuyết là gì? Tích mạch lách nó về cái cạnh cửa nó về cùng chiều nhau, đúng không? Tuy nhiên các bạn thấy là đến chỗ ngã ba thì các này màu đỏ, các này màu xanh, kích cỏ diện năng này chảy ngược chiều với nhau. Một đoạn chảy vào, một đoạn chảy ra, đúng không? Hoặc là cái đoạn này nó chảy vào thông thường, cái này nó chảy ngược ra, cái chảy ngược ra. Thì hai cái này đảo chiều, đông chảy đảo chiều. Cái giờ thì xương vẫn tơ, nó vai trò cực kỳ quan trọng. Chỗ này mới là khái niệm xương mỏng, đúng không? Bạn làm gì nhỉ? Bác xương mỏng thành bốn đều. Màu tâm lý, sỏi thận. Đó, màu kia. Màu thì 10D cũng có, đúng không? 10D cũng có. 10D là 500.000 nhỉ? Xương thường 50.000 cho các bạn nghe. Nó làm 10D cho em ngon. Được không? Kiếm 500.000 tiêu tiêu tiền thì mình ngon quá, kẻ mới chất dầu gì. Đấy, thế thôi, cái tóm lại là gì? Tạo ra cái cửa cho chị đường kính thứ hai là gì? Dòng chảy, chiều dòng chảy của các bạn tốc độ dòng chảy. Đó đơn giản. Các cái tài liệu tham khảo mình xem. Cái phần này ra giới thiệu tí thôi, cái bài của sự sơ và nãy thêm ai biết tiền được tiền thì cùng nhau cho có cái bài full đầy đủ cho trong này sống người được để đưa cái nó nhảy nhiều lắm, số bạn số ba tháng rất là lớn do khoa học thế này kết thúc đấy. Có ai hỏi thêm gì không? Hít vào, hít vào, thở ra, đo thì hít vào, đo thì hít vào, thở ra, khi hít vào thì áp lực bụng nó giảm ra, áp lực bụng thì gì, nó sẽ chịu cái gì dễ khó, cái máy nó chịu cái nhẹ, người cũng đẩy máu về nhẹ, thì chúng ta áp lực bụng thì máu sẽ chịu cái gan dễ khó. Cái là máu đẩy từ ruột về gan thì nó sẽ đẩy nhiều hơn thì cái cửa nó sẽ giãn ra, đúng không? Hiểu không? Và khi kiểm tra thì giãn được thì cái cửa nó sẽ xẹp lại, hiểu không? Hít vào thì đo thì tóm lại thì sẽ đo hai cái hít vào và thở ra, đúng không? Một cái là tăng, một cái là giảm, đúng không? Chắc chắn là cửa hai trên nhau và trên nhau thứ hai đấy là gì? Trên 2% là bình thường, đúng không? Còn dưới 20% thì gì? Như ngờ thì sao không có thể được đo sẽ hít vào và thở ra nữa? Có cái cũng rất ít, đúng không? Hiểu không? Đo tĩnh mạch, đo dòng chảy, đo áp lực trong lòng của tĩnh mạch cửa, do áp lực trong lòng tĩnh mạch dưới. Cái đấy mình không đo được, cái sao đo lưu lượng dòng chảy thì đo được, thì mình đo vận tốc, đo đường kính thì nó ra lưu lượng. Công thức tính này mình chụp của tròn đúng không? Thì tích thôi, ra lưu lượng dòng chảy cũng phút. Lưu lượng tương đương là mình tính được là 15 cm/giây. Cái đo đường kính là 15 mm, thì ra lưu lượng dòng chảy thì là 20 cm/giây. Lưu lượng chảy qua bên đấy, chính là lưu lượng nhưng mà tôi nghĩ là cái áp lực của mình thì đo bên ngoài, đóng cái kim vào đo cái bên ngoài, cái này dùng nghiên cứu thôi. Hoàn toàn là đo được, đo trong xuyên qua gan rồi vào cái cửa đo được, họ làm nghiên cứu làm rồi, chứ còn cái bệnh dưới là nghiên cứu đo. Ai hỏi gì thì không, thôi nhỉ, ai hỏi gì thì nghe nhé. Quá trình điều động sản, quá trình gặp bệnh nào thì mình sẽ đọc sách lại rồi từ gặp cái bệnh đó mình đọc thêm kỹ biết về cái đấy, đúng không?
nhưng bây giờ thì đọc và xem là hình ảnh như nào, nó hơi đơn giản thì cái đơn giản nhất. Và sau ai mà muốn đi sâu hơn một chút thì em đọc một chút về cơ chế này, ngành học, thậm chí đọc về giải phẫu, về tên gọi, từ tay chỉ đến vài trong mắt tại sao gọi là gan, tại sao gọi là gan mà không gọi là phần gan, tại sao gọi là lách, tại sao gọi là tên gọi là thận. Cái từ đi bia và chụp ra là sẽ không nên có thể tốt mà cái quan quyền ngày xưa là một người có biết bao giờ một sự chuẩn bị thuật ngữ tại sao không để cái nguồn gốc tên gọi cái chị phải đọc đúng không ạ, cái gan hoàn toàn là mình đặt ra tại sao gọi là gan đúng không ạ, mà không phải là gọi có liên quan khác đúng không ạ, cái gan người nhìn thế giới ở đời thì anh trai nói gan là cái gì đó không lo để đọc sách nhé, xem. Đây là cái từ rất là hay, có cái gì cảm động cảm hay. Nhưng bây giờ thôi mình tiếp học về. Xin cảm ơn.